Nhất niệm vĩnh hằng chương 603, trời ơi! Bành, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc quanh quẩn bốn phương, sắc mặt bạch tiểu thuần thay đổi, hắn lui ra phía sau, trong chớp mắt bạch tiểu thuần lui ra phía sau, tộc trưởng bạch gia gào thét, tiếng gào thét quanh quẩn không gian chung quanh, hồn quyển trăm trượng vừa xuất hiện mang theo uy lực lay chuyển thiên địa, sau đó là quyền thứ ba, quyền thứ tư, trong chớp mắt thiên địa vặn vẹo, hắn đánh chính quyền liên tục giống như hơn trăm mũi tên của bạch tiểu thuần chính đạo hồn quyền mang theo chính pháp ấn nó có thể làm thiên địa biến sắc phong vân đảo ngược lúc này đánh thẳng lên người bạch tiểu thuần mọi thứ chung quanh vỡ tan cho dù bạch tiểu thuần tránh né lui ra phía sau cũng không thể tránh toàn bộ lúc này tiếng nổ rung chuyển trời đất xuất hiện thân thể bạch tiểu thuần bất ổn khí tức của hắn chấn động đôi mắt co rút đây là lần đầu tiên hắn đấu với nguyên anh trung kỳ hắn cũng có phán đoán của mình tu sĩ nguyên anh trung kỳ dựa vào chiến lược hiện tại nếu không vận dụng phân thân mặc dù có thể dây dưa nhưng không thể giết chết mặc dù là như thế nhưng cũng chứng minh bạch tiểu thuần ta hiện tại không phải bạch tiểu thuần năm xưa bạch tiểu thuần động viên bản thân mình hắn hít sâu một hơi đôi mắt mở to bỗng hư vô vạn vẹo tộc trưởng bạch gia tộc trưởng vừa đánh chính quyền hắn lập tức bước ra khỏi phạm vi vụ nổ của trăm mũi tên tóc tai bù xù trong mắt còn mang theo tơ máu đáng sợ trong nháy mắt hắn hóa thành cầu vòng bay tới gần bạch tiểu thuần bạch gia bí pháp bách quỷ dạ hành trong nháy mắt lao tới hắn nói chuyện không khác gì từ cửu âm địa ngục vọng về nhân gian âm phong bao phủ chung quanh thần thức của hắn cũng bộc phát khác với bí pháp của linh khê tông bạch gia dùng thần thức hóa quỷ dưới bí thuật này bầu trời rõ ràng như ban ngày hư vô chung quanh tộc trưởng bạch gia trăm trượng hóa thành bóng tối Bóng tối đen kịt thôn vệ ánh sáng chung quanh tạo thành mặt trời màu đen, trong màu đen còn xuất hiện trăm ánh mắt, những ánh mắt này đỏ như máu và vô cùng dữ tợn. Sau khi xuất hiện còn gào thét kinh thiên động địa, sau đó trong mặt trời còn xuất hiện một trăm lệ quỷ, những lệ quỷ có thân thể màu đen và hai sừng, tay cầm lệ giáp, hai mắt đỏ thẫm, miệng lớn dính máu, toàn thân bột phát âm khí vô tận, sau khi xuất hiện không khác gì bách quỷ dạ hành đi lại chung quanh tộc trưởng Bạch Gia chúng gào thét uy hiếp bạch tiểu thuần ánh mắt tộc trưởng bạch gia hung ác đám lệ quỷ lao thẳng về phía bạch tiểu thuần chúng nó trái ngược với mặt trời chúng lao tới nơi nào ánh sáng nơi đó lui tránh đám lệ quỷ phóng thẳng về phía trước và không ngừng khuếch trương trong phạm vi lớn nghịch tử ta xem ngươi làm thế nào không chết giọng nói mang theo hận ý vô biên truyền khắp bốn phương nội tâm bạch tiểu thuần run rẩy đám lệ quỷ này thật sự đáng sợ nhưng sau khi trải qua mê cung còn có dung hồn luyện hỏa trong mang hoang, hắn không sợ hãi quỷ vật như trước, nhìn thấy đám lệ quỷ dương nanh múa vút gào thét với mình, ánh mắt của hắn ngưng tụ, ta sẽ để ngươi nhìn kỹ ta không chết như thế nào, bạch tiểu thuần bấm niệm pháp quyết, thân ảnh của hắn xuất hiện hư ảnh trùng điệp, hỏa phân thân xuất hiện, tộc trưởng bạch gia kinh ngạc, khóe mắt hắn giật giật vài cái, phân thân, ngươi lại có phân thân, hỏa phân thân giống hệt bản thể bạch tiểu thuần, Tu vi và thân thể cường đại không khác gì bản Tôn, chỉ có một thứ khác biệt chính là phân thân dung hợp với hỏa thuộc tính trong thiên địa, vào lúc hắn đi ra, nó và bản thể Bạch Tiểu Thuần cùng đánh một quyền vào đám lệ quỷ, phân thân xuất hiện đã gia tăng chiến lực Bạch Tiểu Thuần lên gấp đôi, lúc đánh ra một quyền, trước mặt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện phong bạo, phong bạo phóng lên trời va chạm với đám lệ quỷ, âm thanh truyền khắp bốn phương, trong tiếng nổ ầm ầm bạch tiểu thuần và phân thân cùng kêu lên đau đớn và lui ra phía sau sắc mặt tộc trưởng bạch gia cũng biến hóa hắn lui ra sau vài bước lửa giận trong lòng hắn càng mạnh hơn trước kia cờ hờ dù có phân thân ngươi vẫn phải chết không nghi ngờ tộc trưởng bạch gia hét lớn hắn bước tới một bước trực tiếp thuấn di xuất hiện bên cạnh bạch tiểu thuần hắn nâng tay phải tạo thành hồn vụ phạm vi ngàn trượng vỗ thẳng vào người bạch tiểu thuần thuấn di ta cũng biết bạch tiểu thuần ngẩng đầu nhìn lên hàng khí bột phát bao phủ phạm vi mấy ngàn trượng, ngay sau đó tạo thành khu vực băng tuyết, đây chính là thế giới của hắn, càng có hàng kính xuất hiện theo, tâm ý Bạch Tiểu Thuần hơi động, lúc trưởng của tộc trưởng Bạch Gia đánh xuống, Bạch Tiểu Thuần lập tức biến mất, ngay sau đó hắn xuất hiện sau lưng tộc trưởng Bạch Gia, hắn nâng tay phải đánh thẳng vào lưng tộc trưởng Bạch Gia, lúc đánh ra một trưởng, hỏa phân thân cũng ra tay, trên người Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hư ảnh mơ hồ, phân thân thứ hai một phân thân cũng hiện thân, sau khi xuất hiện, một phân thân cùng bản thể và hỏa phân thân tấn công tộc trưởng Bạch Gia, đáng chết, sắc mặt tộc trưởng Bạch Gia biến hóa, hắn xoay người, tay phải nâng lên, hồn vụ ngàn trượng nghịch chuyển tấn công bản thể và hai phân thân của Bạch Tiểu Thuần, ầm ầm, oanh oanh, tiếng va chạm làm không khí chung quanh nổ tung, mặt đất xuất hiện khe hở, sắc mặt tộc trưởng Bạch Gia tái nhợt, hắn lui ra phái sau, ánh mắt hắn nhìn chầm chầm vào Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mang theo sát ý nhưng vẫn khó che giấu thần sắc không dám tin của hắn còn có phân thân ngươi có mấy phân thân hắn đã sợ rồi độ khó khi đuổi giết bạch tiểu thuần làm hắn giật mình mỗi khi xuất hiện phân thân chiến lực của đối phương bạo tăng ta cũng không tin ngươi còn phân thân tộc trưởng bạch gia cắn răng một cái thân thể thuấn di hắn lao thẳng về phía bạch tiểu thuần bạch tiểu thuần và hai phân thân va chạm với tộc trưởng bạch gia hắn lập tức lui ra sau sắc mặt biến hóa nội tâm Bạch Tiểu Thuần hưng phấn, hiện tại hắn hiểu ra, khi có hai phân thân, thực lực của hắn hơi kém nguyên anh trung kỳ một chút, một khi bản thân triệu hoán phân thân thứ ba xuất hiện, như vậy trên lệch cũng biến mất. Nếu phân thân thứ tư hiện thân, hắn có lòng tin và nắm chắc trấn áp nguyên anh trung kỳ, ôi trời ơi! Đây chính là thiên đạo nguyên anh sao, ta hiện tại chỉ mới có hình thức ban đầu, chẳng qua là giai đoạn phân thân, chưa nói tới viên mãn nhưng đã lợi hại như thế bạch tiểu thuần không dám tin tưởng nội tâm hắn kích động khó nén nhìn thấy tộc trưởng bạch gia thuấn di đánh tới ánh mắt bạch tiểu thuần lẫm liệt hắn cũng thuấn di hai người không ngừng va chạm giữa không trung thời gian dần qua ngay cả tộc trưởng bạch gia cũng nhìn ra bạch hạo chết tiệt còn chưa dùng toàn lực hắn đang mượn bản thân quen thuộc phối hợp giữa bản thể và phân thân đối phương có thiên phú cảm ngộ chiến đấu kinh người sau khi quen thuộc chiến lược bạo tăng tộc trưởng bạch gia cảm thấy mình bị sỉ nhục hắn tru lên giận dữ hai tay nâng lên sinh ra ánh sáng âm u hai tay bấm niệm pháp quyết trong người hắn có chín hồn tháp bay ra ngoài trong chín hồn tháp còn có tiếng gào thét vô số quan hồn bay ra ngoài những quan hồn này khác với quan hồn khác sau khi xuất hiện không lao thẳng về phía bạch tiểu thuần chúng lao vào hai mắt tộc trưởng bạch gia chúng chui vào thân thể hắn bạch pháp dung hồn tộc trưởng bạch gia tộc ngẩng đầu gào thét thê lương thảm thiết đám oan hồn chui vào trong mắt hắn chúng lưu lại trong thân thể thậm chí có thể nhìn thấy chúng dưới làn da tộc trưởng bạch gia dưới làn da xuất hiện từng gương mặt cả người hắn căng phồng lên như người mập mạp bộ dạng biến hóa quá lớn vi áp toàn thân hắn mạnh hơn trước rất nhiều bạch tiểu thuần cảm thấy nguy hiểm chính mình chưa đạt tới thiên nhân hoặc hạ cấp xuống một chút chính mình trước khi chưa thành tựu thiên đạo nguyên anh bất kỳ một cường giả nguyên anh nào cũng không thể xem thường có lẽ nguyên anh sơ kỳ còn tốt một ít nhưng nguyên anh trung kỳ cho dù cả đời không thể đạt tới nguyên anh hậu kỳ cũng chính vì thế bọn họ có quá nhiều thời gian đã không đặt tâm tư trên đột pha mà là đắm chìm trong tu luyện đòn sát thủ của bản thân tộc trưởng bạch gia cũng không có khả năng tiến vào nguyên anh hậu kỳ cho nên hắn cũng tâm tư rất lớn tu hành đòn sát thủ bạch pháp dung hồn chính là thứ này hấp thu quan hồn nhập vào cơ thể thừa nhận thống khổ do dung hồn mang lại sau đó kích phát bản thân thông qua bí pháp điều khiển vạn hồn quy nhất dùng thân thể làm môi giới bộc phát thực lực kinh thiên động địa loại bí pháp này cho dù hắn vận dụng cũng tiêu hao cực lớn bởi vì lửa giận và tâm tư muốn giết bạch tiểu thuần quá lớn nên hắn không quan tâm tới ta muốn ngươi chết hắn nói chuyện biến thành gào rú tộc trưởng bạch gia gào thét làm thiên địa biến sắc phong vân nghịch chuyển có phong bạo quét qua người Bạch Tiểu Thuần, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa, sắc mặt nghiêm túc, nhìn tộc trưởng Bạch Gia không còn dáng vẻ hình người thì hắn kinh hãi, chết cho ta, tộc trưởng Bạch Gia rống to, hai tay của hắn sinh ra hắc vụ vô tận, vũ khí ngưng tụ quanh người hắn và hóa thành cái đầu lâu cực lớn, đầu lâu dữ tợn, sau khi bao phủ thân thể của hắn liền bay về phía Bạch Tiểu Thuần, khi tới gần hư vô sụp đổ, đại địa xuất hiện khe hở, ngọn núi chung quanh bị trùng kích, bị nghiền áp nát bấy, phạm vi mấy ngàn trượng lõm xuống biến thành thung lũng. Chết, 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 trong đầu lâu cực lớn có tiếng gào thét khác nhau vang sắc mặt bạch tiểu thuần ngưng trọng, lúc này thân thể hắn mơ hồ, một phân thân đi ra ngoài, đó là thủy phân thân. Lúc ba phân thân xuất hiện bảo vệ bản thể bạch tiểu thuần, lúc này đầu lâu khổng lồ bay thẳng về phía bạch tiểu thuần, nhân sơn quyết, ầm ầm, bạch tiểu thuần quát lớn, bản thể bành trướng, thiên địa chung quanh xuất hiện vô số tảng đá chống chất lên nhau, thân ảnh bạch tiểu thuần biến mất, một người đá cao trăm trượng xuất hiện, chuẩn xác mà nói, không phải một, ba phân thân của bạch tiểu thuần đồng thời thi triển nhân sơn quyết, ngay sau đó bốn người đá đồng thời hàng lâm, bốn người đá đồng thời tấn công đầu lâu do tộc trưởng bạch gia biến thành, bốn người đá đồng thời ra tay làm thiên địa bến hóa, trong chốc lát va chạm với bí pháp của tộc trưởng Bạch Gia, tiếng nổ mạnh vang vọng cửu thiên, trung chuyển u minh đại địa, lực trùng kích khó có thể hình dung xuất hiện, tất cả mọi thứ trên mặt đất mấy vạn trượng đều bị xóa đi, hư vô vạn vẹo, từng khe hở xuất hiện chằng chịt trên bầu trời, đầu lâu cực lớn thu nhỏ một nửa, cùng lúc đó bản thể và ba đại phân thân của Bạch Tiểu Thuần đều rút lui, máu tươi chảy ra khỏi khóe miệng của hắn, âm thanh ken két vang vọng bầu trời, người đá xuất hiện vết trạng nứt như mạng nhện bản thể và ba đại phân thân bạch tiểu thuần biến thành người đá bị trùng kích đất đá trên người vỡ tan sau nổ tung bản thể và ba phân thân đồng thời lui ra phía sau lúc ngẩng đầu đầu lâu do tộc trưởng bạch gia biến thành rút nhỏ một nửa cười to tiếng cười mang theo quỷ khí âm tầm nghịch tử ngươi còn thủ đoạn gì nữa trong tiếng cười đầu lâu do quỷ khí biến thành âm trầm hơn trước nó mang theo sát cơ lao thẳng về phía bạch tiểu thuần hắn muốn bạch tiểu thuần hình thần câu diệt không nghĩ tới ba bộ phân thân không thể địch nổi bí pháp của hắn bạch tiểu thuần hít sâu một hơi trong mắt mang theo quyết đoán hắn có ý định lưu thủ phòng ngừa hậu hoạn hiện tại hai người đánh tới mức này nếu không thấy có người nào khác xuất hiện trên cơ bản bạch tiểu thuần đã xác định lão tổ thiên nhân xảy ra chuyện ngoài ý muốn hoặc nguyên nhân khác cho nên không tự mình đuổi theo những tộc nhân bạch gia khác có lẽ sẽ đuổi theo hiển nhiên bọn họ không điên cùng như tộc trưởng bạch gia cho nên tốc độ không nhanh bằng hắn. Dù sao những người không có thù hận với ta lớn như tộc trưởng Bạch Gia, nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần không do dự, ánh mắt hắn mang theo chiến ý nồng đậm, thân thể hắn run rẩy dưới chiến ý như thế, đây là bản năng, hắn không thể loại bỏ, đạo của hắn là trường sinh, hắn không muốn chém chém giết giết, bởi vì hắn sợ hãi tử vong, hết lần này tới lần khác trên con đường phát triển không thể không đánh, thậm chí hắn còn phải liều mạng mới có thế không bị giết, Do đó vì sống sót, cho dù hắn sợ hãi hơn nữa cũng phải cắn răng chiến đấu, từ đó chậm rãi cải biến tính tình của hắn, thiên nhân cũng không thể giết ta, ngươi chỉ là nguyên anh trung kỳ càng không được. Nội tâm bạch tiểu thuần hét lớn, hai tay bấm niệm pháp quyết sau đó trên người hắn xuất hiện trọng điệp, phân thân thứ tư. Thổ phân thân đã xuất hiện, bốn đại phân thân đều hàng lâm, chúng bảo hộ chung quanh bản tôn, trong nháy mắt bốn phân thân cùng xuất hiện, trên bầu trời xuất hiện tiếng sấm sét nổ vang, mặt đất rung động khó hiểu, tầng mây xuất hiện dấu hiệu tán loạn. tộc trưởng bạch gia hít khí lạnh khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, hắn cắn răng không tiếc tiêu hao tính mạng bản thân hóa thành sương mù, khí thế của đầu lâu mạnh hơn trước. bạch hạo, ta đang đấu với phụ thân của ngươi, vi sư sẽ thay ngươi làm hắn hiểu rõ. khoảng cách giữa ngươi và hắn lớn tới mức không tưởng tượng nổi. bạch tiểu thuần tiết hận trong lòng, bốn phân thân đã hàng lâm hắn nâng tay phải lên đánh vào mặt đất, thủy trạch, dường như nhận được chỉ huy đồng nhất, bốn phân thân cũng làm ra động tác tương tự, thủy trạch, bốn đại phân thân, tăng thêm bản tôn bạch tiểu thuần đồng thời thi pháp, mặt đất trong phạm vi vạn trượng chung quanh hóa thành vùng nước mênh mông, khí tức ẩm ướt không ngừng bao phủ chung quanh, dường như mặt đất giòn sốt, Phạm vi vạn trượng có hơi nước mơ hồ bao phủ, cảm giác khí tức hồng hoang bao phủ thiên địa. Trong phạm vi vạn trượng, mang hoang bị chia cắt ra ngoài, đã trở thành thế giới độc lập, sắc mặt tộc trưởng Bạch Gia biến hóa dữ dội, sắc mặt càng ngày càng khó coi, ẩn ẩn còn có một ít tái nhật, không chờ hắn tới gần, trong mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện thần thái đáng sợ, hắn nhấn mạnh xuống đất cái nữa, quốc độ, bốn đại phân thân đồng thời gầm lên, cả phiến thiên địa chung quanh không ngừng run rẩy, rầm rầm, long long, ầm ầm, tiếng nổ mạnh như tiếng tim mặt đất đang đập mạnh, thiên địa trong phạm vi vạn trượng biến hóa, không gian rung rẩy, một cây gai khổng lồ xuất hiện trên mặt đất và phóng thẳng lên trời năm cây gai lớn như ngọn núi đâm mạnh lên không trung giống như muốn xé rách bầu trời ai nhìn thấy cũng giật mình năm ngọn núi đen kịp như muốn xuyên thấu hư vô đây chính là thú trảo từ bổn mạng thú của bạch tiểu thuần thủ trảo không lộ ra hoàn toàn nó chỉ xuất hiện móng vuốt nhưng khí thế cực mạnh cho dù tộc trưởng bạch gia thi triển bí pháp lại không khác gì đong đóm so với ánh trăng khuyết nhục toàn thân run rẩy rất dữ dội không thể ngăn cản run rẩy từ khi tộc trưởng bạch gia tu hành tới nơi ngoại trừ đối mặt lão tổ thiên nhân ra hắn chưa bao giờ hoảng sợ như hiện tại lồng ngực chấn động phập phồng hai mắt mở to hắn có dự cảm rất mạnh cho dù đòn sát thủ của hắn mạnh hơn nữa tất cả đều phải chôn vùi rất thú trảo cực kỳ đáng sợ không ta không thể chết được ký tức của hắn hỗn loạn hắn gào thét thảm thiết cũng không bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần như lúc trước, mà là quay người bỏ chạy, nội tâm của hắn đã sớm sợ hãi tới cực hạn, mặc dù là hắn không nghĩ tới, nghịch tử của mình đã mạnh tới mức mình không thể đối mặt, đạt tới tình trạng hắn gặp phải cũng cảm thấy khủng bố, hắn tuyệt đối không phải Bạch Hạo. Ngay cả trận pháp của gia tộc cũng không thể nhìn ra mánh khóe, hắn Có phải Bạch Hạo hay không? Nội tâm tộc trưởng Bạch gia xoắn xuýt, bóng ma tử vong đã bao phủ tâm thần hắn hắn chỉ có thể bị khuất bỏ chạy, liều mạng dùng toàn lực thiêu đốt tu vi để mình chạy nhanh hơn. Nếu không phải trốn, hắn phải chết. Mặc dù tốc độ của hắn nhanh nhưng tốc độ của thú trảo còn nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Thủy trạch quốc độ, đây chính là thần thông bạch tiểu thuần lĩnh ngộ trong linh khê tông. Bản mệnh thú của hắn không hiện ra hoàn toàn. Bạch tiểu thuần dung hợp thiên nhân hồn, sau đó tạo thành phân thân. Ở ngay trước mặt hồng trần nữ cũng chỉ có thể xuất hiện thú trảo mà thôi hiện tại thú trảo xuất hiện so với khi bạch tiểu thuần đối mặt hồng trần nữ còn lớn hơn nhiều khí thế đã mơ hồ phù hợp thiên phú mặc dù chỉ xuất hiện móng vuốt công công nhưng mặt đất dưới móng vuốt cũng đen kịp như móng vuốt mặt đất đen kịp không phải là mặt đất mà là thú trưởng dưới móng vuốt của bản mệnh thú của bạch tiểu thuần không cách nào tưởng tượng nếu thú trưởng lộ ra hoàn toàn sẽ lớn tới mức nào bạch tiểu thuần đang lâm vào rung động tinh thần trong mắt của hắn mang theo khát vọng mãnh liệt Hắn khát vọng có một ngày như vậy, lúc mình thi triển thủy trạch quốc độ, bản mệnh thú xuất hiện hoàn toàn, chẳng qua, nếu thú trảo xuất hiện nguyên vẹn cũng được, Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, lồng ngực phập phồng, hắn thử tưởng tượng, nếu thật có một ngày thú trảo xuất hiện nguyên vẹn, như vậy nhất định có thể triệt để che phủ cả bầu trời, nếu nó ập xuống, chỉ sợ thiên nhân cũng phải tuyệt vọng với khí thế thái sơn áp đỉnh, nhất định sẽ có ngày hôm nay. Bạch Tiểu Thuần vô cùng mơ ước, hắn nâng thú trảo lên, tộc trưởng Bạch Gia bị đánh ra xa, khí thế quá lớn, mơ hồ có hình thức thái sơn áp đỉnh, tộc trưởng Bạch Gia nhìn lên, nhìn thấy năm ngọn núi uống công, năm ngọn núi lớn tới mức hắn tuyệt vọng, không, hắn không cam lòng, trong tuyệt vọng còn có điên cuồng, không tiếc đại giới hóa toàn thân thành sương mù, hắn toàn lực dãy dụ ngăn cản thú trảo đánh tới, quanh, trong chớp mắt thiên địa đã mất đi tất cả bình chướng, hư vô bị xé rách như tờ giấy mỏng tiếng kêu thảm thiết thê lương đến cực điểm khi thú trảo giáng xuống tiếng nổ mạnh vang lên ngập trời đại địa chấn động qua thật lâu khi thú trảo biến mất đầm nước vạn trượng tản ra mây mù che đậy cả vùng đất biến mất cả vùng đất chỉ còn lại năm đạo lạc ấn thật sâu trong lạc ấn có một người đang nằm khóe miệng còn chảy máu tươi xương cốt toàn thân vỡ vụn không biết bao nhiêu cái nếu không phải ngực còn phập phồng sợ rằng đã bị xem thành thi thể đây là tộc trưởng Bạch gia, đối mặt với thủy trạch quốc độ của Bạch Tiểu Thuần, tộc trưởng Bạch gia không may mắn thoát khỏi, dù sao hắn cũng là cường giả nguyên anh trung kỳ, Bạch Tiểu Thuần cũng chưa trở thành tu sĩ nguyên anh, tuy chiến lực mạnh nhưng không có khả năng dùng một kích đánh hắn hình thần câu diệt, dù vậy dưới thần thông thủy trạch quốc độ, tộc trưởng Bạch gia đã bị trọng thương, nếu không phải tu vi và sinh mệnh lực cường đại giúp hắn kéo dài hơi tàn hắn dãy dụa đứng lên nhưng lại bi ai phát hiện xương cốt toàn thân vỡ vụn không ít, không thể nhúc nhích, trước mắt chỉ có thể nhìn chầm chầm bạch tiểu thuần, hắn cười thảm nhưng hận ý trong mắt sâu sắc không thể hình dung, nghịch tử, người có bản lĩnh thì giết ta đi, tộc trưởng bạch gia thở hỗn hển hắn hiện tại rất yếu, bi phẫn trong nội tâm hóa thành biển rộng bao phủ tâm thần của hắn, hắn không muốn tin tưởng người trước mặt là bạch hạo, hắn không cách nào tưởng tượng, nếu đối phương không phải bạch hạo, vì sao trận pháp gia tộc không phát hiện? Theo hắn hiểu lão tổ thiên nhân, từ trong lời lão tổ thiên nhân cũng có thể nhìn ra, cho dù là lão tổ thiên nhân cũng không phát hiện manh mối nào trên người Bạch Hạo, chẳng lẽ hắn thật là Bạch Hạo? Nội tâm tộc trưởng Bạch gia tràn đầy nghi hoặc, hắn cũng không thèm quan tâm đáp án là cái gì, bất kể là không phải hay có phải, hắn cũng không do dự chém giết Bạch Hạo, muốn chết, Bạch Tiểu Thuần vỗ vỗ bụi đất trên người, Bốn đại phân thân chung quanh người hắn hóa thành hào quang dung nhập vào trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi đi tới bên người tộc trưởng Bạch gia, hắn đi quanh tộc trưởng Bạch gia một vòng, xác định tộc trưởng Bạch gia thật sự trọng thương không thể nhúc nhích, lúc này mới ngồi xổm người vỗ đầu tộc trưởng Bạch gia, hắn trừng mắt và nói lời hù dọa, "Thành thật một chút, ngươi." Tộc trưởng Bạch gia mở to mắt, lúc trước lửa giận ngập trời đã hóa thành biển lửa hừng hực loại hành vi này trong mắt hắn chính là đại nghịch bất đạo căn bản còn hơn cả nhục nhã bản thân hắn trước kia chênh lệch giữa hắn và đối phương như trời và đất hiện tại hắn cảm thấy đối phương là chân long bản thân mình chỉ là con giòi hắn không hận không được nghịch tử nghịch tử tộc trưởng bạch gia vô cùng tức giận hắn không thể khống chế cảm xúc hắn phun một ngụm nghịch huyết sau đó hôn mê bất tỉnh ách ta chỉ vỗ một cái mà thôi đâu có dùng lực bạch tiểu thuần chột dạ hắn nghĩ dù sao cũng là phụ thân bạch hạo nếu như thần thông thủy trạch quốc độ giết hắn thì cũng giết nhưng tình hình hiện tại thật giết đối phương lại có chút không tốt dù sao tộc trưởng bạch gia còn sống còn hữu dụng hơn tộc trưởng bạch gia đã chết đôi mắt hắn xoay tròn mà thôi mà thôi ta cũng không phải người ưa thích chém chém giết giết tộc trưởng bạch gia còn rất nhiều tác dụng lấy ra làm tấm một cũng không tệ bạch tiểu thuần nghĩ tới đây hắn ho khan một tiếng sau đó bấm niệm pháp quyết, hắn đập loạn trên người tộc trưởng Bạch Gia, sau khi đánh ra mấy trăm đạo cấm chế nhưng vẫn cảm thấy lo lắng, vì vậy hắn lấy một ít đang dược tưới lên người tộc trưởng Bạch Gia, lúc an tâm, hắn thu túi trữ vật trên người tộc trưởng Bạch Gia, sau đó tờ mờ ép dây thừng và dung nhập pháp lực làm cho dây cứng rắn, vì vậy mới trói tộc trưởng Bạch Gia và sách lên, hạt hạch, có tấm một này, ta xem Bạch Gia làm sao dám ra tay với ta bạch tiểu thuần vô cùng đắc ý hắn cảm giác mình quá thông minh không ngờ mình có thể nghĩ ra biện pháp vẹn cả đôi đường đáng tiếc lão gia hỏa này chính là nguyên anh trung kỳ tác dụng sư hồn không lớn hắn có thể tìm ra vị trí của ta nhất định có ấn ký chỉ dẫn ta không tìm ra mà thôi bạch tiểu thuần hơi suy nghĩ nghĩ tới lão tổ thiên nhân bạch gia xuất thủ với mình lúc trước ánh mắt lóe sáng có lẽ lưu ấn ký vào lúc đó bạch tiểu thuần sờ lên mặt nạ Lúc hắn suy nghĩ một chút, mặt nạ lợi dụng có thể che giấu diện mạo và khí tức của mình nhưng không có khả năng đánh tan ấn ký bên ngoài, có cái gì chứ, ta xuất thủ, bản thân mình cũng sợ hãi, Bạch Tiểu Thuần cổ vũ bản thân mình, hắn nghĩ lại mà sợ, thân thể tiến lên phía trước, hắn trực tiếp bước lên không trung, hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn ra phía sau, tộc trưởng Bạch gia bị hắn kéo đi như đang chơi diều, Bạch Hạo có linh thiên, chắc có lẽ sẽ vui vẻ ta chính là sư phụ của hắn mà bạch tiểu thuần ho khan một tiếng hắn bay nhanh về phía trước lúc này cùng phong thổi vào mặt tộc trưởng bạch gia đối phương nhanh chóng tỉnh táo lại nhìn thấy trạng huống của mình tộc trưởng bạch gia sầu thảm ánh mắt mang theo oán độc không ngừng nguyền rủa bạch tiểu thuần nghiệt tử ngươi chết không yên lành bạch tiểu thuần không để ý tiếp tục phi hành thời gian trôi qua ba ngày trong ba ngày qua tộc trưởng bạch gia nguyền rủa nên giọng nói khàn khàn hắn vẫn không ngừng nguyền rủa và nhục mạ Bạch Tiểu Thuần. Đến cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần cũng nóng giận, câm miệng, lão gia hỏa ngươi có câm miệng hay không, nếu không ta, Bạch Tiểu Thuần tức giận quay người ra sau quát lớn, giết ta, tộc trưởng Bạch Gia ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt nhìn chầm chầm vào Bạch Tiểu Thuần, hắn gào thét, yên tâm, ta không giết ngươi, nếu ngươi còn dám nói thêm câu nào nữa, ta sẽ lột sạch ngươi ra, Bạch Tiểu Thuần giận dữ, sau khi hắn nói ra lời này, tộc trưởng bạch gia mở to mắt hắn hít thở suy yếu cũng trở nên dồn dập sắc mặt bị nghẹn đỏ lên há hốc mồm hắn không dám nói thêm câu nào nữa hắn cũng không cho rằng nghịch tử đang uy hiếp hắn mà thật sự có thể làm được vừa nghĩ tới mình bị lột sạch treo lên hắn cảm thấy nhục nhã tới cực điểm điều này làm hắn sợ hãi không nhỏ ngay sau đó thân thể hắn run rẩy vài cái vừa thấy đe dọa có hiệu quả ánh mắt bạch tiểu thuần sáng lên hắn nở nụ cười lạnh ánh mắt không tốt nhìn lên người tộc trưởng Bạch Gia, tộc trưởng Bạch Gia run rẩy khi thấy hắn nhìn mình, tức giận bốc lên, hắn vẫn cố gắng không nói câu nào, nội tâm đắng chát và điên cuồng đang thiêu đốt tâm thần hắn, hắn không dám tiếp tục khiêu khích, hắn thân là tộc trưởng Bạch Gia, nếu thật bị làm như vậy, bản thân hắn chết thì thôi, sau khi chết còn biến thành trò cười cho Bạch Gia và các thế lực trong thành cự quỷ, thậm chí truyền khắp mang hoang cho dù qua vô số năm sau vẫn biến thành chủ đề của người khác nói say sưa tộc trưởng bạch gia cảm thấy nổ tung khi nghĩ tới kết quả như vậy sớm biết như thế hà tất mắng chửi làm gì bạch tiểu thuần nhìn thấy tộc trưởng bạch gia như vậy hắn cũng mềm lòng vừa nghĩ tới thái độ kẻ này với bạch hạo ánh mắt bạch tiểu thuần sinh ra hàng quan loại người này không đáng để thông cảm bạch tiểu thuần quay người tiếp tục chạy đi trên đường hắn cũng nghiên cứu hồn chu và lá cờ màu tím của tộc trưởng Bạch gia, mặc dù hai thứ này không tệ, nhất là lá cờ nhỏ, ngay cả Bạch Tiểu Thuần cũng giật mình, trên lá cờ có 10 vạn ấn ký, tất cả đều liên quan tới tốc độ, tiêu hao tuy lớn nhưng khi vận dụng có thể bộc phát tốc độ cực kỳ kinh người, cho dù là tộc trưởng Bạch gia cũng không có biện pháp vận dụng toàn bộ, bởi vì tiêu hao to lớn không cách nào tưởng tượng nổi, Bạch Tiểu Thuần tính toán một chút nếu mở ra toàn bộ, trong một hô hấp cần tiêu hao 10 hồn dược trung phẩm, loại tiêu hao này, cho dù là bạch gia cũng chịu không nổi. Quan trọng nhất, trên hồn chu và lá cờ nhỏ đều có ấn ký của lão tổ thiên nhân bạch gia, trước khi phá tan ấn ký, không ai có biện pháp vận dụng nó như ý mình, vả lại hai thứ này mới luyện linh 11 lần, bạch tiểu thuần nhìn phù văn phủ kính trên đó liền thở dài, biết mình không thể sử dụng, nếu cho ta chút thời gian, có lẽ ta có thể dùng nước thông thiên hà ăn mòn từ từ nội tâm bạch tiểu thuần hơi suy nghĩ dứt ném hai thứ này vào bên trong thùng lớn chứa nước thông thiên hà trước khi vận dụng hồn chu nó chỉ lớn như nắm tay bị bạch tiểu thuần ném vào trong thùng bạch tiểu thuần thu hồi tâm thần của mình ấn ký trên người của ta bạch tiểu thuần cau mày sau nửa ngày hắn liền hít sâu một hơi hai tay bấm niệm pháp quyết dò xét thân thể của mình ngay cả khí huyết toàn thân cũng sôi trào dựa theo quy luật nào đó dò xét khắp toàn thân hắn vừa làm như thế vừa bỏ chạy thật nhanh thời gian trôi qua buổi trưa ngày thứ ba bạch tiểu thuần đang bay nhanh tâm thần rung động hắn quay đầu nhìn ra sau lưng hắn nhìn thấy bầu trời sau lưng có rung động xuất hiện có thứ gì đó đang bay tới đó là một lão giả lão giả ngồi trên hồn chu với tốc độ cực nhanh sắc mặt phong trần mệt mỏi nhưng không che giấu được sát cơ nồng đậm hắn bay thẳng về phía bạch tiểu thuần Mặc dù Bạch Tiểu Thuần không biết lão giả tên gì nhưng lại quen mắt, nhận ra kẻ này chính là tộc lão Nguyên Anh của Bạch Gia, dường như Tu Vi gần tới Nguyên Anh Trung Kỳ, hắn thuộc dòng chính, lại đuổi tới. Còn là một người, Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, hắn dừng bước không chạy đi. Trong nháy mắt lão giả tới gần Bạch Tiểu liền nhìn thấy tộc trưởng Bạch Gia bị cục giống con diều giấy, nhìn thấy việc này, trong mắt lão giả suýt rớt ra ngoài, hắn hít sâu một hơi, thân thể dừng lại trong nháy mắt tộc trưởng bị bắt giữ điều này sao có thể trên mặt hắn mang theo thần thái không thể tưởng tượng nổi dường như không ai có thể nghĩ tới ngay cả tộc trưởng cũng bị bắt giữ cảnh này làm nội tâm lão giả áp lực kinh hồn tu vi của hắn hiện tại không bằng tộc trưởng tộc trưởng còn bị bắt giữ bản thân mình xuất thủ thế nào lão giả nhìn thấy bộ dạng tộc trưởng thê thảm như thế liền bất định mặc kệ nguyên nhân vì sao không cần mạo hiểm vì việc này Lão giả đổ mồ hôi tráng, nghĩ đến đây liền không do dự nữa, lúc này cầm truyền tống phù ra và bóp nát, quanh, thân ảnh của hắn biến mất trong nháy mắt, dọa chạy, bạch tiểu thuần ngây ngốc, điều này. Quá thức thời nha, thì ra không phải chỉ có ta sợ chết, Nguyên Anh cũng như vậy, hắn có ý định bắt giữ lão giả rồi khi dễ, lại có ý định bắt thêm vài con diều, vào lúc này gãi đầu, tộc trưởng bạch giả nhìn thấy liền nghiến răng nghiến lợi, Hắn không vui khi thấy Bạch Tiểu Thuần đắc chí, bùa hộ mệnh này có tác dụng nha. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi, hắn cầm tộc trưởng Bạch gia bay đi, bắt đầu từ hôm đó, thân ảnh người Bạch gia tăng lên nhưng không ngoài dự tính. Người các chi mạch nhìn thấy tộc trưởng Bạch gia sau lưng Bạch Tiểu Thuần liền hít khí lạnh, sau khi do dự một lúc liền rời đi. Tộc trưởng Bạch gia hận bản thân mình ngất đi cho đỡ mất mặt, có thể bắt giữ tộc trưởng Bạch gia, chứng minh Bạch Tiểu Thuần dùng biện pháp gì trừ phi tu vi của bọn họ mạnh hơn tộc trưởng Bạch gia, bằng không chẳng làm nên trò trống gì, cũng không phải tất cả đều như thế, vẫn có dòng chính Bạch gia dựa vào ấn ký đuổi giết Bạch Tiểu Thuần, sau khi gặp mặt liền vây công, đối diện với mấy gia hỏa đằng đằng sát khí, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo thần thái lạnh lùng, hắn không khách khí đại triển thần uy máu nhuộm bầu trời, thậm chí dọc theo con đường này, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần kéo tộc trưởng Bạch gia đi, không chỉ người Bạch gia còn có người mấy gia tộc khác và hồn tu thế lực thành cự quỷ trong mang hoang đều nhìn thấy. Những người này có một ít gặp được Bạch Tiểu Thuần liền bay qua, khi nhìn rõ tất cả thì mọi người giật mình, người này là ai? Hắn kéo theo là, là tộc trưởng Bạch Gia, không thể nào, vào lúc càng nhiều người nhìn thấy chuyện này, hoặc giả nghe sau đó chạy tới, cả đám truyền đi xung xao, lập tức truyền ra khắp phạm vi thế lực thành cự quỷ. Ban đầu những việc như vậy chỉ âm thầm truyền ra, bản thân không phải rất xác định, nhưng sau đó chuyện tổ địa bạch gia cũng bị người hai gia tộc khác và sứ giả thành cự quỷ âm thầm truyền ra, lập tức như giọt nước đổ vào nồi dầu sôi, chuyện này lập tức nổ tung. Người nào mới là kỳ lân tử của bạch gia, chém giết bạch tề, cướp thiên nhân hồn, lại chạy thoát khi lão tổ thiên nhân bạch gia ra tay. Sau khi hắn chạy thoát, Tộc trưởng Bạch Gia tự mình đuổi giết nhưng bị người này bắt buộc lên dây thừng kéo đi như con chó. Rất nhiều người nhìn thấy việc này. Trời ạ, à, Bạch Hạo. Hắn muốn mưu phản Bạch Gia sao? Việc này náo càng lúc càng lớn, cũng dẫn tới nhiều người chú ý. Bạch Gia phái rất nhiều tộc nhân đánh giết Bạch Tiểu Thuần. Nhưng sau khi tin tức Bạch Tiểu Thuần giết ngược truyền trở về, chuyện này cũng oanh động cả vương thành. Từng thiên hầu và người các gia tộc trong vương thành đều động dung cũng biết bạch gia xuất hiện kỳ lân tử bạch hạo người này chẳng những cướp thiên nhân hồn phản bội bạch gia còn trói phụ thân của mình giết chóc vô số tộc nhân lòng dạ độc ác nghe nói người này chịu nhục trong bạch gia đã từng nhận đủ khi dễ và xem thường thậm chí có mấy lần nguy hiểm sinh tử hắn vẫn ẩn nhẫn chờ thời khắc mở tổ địa liền bộc phát toàn diện gáy một tiếng ai nấy cũng kinh ngạc chuyện này tính là gì Ta nghe nói Bạch Hạo có tư chất luyện hỏa kinh thiên động địa, tu vi kết đang đại viên mãn, không giống người thường, Bạch gia quá thiển cận. Dù vậy Bạch Hạo cũng quá ngoan độc, hắn trói phụ thân của mình, toàn bộ thế lực trong phạm vi thành cự quỷ đều nghị luận việc này, khi từng tin tức được truyền ra các nơi, không ai không sợ hãi thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần, trong mắt rất nhiều người, mặc dù bọn họ chưa gặp Bạch Tiểu Thuần, nhưng ấn tượng của bọn họ về hắn là ẩn nhẫn, tư chất nghịch thiên, lục thân không nhận, lãnh khóc vô tình. Chẳng những các gia tộc cùng thiên hầu biết được việc này, cho dù là trong vương thành cũng nhận được tin tức. Lúc này tại khu vực trung tâm của vương thành có một pho tượng cực lớn, đỉnh đầu pho là vương cung. Trong vương cung có một thân ảnh to lớn mặt vương bào đứng tước rào trắng, hắn chắp tay sau lưng nhìn thiên địa xa xa, thân ấy chẳng những hùng tráng, càng có khí thế không thể hình dung nổi. Hắn đứng tại chỗ này có thiển nghiền ép thiên ý, thiên nhân cũng phải run rẩy trước mặt hắn, dường như hắn đang đứng, cả thiên địa cũng phải cúi đầu. Đó là một nam tử trung niên, tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ góc cạnh rõ ràng, trong mắt mang theo tầng thái thượng vị giả bao trùm chúng sinh, hắn yên lặng đứng ở nơi đó, dường như chỉ một người cũng đủ sức trấn áp cả thiên địa. Người này chính là tọa hạ khôi hoàng, một trong tứ đại thiên vương mang hoang, cự quỷ vương. Địa vị của hắn dưới một người trên ngàn vạn người, Nhất là hôm nay hoàng quyền yếu ớt, bất cứ tồn tại nào trong bốn đại thiên vương dậm chân cũng làm mang hoang rung chuyển, là đại nhân vật chính thức, bạch hạo. Thú vị, cự quỷ vương lên tiếng, trong mắt mang theo hào quang kỳ dị, sau khi suy nghĩ một lúc liền cười nhạt, vô thường công, ngươi đi một chuyến tìm bạch hạo kia mang về cự quỷ thành, an bài thân phận cho hắn, lời nói của cự quỷ vương lạnh như băng, khóe miệng mang theo nụ cười thâm ý. Lời nói của hắn quanh quẩn bên tay trái của pho tượng, chỗ đó có một cung điện, có một lão giả bay nhanh ra khỏi cung điện, lão giả vô cùng tan thương, trong mắt và trên người của hắn mang theo khí tức năm tháng, mơ hồ dung nhập vào thiên địa, hắn. Chính là thiên nhân cảnh, tuân vương mệnh, lão giả ôm quyền cúi đầu thật sâu, hắn quay đầu biến mất trong hư vô, bạch gia muốn hắn chết, ta càng muốn hắn sống. Ba đại gia tộc sao, có lẽ các ngươi đã chuẩn bị không kém bao nhiêu. Ta xem các ngươi ai dám nhảy ra." Cự Quỷ Vương cười ngạo mạn, Bạch Hạo trong mắt hắn chỉ là tiểu tử không quan trọng mà thôi, cũng không thèm quan tâm sinh tử của Bạch Hạo, nếu đã có liên quan với Bạch gia, như vậy cứ dùng hắn làm con cờ thăm dò Bạch gia. Cùng lúc đó trong thành Bạch gia, tất cả người Bạch gia đều lâm vào trầm mặc, mấy ngày qua, bởi vì việc của Bạch Hạo cho nên đẩy Bạch gia lên đầu sóng ngọn gió bên ngoài có đủ nghị luận cho nên người bạch gia không chịu nổi bạch hạo phản tộc đánh giết bạch tề cướp thiên nhân hồn sau đó bắt giữ tộc trưởng bạch gia dòng chính bạch gia liên tục đuổi giết nhưng chết không ít việc này làm lòng người bạch gia bàng hoàng nhất là trong bạch gia lại xuất hiện âm thanh khác biệt người của chi mạch nhao nhao lấy chuyện bạch hạo ra làm cửa ải đột phá phản kích chủ mạch bạch hạo chính là kỳ lân tử chân chính của bạch gia nhưng bị đám chủ mạch các ngươi bức phải phản bội kỳ lân tử như thế nếu hắn còn trong bạch gia chúng ta một khi hắn trở thành nguyên anh nhất định sẽ tăng địa vị bạch gia chúng ta lên độ cao mới ngôn từ như thế càng ngày càng nhiều dường như bạch hạo càng chói mắt thì chủ mạch càng bị động mặc dù muốn giết tâm muốn giết bạch hạo mãnh liệt tới cực hạn hết lần này tới lần khác bọn họ không có cách nào ngay cả tộc trưởng nguyên anh trung kỳ cũng bị bắt giữ những người khác không thể làm gì mà hôm nay tộc lão nguyên anh hậu kỳ duy nhất của chủ mạch cũng ra ngoài đuổi giết bạch tiểu thuần nếu như hắn vẫn thất bại như vậy tương đương chủ mạch bại về phần tộc lão pháp đường và hình đường bọn họ không thuộc về chủ mạch mặc dù vì lệnh của lão tổ nên phải ra ngoài tìm kiếm bạch tiểu thuần nhưng rõ ràng tìm được là đại công không tìm được chính là lỗi của chủ mạch thái phu nhân im lặng nhìn đám người bạch gia đáy lòng thê thảm mà tuyệt vọng trước kia cho dù thế nào nàng cũng không ngờ chỉ một bạch hạo lại làm bạch gia bị động như thế. Vừa nghĩ tới ái tử bị giết, phu quân bị bắt giữ, nội tâm của nàng như tan vỡ, càng căm hận oán độc bạch hạo mãnh liệt tới mức không cách nào hình dung. Có thể nói giờ bạch gia lúc này không có lão tổ thiên nhân, sợ rằng đã xuất hiện nội đấu, cho dù là hiện tại cũng sinh ra sóng ngầm mãnh liệt, chủ yếu nhất chính là lão tổ thiên nhân không tỏ thái độ, những mạch này đang đợi đợi lão tổ thiên nhân tỏ thái độ việc này tất nhiên sẽ có một câu trả lời hợp lý chẳng qua hôm nay lão tổ thiên nhân bạch gia không có tâm tư quản chuyện bạch gia cho dù tộc trưởng bạch gia bị bắt giữ hắn cũng không đặt trong lòng chỉ cần cơ nghiệp bạch gia tồn tại là đủ chỉ là tộc trưởng mà thôi cùng lắm đổi người là được trước mắt hắn quan tâm nhất chính là bạch hạo một đám phế vật một gia tộc lại không thể bắt giữ một bạch hạo trong mật thất dưới lòng đất lão tổ thiên nhân bạch gia ngẩng đầu lên ánh mắt của hắn mang theo quyết đoán đợi không được nữa rồi chờ đợi lâu hơn nữa một khi cự quỷ vương can thiệp lão phu cũng bỏ lỡ thời cơ phải đánh cực một lần lão tổ thiên nhân bạch gia hạ quyết định hắn hít sâu một hơi và đi ra ngoài ánh mắt của hắn nhìn sáu ngọn nén đang cháy trong bảy chén nhỏ sau khi im lặng một lúc liền bước đi trong nháy mắt hắn vừa bước đi trong mật thất sinh ra cùng phong quét ngang bốn phương sáu ngọn nén trong bảy chén nhỏ bị dập tắt một cây. Bạch gia lão tổ không lưu lại, hắn bước đi sáu bước, sau khi bước ra bước thứ bảy, bảy chén nhỏ tạo thành một trận pháp dập tắt toàn bộ. Khi chúng dập tắt, thân thể lão tổ bạch gia sinh ra âm thanh ken két giống như xương cốt xung đột với nhau, thân thể của hắn từ trạng thái héo rũ trực tiếp khôi phục sức sống bình thường, giả biến thành nam tử trung niên. Tu vi chấn động kinh người sinh ra trên người của hắn, ánh mắt hắn như tia chớp, hắn đứng ở đó không khác gì đại biểu thiên ý, thất chút tỏa mệnh thuật. Chúng khóa thọ nguyên của Lão Phu, giúp Lão Phu sống lâu thêm một ít năm tháng. Nhưng phương pháp này cả đời chỉ có thể thi triển một lần, Bạch Hạo. Ngươi đừng làm Lão Phu thất vọng, sắc mặt Lão Tổ Thiên Nhân Bạch Gia hung ác, lời hắn nói u ám nhưng ánh mắt sinh ra hàng quang hắn bước về phía trước, trong chốc lát xuyên qua hư vô, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lúc lão tổ thiên nhân Bạch Gia rời đi, trên ơn u trời Bạch Gia xuất hiện tiếng thiên lôi nổ vang. Cùng lúc đó trong thiên địa cách Bạch Gia rất xa, Bạch Tiểu Thuần đang tiến lên phía trước. Đoạn đường này hắn chém giết không ít người Bạch Gia, những người này cũng không phải hắn chủ động ra tay, mà là bọn họ vây công hắn. Bạch Tiểu Thuần phản kích chém giết bọn họ, hắn cũng giết chết ba tộc lão. Trước mắt hắn đã bay tới biên giới phạm vi thế lực thành cự quỷ. Giờ phút này sắc mặt Bạch Tiểu Thuần đỏ rực, hắn đang phi hành và bấm niệm pháp quyết vỗ lên người mình hắn học bí pháp này trong tin không đạo cực tông đó là biện pháp ngu ngốc để tiêu trừ ấn ký bám vào người mình lấy khí huyết bản thân cọ rửa ấn ký trên người mặc dù có tác dụng nhưng căn cứ ấn ký mạnh yếu mà thời gian duy trì dài hay ngắn nếu như chậm vài năm cũng có thể cụ thể trừ xem ấn ký mạnh yếu ra còn cần nhìn trình độ của huyết khí mạnh yếu thế nào trước mắt bạch tiểu thuần dựa vào khí huyết hùng hậu kinh người hắn đã thi triển bí pháp này mấy ngày qua, vào lúc này sắp ra khỏi phạm vi thế lực thành cự quỷ, đột nhiên hắn phun ra một ngụm máu tươi. Máu này không phải màu đỏ, mà là màu nâu, sau khi phun ra ngoài mơ hồ hóa thành hình đầu lâu, đó là gương mặt của lão tổ thiên nhân Bạch Gia, hắn nhìn chầm chầm vào Bạch Tiểu Thuần sau đó phát ra tiếng gào thét, lúc này mới dần dần biến mất, Bạch Tiểu Thuần lau máu tươi trên khóe miệng, hắn thở dài nhẹ nhõm, sau khi cảm thụ thân thể hắn có cảm giác thông thấu khắp toàn thân cuối cùng vẫn xóa được ấn ký chết tiệt kia bạch tiểu thuần cảm thấy thân thể nhẹ nhõm rất nhiều vào lúc này tinh thần chấn động hắn cải biến phương hướng và bay tới một hướng khác tối đa hai canh giờ ta có thể rời khỏi phạm vi thế lực bước vào sa mạc trong man hoang tới nơi đó không ai có thể dùng ấn ký tìm ra ta trong lúc tiến lên phía trước bạch tiểu thuần cầm bút ký của bạch hạo ra xem xét hắn vừa bay vừa nghiên cứu bên trong ẩn chứa tâm huyết và phương pháp thôi diễn của bạch hạo càng có lý giải và phán đoán đặc thù về hỏa diễm bạch tiểu thuần thường xuyên đọc chúng mỗi một lần cân nhắc nhận thức đều cảm thấy có thu hoạch đáng tiếc bạch hạo đã tử vong đứa bé này có thiên phú khinh thường thời đại nếu như còn sống thân là đệ tử của ta hắn giúp đỡ sư phó thôi diễn cách điều chế đa sắc hỏa ta căn bản không cần đi nơi khác tìm hắn sẽ thôi diễn giúp ta bạch tiểu thuần thở dài gia tốc rời đi lúc bạch tiểu thuần khu trừ ấn ký trên người tại khoảng cách tu sĩ nguyên anh dùng nửa ngày hành trình mới tới có một lão giả tóc bạc cưỡi hồn chu đang bay đi sắc mặt hắn biến hóa và dừng bước lão giả này chính là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ của bạch gia đuổi giết bạch tiểu thuần hắn cũng là hy vọng cuối cùng của chủ mạch trong đầu của hắn tập trung ấn ký trên người bạch tiểu thuần đã biến mất mang hoang quá lớn sau khi ấn ký biến mất hắn căn bản không tìm thấy bạch tiểu thuần mặc dù dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi ấn ký biến mất, hắn xem ra Bạch Hạo cũng không ngây ngốc tại chỗ chờ hắn, thở dài một tiếng, lão giả vội vã rời đi, không bao lâu hắn đi tới khu vực ấn ký biến mất, nhìn bốn phía chung quanh liền im lặng, hắn không biết nên đi hướng nào, phía tây là sa mạc mang hoang, phía bắc là vĩnh hàng hà, phía đông là hướng hoàng thành, Bạch Hạo. Hắn đi tới nơi nào? Vào lúc này tại thiên địa cách nơi tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ đang đứng, lão tổ thiên nhân bạch gia đang bay trên trời sắc mặt hắn âm trầm nhìn phương xa sau đó hắn hừ lạnh xóa n ký thì như thế nào thiên nhân làm sao có thể như người thường suy nghĩ ngươi không có nơi trốn đâu hắn lẩm bẩm một câu tay phải bấm niệm pháp quyết điểm lên người mình thân thể hắn già yếu hơn một ít toàn bộ bầu trời sinh ra gợn sóng gợn sóng vặn vẹo thật nhanh trước mặt hắn xuất hiện bức tranh trên bức hình có khung cảnh hoang vu trống trải lão tổ thiên nhân không chần chờ hắn lập tức bước vào bức tranh trong nháy mắt thân ảnh hắn vừa biến mất ngay khi xuất hiện hắn liền đi tới khu vực trong tranh hắn lại thi pháp ba lần như thế vào lần cuối cùng trong khung hình bức tranh có thân ảnh bạch tiểu thuần đang bay về nơi xa chạy trốn không chậm đúng là làm người ta chờ mong lão tổ thiên nhân bạch gia bước vào trong bức tranh phạm vi thế lực thành cự quỷ rất lớn khu vực này do cự quỷ vương sở hữu từ ý nào đó mà nói cũng là lãnh địa của cự quỷ vương, tại nơi này, ý chí của cự quỷ vương là cao nhất, không phải nói đã đi ra khu vực này thì không thuộc sở hữu của cự quỷ vương, mà là khu vực hoàn thành phân chia nơi đây thuộc về cự quỷ vương. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần đã đến biên giới, hắn nhìn thấy khu vực sa mạc vô cùng vô tận trước mặt, thậm chí nhìn từ xa còn có phong bạo đáng sợ đang càng quét sa mạc, gió từ sa mạc thổi tóc Bạch Tiểu Thuần tung bay, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe sáng, Thu hồi bút ký cảm ngộ của Bạch Hạo, hắn ổn định tâm thần sau đó trực tiếp bước vào trong khu vực sa mạc, tiếp tục đi về phía trước, chờ qua mây tháng sau, danh tiếng của ta đã qua rồi quay về hoặc lựa chọn đi tới khu vực vương thành khác, thông qua truyền tống trận về nhà, ta cũng có thể tranh thủ tìm hiểu bút ký trong thời gian đó. Bạch Tiểu Thuần mơ hồ cảm thấy bản thân đã cải tiến cách điều chế hỏa diễm 13 màu đã có nắm chắc nhất định, tốc độ bay đi của hắn nhanh hơn trước trong nháy mắt bạch tiểu thuần dừng bước hắn ngẩng đầu nhìn lên đôi mắt co rút rất mạnh hắn nhìn trên bầu trời xuất hiện tiếng nổ vang một vòng xoáy thật lớn xuất hiện vòng xoáy xuất hiện quá nhanh ban đầu không lớn nhưng trong nháy mắt bao phủ phạm vi vạn trượng trong uy áp có uy áp kinh người hàng lâm oanh đại địa chấn động các đá chung quanh nằm bất đông thậm chí đá cứng ở nơi xa còn tan biến thành bụi phấn nơi này biến thành lĩnh vực không gian bạch tiểu thuần đang nghe truyện trên tv audio cv ngừng thở hắn cảm giác hư vô ngưng động thậm chí hắn cảm thấy thân thể khó di động dưới uy áp khổng lồ vừa sinh ra lão tổ tộc trưởng bạch gia mở to mắt nhìn hắn nghẹn ngào kêu to là lão tổ bạch gia dường như mạnh hơn hồng trần nữ sắc mặt bạch tiểu thuần biến hóa trong vòng xoáy trên bầu trời huyển hóa gương mặt thật lớn gương mặt của lão tổ thiên nhân của bạch gia ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn bạch tiểu thuần chỉ là kết đan cũng dám nghịch thiên, giọng nói như lôi đình nổ vang khắp bốn phương tám hướng, chỉ nói vài chữ nhưng chúng hóa thành phù văn trên bầu trời, trong nháy mắt biến thành ánh sáng bao phủ bạch tiểu thuần. Trong quá trình tiến tới, tám chữ đã hóa thành tám kim giáp cự nhân bay tới gần bạch tiểu thuần. Tâm thần bạch tiểu thuần rung động khó nói nên lời, chiêu này không khác gì thần thông tác đậu thành binh. Hắn phát hiện mình xem thường thiên nhân, Hồng Trần nữ lúc trước chịu nguyền rủa cho nên phải phân ra không ít thực lực trấn áp nghiền rủa, cũng nói rõ từ cảnh giới cũng thua kém lão giả trước mặt. Trong lúc nguy cơ, nhìn thấy tám kim giáp cự nhân tới gần, Bạch Tiểu Thuần tức giận gầm lên một tiếng, vào lúc nguy hiểm mấu chốt, thân thể của hắn mơ hồ phân hóa thành phân thân, không phải một, mà là bốn phân thân. Bốn đại phân thân không bước ra khỏi bản thể, tất cả chồng chất vào bản thể nhằm gia tăng lực lượng, đồng dạng tăng cường lực lượng thân thể và thần thức tất cả bạo tăng bốn lần oanh 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 bạch tiểu thuần kết ấn ngưng kết hư vô thành khe hở trong nháy mắt tám kim giáp cự nhân bay tới bạch tiểu thuần ngẩng đầu rống to lúc này là tình thế ngàn cân treo sợi tóc không thể lưu thủ sau tiếng nổ lớn tám kim giáp cự nhân vồ hụt bọn chúng xuyên qua phía sau bạch tiểu thuần trên người xuất hiện tám cái khóa vàng tạo thành phong ấn tộc trưởng bạch gia cũng bị oanh kích thân thể bị cuốn ra xa xa và hôn mê. Thú vị, gương mặt lão tổ thiên nhân trên bầu trời sinh ra kim quang, lúc trước tại Bạch Gia, bởi vì hắn dùng trận pháp khóa tính mạng, Tu Vi bị hạn chế không nói, cũng không thể dùng chân thân ra tay, cho nên Bạch Tiểu Thuần mới có thể bỏ chạy, cẩn thận suy nghĩ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trước mắt phân thân hàng lâm và công kích lại bị kẻ này tránh né, lão tổ thiên nhân càng cảm thấy hứng thú với Bạch Tiểu Thuần hắn huyễn hóa gương mặt cực lớn liền thu liễm, sau đó gương mặt thu nhỏ ngưng tụ thành thân ảnh của lão tổ thiên nhân, hắn đứng tại nơi đó nhưng thiên địa lại phụ trợ hắn, dường như chỉ bằng một ý niệm của hắn cũng đủ sức tạo ra hủy diệt kinh người, hắn mặc áo bào trắng, trong mắt mang theo uy nghiêm và lạnh lùng cúi đầu nhìn bạch tiểu thuần, sau đi đi về phía bạch tiểu thuần một bước, hắn vừa bước tới, trên bầu trời xuất hiện dấu chân to, dấu chân to này lớn ngàn trượng, từ trên trời giáng xuống, mây mù tan vỡ, hư vô vạn vẹo, tất cả đều anh kích bạch tiểu thuần, dường như muốn dùng một cước nghiền nát bạch tiểu thuần dưới chân, khí thế rất mạnh, chẳng khác gì cả thiên địa đang trấn áp bạch tiểu thuần. Năm đó hồng trần nữ bị vị trí trói buộc, khu vực giao thủ là minh cung của khôi hoàng nhị đại, thân thể trúng nguyền rủa, vì vậy không thể mượn lực lượng thiên địa, bằng không bạch tiểu thuần sớm cửu tử nhất sinh. Từ tình hình của lão tổ thiên nhân Bạch Gia có thể thấy thiên nhân mạnh cỡ nào, hiện tại nơi này là mang hoang lão tổ bạch gia có thể phát huy thực lực thiên nhân tới mức tận cùng tâm thần bạch tiểu thuần chấn động lúc trước hắn không cho rằng lão tổ bạch gia không mạnh hơn hồng trần nữ bao nhiêu hiện tại mới biết suy nghĩ của mình quá ngây thơ bộ ngực hít thở phập phồng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều cảm giác nguy cơ rất lớn làm hắn không thể không suy nghĩ biện pháp ứng phó cảm giác nguy hiểm làm cho bạch tiểu thuần của người lưu ra phía sau trong lúc lui ra sau một bước thân ảnh của hắn mơ hồ, hắn có cảm giác mình bị phân giải biến mất, trong nháy mắt hắn biến mất, tiếng nổ mạnh rung trời sinh ra, sau tiếng nổ là dấu chân cực lớn xuất hiện trong thiên địa, toàn bộ đại địa rung rẩy, lực trùng kích hình thành phong bạo đáng sợ, trước mặt lão phu, ngươi không thể tránh được lần thứ hai, lão tổ thiên nhân bạch gia lên tiếng, hắn nâng tay phải điểm về phía trước, ngay sau đó bốn phía sinh ra tiếng nổ mạnh ngập trời, trong thiên địa xuất hiện một vòng xoáy. Lúc vòng xoáy vừa xuất hiện, trong vòng xoáy sinh ra hấp lực cắn nuốt thiên địa đáng sợ, bóp méo hư vô sau đó tạo thành lực lượng đảo ngược thời gian. Mặc dù không phải đảo ngược thời gian chân chính nhưng có thể làm tất cả tồn tại chung quanh thân bất do kỹ. Dưới hấp lực của vòng xoáy núi đá, thảo một bị thôn vệ và vỡ nát, thân ảnh bạch tiểu thuần đã thi triển bất tử tấm. Muốn chạy trốn nhưng lúc vòng xoáy của lão tổ thiên nhân bạch gia xuất hiện làm hắn biến sắc, pháp thuật của hắn bị cắt dứt thân thể huyển hóa giữa không trung trong nháy mắt hấp lực đáng sợ vừa xuất hiện dường như tập trung vào một chỗ làm cho bạch tiểu thuần không ngừng bị kéo ngược vào vòng xoáy bạch tiểu thuần hít thở dồn dập thân thể đang bị kéo nhanh về phía sau ánh mắt hắn xuất hiện hào quang màu đỏ trên người xuất hiện hư ảnh trọng điệp hai tay bấm niệm pháp quyết sau đó vỗ vào bốn phía thủy trạch quốc độ trong nháy mắt bốn phân thân xuất hiện lập tức bảo vệ chung quanh bản thể bạch tiểu thuần đồng thời triển khai thủy trạch quốc độ hư vô tam phương trực tiếp hóa thành thủy trạch quốc độ tiếng thú trống kinh thiên động địa quanh quẩn bốn phương cùng đó từng cây gai sắc bén như ngọn núi xuất hiện oanh 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 trong nháy mắt những cây gai như ngọn núi bao phủ chung quanh bạch tiểu thuần năm móng vuốt sắc bén to lớn như núi và thú trảo đáng sợ cũng hiển hiện dưới thủy trạch quốc độ đứng từ xa nhìn lại tình cảnh này rung chuyển thế gian năm móng vuốt sắc bén có thể xé nát hư vô trong thiên địa xuất hiện vô số vết nứt không gian, tất cả đều đánh thẳng vào vòng xoáy. Đây là cái gì? Lão tổ Thiên Nhân Bạch gia vốn lãnh đạm không quan tâm, vào lúc Bạch Tiểu Thuần sử dụng Thủy Trạch Quốc độ, bản mệnh thú vừa hiện thân đã đảo ngược tất cả. Sắc mặt hắn biến hóa, Bạch Tiểu Thuần thi triển bổn mạng thú Thủy Trạch Quốc độ, thú trảo phóng lên trời, như bài sơn đảo hải, năm ngọn núi uống lượng mang theo khí thế hủy diệt tất cả bộc phát dữ dội. Trong chốc lát song phương va chạm với nhau, âm thanh quanh quẩn ngập trời, âm thanh nổ vang truyền ra khắp nơi, cả thiên địa biến sắc, phong bạo càng quét chung quanh, cuồng phong trùng kích các hướng, tiếng oanh long truyền khắp bốn phía, chẳng qua đây chính là lực lượng thiên nhân, Bạch Tiểu Thuần sử dụng thủy trạch quốc độ dù mạnh nhưng tu vi của hắn hiện tại quá yếu so với thiên nhân, vào lúc này thú trảo đánh tới liền nổ vang, thú trảo mơ hồ, ngay cả thủy trạch quốc độ cũng biến mất trong thiên địa với tốc độ cực nhanh. Chỉ còn tiếng gào rú không cam lòng, dư âm truyền ra chung quanh không biến mất. Cũng có thể nói nó không có tác dụng, lão tổ thiên nhân sử dụng thần thông hình thành vòng xoáy cũng sinh ra âm thanh ken két, lại xuất hiện năm khe hở, khe hở càng lúc càng lớn, trong chớp mắt hấp lực cũng hỗn loạn, hấp lực của vòng xoáy nhanh chóng tán loạn, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần trắng bệch, hắn phun máu tươi, những phân thân của hắn cũng phun máu tươi, chúng nhanh chóng dung nhập vào trong bản thể Bạch Tiểu Thuần thân ảnh của hắn lui ra phía sau lúc ngẩng đầu lên còn dùng ánh mắt khó tin nhìn lão tổ thiên nhân tay phải cầm hồn tháp thủy tinh ánh mắt bạch tiểu thuần mang theo điên cuồng khí tức bất ổn thân thể run rẩy nhưng hắn không quan tâm việc này trong tay hắn cầm hồn tháp thủy tinh hòa linh thức vào bên trong chỉ cần dẫn động tâm thần một cái hắn chỉ cần phá phong ấn cuối cùng trong hồn tháp liền có thể dẫn động hồn bán thần bên trong bột phát lão đầu nhi ngươi không nên ép người quá đáng hai mắt bạch tiểu thuần điên cuồng hắn muốn đánh cực một lần suy nghĩ không biết hồn bán thần bên trong có thể diệt lão gia hỏa này hay không nếu thật có thể làm được nói không chừng mình sẽ có thêm thiên nhân hồn nhưng ý niệm này vừa xuất hiện hắn lại âm thầm lắc đầu hắn không có thủ đoạn thu hồn nhất là hồn của thiên nhân sau vẫn lạc hắn càng không biết cách thu chỉ sợ cũng chỉ có bán thần mới làm được khả năng rất lớn là hắn không thể tiêu diệt lão tổ thiên nhân bạch gia Bạch Tiểu Thuần có nắm chắc không thể giết hắn nhưng có thể làm lão tổ thiên nhân Bạch Gia trọng thương. Thương thế này không thể khôi phục trong thời gian ngắn, càng đánh phá cân bằng thế lực trong thành cự quỷ. Lão tổ thiên nhân Bạch Gia nheo mắt nhìn sang, nhìn hồn tháp trên tay Bạch Tiểu Thuần. Hắn không cảm thấy có chút nguy cơ này, ánh mắt nhìn lên mặt Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mang theo thần thái kiên kỵ, vẫn xem thường ngươi. Ngươi rất tốt, phi thường tốt tuy lão phu cũng không biết vì sao ngươi có thể gây ra nhiều việc kinh ngạc như thế nhưng ta có thể cảm nhận được huyết mạch bạch gia trên người của ngươi như vậy quá tốt lão tổ thiên nhân bạch gia mỉm cười hắn nâng chân phải và bước lên phía trước bạch tiểu thuần cũng nhìn ra quyết định của lão tổ thiên nhân bạch gia vào lúc này hắn muốn bóp nát hồn tháp trong tay mình đột nhiên trên bầu trời xa xăm có tiếng cầm lên thật lớn tiếng gầm từ xa tới gần nhưng cẩn thận nghe xong đã thấy người vừa lên tiếng đã tới rất gần nơi này bạch huynh dừng tay bổn tọa tiếp nhận mệnh lệnh cự quỷ vương triệu kiến bạch hạo trong nháy mắt hắn gầm lên sắc mặt lão tổ thiên nhân bạch gia đại biến hắn hít thở dồn dập ánh mắt dãy dụa hắn lập tức bước tới một bước trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt bạch tiểu thuần hắn nâng tay phải lên đánh ra một trảo tốc độ bạch tiểu thuần cũng không chậm vào lúc lão tổ thiên nhân Bạch Gia vừa bước tới hắn đã sử dụng tốc độ cực hạn của bản thân lui ra sau, hắn vô cùng kinh ngạc nhưng không bóc nát hồn tháp, Bốn đại phân thân lập tức xuất hiện ngăn cản trước mặt hắn, tiếng nổ mạng ngập trời, bốn đại phân thân của Bạch Tiểu Thuần đồng loạt phun máu tươi gần như tan vỡ, bốn phân thân hóa thành hào quang bay vào trong người Bạch Tiểu Thuần, mặc dù như thế Bạch Tiểu Thuần vẫn tranh thủ được chút thời gian thi triển bất tử cấm rời đi. Trong nháy mắt bàn tay lão tổ thiên nhân Bạch Gia đánh tới, thân thể Bạch Tiểu Thuần đã phân giải biến mất tại chỗ, ánh mắt lão tổ thiên nhân Bạch Gia sinh ra hàng quang, hắn nhìn hư vô nơi xa, đi ra cho ta, câu nói này mang theo thiên uy, hắn đoán được vị trí Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, thân thể Bạch Tiểu Thuần vừa xuất hiện liền phun máu tươi, tóc tai tán loạn, lúc Bạch Tiểu Thuần vừa hiện thân liền có một đạo kim quang từ xa phá không bay tới, kim quang xuất hiện liền ngăn cản trước mặt lão tổ thiên nhân bạch gia đó là một kim quang ngọc bội ngọc bài này có hình cự quỷ hai sừng hắn ngửa mặt lên trời gào thét sau khi xuất hiện đã làm hư vô chung quanh tan vỡ sắc mặt lão tổ thiên nhân bạch gia âm trầm bên cạnh ngọc bội trước mặt bạch tiểu thuần có một lão giả bước ra khỏi hư vô lão giả mặc áo đen mặt không biểu tình nhìn về phía trước tu vi chấn động không kém gì lão tổ thiên nhân bạch gia toàn thân lão giả sinh ra băng hàng trên người sinh ra khí tức âm trầm hắn đứng ở nơi đó nhưng hư vô chung quanh bị bóp méo dường như có hai đạo thần niệm va chạm trong vô hình cả bầu trời sinh ra sấm sét dường như mọi thứ đang giao thoa với nhau ngay cả mặt đất cũng rung động nhìn ngọc bội nhìn lão giả xuất hiện trước mặt trái tim bạch tiểu thuần đập mạnh lúc trước hắn có suy nghĩ bạch gia gặp chuyện không may thì gia tộc hoặc thế lực khác sẽ mượn nhờ cơ hội này triển khai các hành động nhắm vào bạch gia chẳng qua chờ thật lâu không có ai tới trước mắt lão giả áo đen vừa quát lớn đã nói rõ thế lực xen vào chính là cự quỷ vương bạch tiểu thuần nheo mắt nội tâm vô cùng khẩn trương hắn dùng sức cầm hồn tháp một khi cảm thấy không ổn bản thân hắn sẽ dùng hồn bán thần làm chuẩn bị vô thường đây là chuyện bạch gia ta ngươi có ý gì lão tổ thiên nhân bạch gia âm trầm nhìn lão giả áo đen trước mặt trong giọng nói mang theo băng hàng thuộc hạ thiên vương không có chuyện nhà Lão giả áo đen lên tiếng, trong mắt bắn ra hàng quang, hắn tiến lên phía trước một bước, khí thế bốc lên giống như bài sơn đảo hải, bạch tử sơn, ngươi muốn cải ý chỉ thiên vương. Lão tổ thiên nhân bạch gia trầm mặt, hắn nhìn lão giả áo đen nửa ngày, sắc mặt âm trầm sau đó cách không một trảo, lập tức kéo thân thể tộc trưởng bạch gia vào trong tay, thủ đoạn lão tổ thiên nhân quá kinh người, nếu vương gia triệu hoán phản đồ này, lão phu không cản trở, lão tổ thiên nhân bạch gia hận nghiến răng, chậm rãi cúi đầu với ngọc bội sau đó ngẩng đầu nhìn lão giả áo đen. Lão phu nhất định sẽ bái kiến hỏi vương gia việc này, ta cần một câu trả lời. Hắn nói từng chữ, từ đầu tới đuôi không nhìn bạch tiểu thuần một lần, hắn quay người bước vào trong bầu trời, thân ảnh hắn biến mất vô hình, hắn rời đi cho nên phiến thiên địa bình tĩnh lại, tiếng sấm tiêu tán, ti chấp biến mất và khôi phục như thường. Nội tâm bạch tiểu thuần thở ra một hơi nhưng vẫn cầm hồn tháp không buông ra, hắn cảnh giác nhìn lão giả, ánh mắt nhìn lão tổ thiên nhân bạch gia đi xa, hắn chậm rãi quay người, ánh mắt như ti chớp nhìn sang bạch tiểu thuần, lão giả này gầy còm, mũi ưng, toàn bộ gương mặt âm lãnh, ánh mắt của hắn mang theo hàng quan sắc bén như muốn nhìn thấu thân thể bạch tiểu thuần từ trong ra ngoài, đi theo ta, từ đó về sau, mạng của ngươi, không thuộc về ngươi, mà là thuộc về vương gia, lão giả áo đen lên tiếng, về phần thiên nhân hồn, lão giả không nói gì, vật ấy thuộc về Bạch gia, hắn không muốn dính vào quá sâu, nói bậy, mạng nhỏ của chính ta không thuộc về bất cứ người nào. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, hắn có xúc động muốn quát lớn trước mặt thiên nhân áo đen, nhưng những lời này chỉ dám nói trong lòng, lời tới bên miệng biến thành, vãn bối bái kiến vô thường tiền bối, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt, vẻ mặt cảm kích, ông quyền cúi đầu thật sâu, không cần cảm ơn lão phu, cảm tạ, ngươi nên cảm tạ vương gia đi vô thường công lên tiếng hắn nâng tay phải lên trong phạm vi mười trượng liền bắt đầu mơ hồ hư vô vặn vẹo giống như phân cách với thiên địa nội tâm bạch tiểu thuần chấn động sau khi cẩn thận quan sát liền giật mình hắn phát hiện phạm vi mười trượng bị dịch chuyển trong đầu bạch tiểu thuần vừa sinh ra ý niệm dịch chuyển trong nháy mắt có tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên phạm vi mười trượng quanh vô thường công biến mất hoàn toàn ngay lúc xuất hiện đã ở trên không một tòa hùng thành thành trì cực kỳ khổng lồ lúc này là buổi trưa ánh mặt trời tươi sáng chiếu rọi đại địa cho nên càng tôn lên nét hùng vĩ của tòa hùng thành nó giống như hung thú còn sống đang há miệng đỏ lòng nên đón vạn vật trên thế gian chỉ khí thế cũng đủ làm rung chuyển tâm thần bạch tiểu thuần hắn vừa nhìn thấy liền có phán đoán nội tâm hắn càng rung động mạnh hơn đây là lần đầu tiên hắn đi tới thành cự quỷ nhìn thành cự quỷ trước mặt chỉ sợ thả một vạn cái bạch da vào còn rộng mênh mông kiến trúc điêu lan trác ngọc làm người ta hoa mắt bạch tiểu thuần cũng cảm giác được bên trong thành có quá nhiều hồn tu cùng luyện hồn sư thành trì quy mô to lớn như thế chỉ sợ cả đời bạch tiểu thuần cũng chưa gặp qua hắn cảm giác người cư trú nơi này không dưới ngàn vạn càng kinh người hơn chính là thành cự quỷ tồn tại trên hố trời hố trời quá lớn sâu không thấy đáy không nói biên giới bốn phía không nhìn thấy tận cùng cho dù bạch tiểu thuần dùng linh thức đảo qua cũng chỉ miễn cưỡng phát hiện đầu cuối đây không phải là phạm vi chiều sâu, thành cự quỷ không nhỏ, chỉ sợ hố trời còn lớn hơn thành cự quỷ mấy chục lần. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, bên trong hố sâu thành cự quỷ có một cây cột mọc từ dưới đất thẳng lên tận trời, phía trên còn nâng một tòa thành trì. Dưới thành trì là vực sâu, có thể thấy chung quanh có đầy sương mù, trong sương mù huyễn hóa vô số đầu lâu gào thét khắp bốn phía, đó là vô số quỷ hồn, số lượng quỷ hồn quá nhiều, hầu như vần quanh toàn bộ thành cự quỷ chung quanh thành trì tồn tại vô số khóa sắt màu tím dài mỗi thiết hoàng trên khóa sắt lớn như ngọn đồi chúng kết nối với nhau giống như cầu vồng nối liền tòa thành với biên giới hố trời những khóa sắt này chính là lối ra vào thành cự quỷ vào lúc này bạch tiểu thuần nhìn ra xa xa vô số cầu vồng tới gần thành cự quỷ liền không dám phi hành lần lượt hạ xuống trên khóa sắt cho dù tới hay đi đều như thế từ hướng bạch tiểu thuần có thể nhìn thấy pho tượng khổng lồ bên trong tòa thành. Đó là bức tượng cự quỷ màu xanh có hai sừng cao vài vạn trượng. Nó đứng tại chỗ giống như chống đỡ cả thiên địa. Trên đỉnh đầu pho tượng chính là vương cung. Vương cung mơ hồ không rõ, có thể được xây dựng tại địa phương này. Bạch tiểu thuần không cần đoán cũng biết ai là người ngủ ở bên trong. Người ở bên trong chắc chắn là cự quỷ vương. Bạch tiểu thuần tập trung tâm thần nhìn sang. Hắn cảm giác trong thiên cung có uy áp bao phủ thiên địa uy áp làm người ta sinh ra cảm giác mãnh liệt dường như trong vương cung không phải là người mà là thần trên hai cánh tay của pho tượng có hai tòa cung điện phía trên đó có dựng hai bức tường đá tay trái vô thường tay phải âm minh bạch tiểu thuần nhìn thấy liền rung động lập tức đoán được nơi đó nhất định là khu vực thiên nhân ở lại tay trái vô thường mười phần có khả năng chính là lão giả áo đen bên cạnh bạch tiểu thuần cũng tìm hiểu tin tức thành cự quỷ bạch tiểu thuần muốn dựa vào truyền tống trận của nơi đây quay về trường thành cho nên khi ở bạch gia đã tìm hiểu không ít tin tức về nó ví dụ như thành cự quỷ chia làm trong ngoài hai thành trong thành phòng ngự xâm nghiêm không có chút thân phận không thể bước vào là khu vực huống quý trong thành cự quỷ cư trú bên ngoài thành là chỗ con dân thành cự quỷ ở lại nơi đây vô cùng náo nhiệt phân cách trong thành và ngoài thành là con sông bảo vệ trong nước con sông có cấm chế bán thần uy lực cực lớn không có lệnh bài đặc thù sẽ bị giết ngay lập tức trái tim bạch tiểu thuần đập mạnh hắn không biết mình bị mang tới đây cự quỷ vương sẽ an bài như thế nào lúc này nội tâm bất định không rõ chỉ có thể lộ ra bộ dáng nhu thuận đi theo sau lưng vô thường công đáy lòng suy nghĩ mặc kệ cự quỷ vương an bài như thế nào bản thân hắn đã thuận lợi đi tới thành cự quỷ cũng là việc tốt dù sao hắn muốn trở về nhà cần phải dùng truyền tống trận mới được mặt nạ có thể giấu giếm trận pháp và thiên nhân của Bạch Gia, có lẽ muốn giấu giếm truyền tống trận cũng không thành vấn đề nha. Bạch Tiểu Thuần nói thầm, trên đường đi vô thường công mặt không biểu tình, không nói một lời, mang theo Bạch Tiểu Thuần bay thẳng vào trong thành cự quỷ. Trong nháy mắt hắn đi vào thành, ánh mắt đám hồn tu thủ vệ phía dưới sinh ra thần thái cuồng nhiệt, lập tức đi lên bái kiến, bái kiến vô thường công. Trên đường như thế, lúc bái kiến bọn họ không quen dò xét Bạch Tiểu Thuần, bạch tiểu thuần cũng nhìn đám thị vệ hắn suy nghĩ cự quỷ vương gọi mình nếu mình biểu hiện một ít vô thường công nói tốt cho mình vài câu nói không chừng có thể lăn lộn một quan nữa chắc trong thành cự quỷ như vậy bạch gia cũng không dám làm gì mình không được nơi đây quá nguy hiểm còn phải nghĩ biện pháp sử dụng truyền tống trận rời đi nhìn xem nên quay về trường thành thế nào đáng tiếc ta còn thiếu một cái thiên nhân hồn nghĩ tới đây bạch tiểu thuần giữ vững tinh thần đi theo vô thường công vô thường công trực tiếp mang theo bạch tiểu thuần đi vào tòa thành khổng lồ có vô số con thói qua lại với tốc độ cực nhanh chỉ trong mấy hô hấp đã mang bạch tiểu thuần tới bên cạnh khu vực sông đào ngăn cách trong và ngoài thành hai người đứng bất động tại đây nước sông bảo vệ thành là màu đen nó làm người ta sinh ra cảm giác nguy hiểm rất mạnh bạch tiểu thuần nhìn một lúc liền lui ra sau vài bước ánh mắt nhìn sang vô thường công đáy lòng kinh ngạc tại sao đối phương không đi, tiền bối, chúng ta. Chúng ta đi nơi nào, Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, cẩn thận nhìn sang pho tượng cự quỷ, Lý Húc, còn chưa gặp ta, vô thường công không để ý tới Bạch Tiểu Thuần, hắn lập tức lên tiếng, âm thanh chưa truyền ra xa trong dòng sông bảo vệ thành xuất hiện vòng xoáy, trong nháy mắt có ba nam tử trung niên bay ra khỏi vòng xoáy, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không đúng, hắn nhìn ba người trước mặt, người đứng đầu mặt trường bào màu xanh, mặc dù tu vi không phải thiên nhân nhưng cũng là nửa bước thiên nhân, hai người phía sau khí thế yếu hơn một ít, cho thấy người đứng đầu làm chủ, sắc mặt nam tử áo xanh cực kỳ cung kính, sau cơ hờ bay tới trước mặt vô thường công liền ôm quyền cúi đầu, mặt tướng Lý Húc, bái kiến vô thường công, người này là Bạch Hạo, ta giao hắn cho ngươi, an bài hắn thân phận lính canh ngục đi, vô thường công lên tiếng, sau khi chỉ vào Bạch Hạo liền không nói hai lời quay người bay trở về pho tượng cự quỷ. Vương gia giao nhiệm vụ cho hắn mang Bạch Hạo về, an bài thân phận, về phần thân phận gì, loại chuyện nhỏ nhặt này cự quỷ vương không hỏi tới, vô thường công cũng không suy nghĩ nhiều, dứt khoát ném vào ma lao trong thành cự quỷ. Ba người lý hút vội vàng đồng ý, cung kính tiễn vô thường công, ma lao. Lính canh ngục, Bạch Tiểu Thuần nghe xong liền sửng sốt, hắn cho rằng cự quỷ vương sẽ gặp mình kém nhất cũng an bài cho mình thân phận cận vệ, hắn không ngờ lại trở thành lính canh ngục trong ma lao. Lao, đây không phải lần đầu tiên hắn nghe thấy, lúc trước Bạch Tề định ném hắn vào ma lao, cũng bởi vậy Bạch Tiểu Thuần tò mò bảo Chu Nhất Tinh tìm hiểu một phen. Biết rõ Ma Lao thành cự quỷ chính là khu vực hung danh hiển hách trong phạm vi thành cự quỷ, nơi này chuyên giam giữ kẻ phạm đại tội, bởi vì đủ các lý do nên không thể chém giết, đều là đám người cùng hung cực ác tu vi cao tuyệt, thậm chí người bị giam giữ tại nơi này không có kẻ nào được hưởng đãi ngộ, trong thành cự quỷ vẫn truyền lưu một câu nói, chết không đáng sợ, đáng sợ chính là bị giam giữ trong ma lao làm ngươi sống không bằng chết, ta Đường Đường vạn phu trưởng, làm sao lại biến thành lính canh ngục, Bạch Tiểu Thuần không phục bất bình, hắn lại là đại trưởng phu co được giảng được, vì vậy suy nghĩ bản thân cứ hư tình giả ý một phen, sau đó tìm cơ hội đi truyền tống trận quay về nhà, nhưng không đợi hắn nói cái gì ba người lý hút nhìn thấy vô thường công đi xa chậm rãi đứng thẳng người dậy nhất là lý hút hắn bày ra thần sắc không giận tự uy lạnh lùng đánh giá bạch tiểu thuần một phen ngươi chính là bạch hạo của bạch gia ngữ khí của hắn lãnh đạm giống như không thích bạch tiểu thuần trên thực tế không chỉ có hắn như thế hai phụ tá sau lưng cũng như vậy ánh mắt nhìn bạch tiểu thuần lạnh nhạt nhưng không mang theo chút cảm tình nào dường như bị các tin đồn về bạch hạo ảnh hưởng biết rõ hắn kẻ có lòng dạ độc ác lục thân không nhận, dường như am hiểu ẩn nhẫn, cũng chém giết không ít tộc nhân, nhân vật ác như vậy, bọn họ không nguyện tiếp xúc nhiều, cũng không quan tâm tới, thu hồi bộ dạng của ngươi tại Bạch Gia đi, đã đến nơi này thì phải làm theo quy củ của Lý Mổ, trong Ma Lao, Lý Mổ chính là trời. Hôm nay Ma Lao không ra, ngày mai ngươi tới nơi này chờ, Lý Húc nói chuyện mang theo băng hàng, căn bản không chờ Bạch Tiểu Thuần trả lời, hắn hất tay áo vào dòng sông, vòng xoáy xuất hiện lần nữa, trong chớp mắt ba người bay vào bên trong, rời đi, Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác nhìn ba người hạ mã uy với mình, muốn Bạch Tiểu Thuần biết rõ, Ma Lao không phải nơi dễ dàng đi vào và trở ra, cũng nên kẹp đuôi làm người, người nào đó muốn hạ mã uy với ta, ta còn không muốn đi đấy, Bạch Tiểu Thuần cũng tức giận, hắn cảm giác mình thân là vạn phu trưởng, nội tâm tự an ủi bản thân nên nhận thân phận lính canh ngục, không ngờ đối phương còn hạ mã uy với mình. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh sau đó rời đi. Hiện tại là buổi trưa, toàn bộ thành cự quỷ vô cùng to lớn, chỉ khu vực bên ngoài đã rộng lớn không giới hạn, càng nhiều người qua lại, trong đó có hồn tu, luyện hồn sư và không ít thổ dân. Dù sao nơi này là một trong năm đại thành của mang hoang, Càng có bán thần tọa trấn nơi này và bao trùm thế lực các nơi, có thể nói nơi đây là trung tâm của các loại tài nguyên hầu như tất cả vật phẩm đều có thể mua được đều mua được trong thành cự quỷ nhất là một ít đường phố náo nhiệt người đến người đi vô cùng huyên náo đứng từ xa cũng có thể nghe thấy trên bầu trời thường xuyên có thị vệ thành cự quỷ bay qua trong thành cự quỷ chỉ có thiên nhân mới được phép bay tự do cho dù thị vệ cũng chỉ được phép bay trong thời gian tuần tra bạch tiểu thuần mang theo một bụng lửa giận và không cam lòng đi dạo thành cự quỷ nơi truyền tống cũng không phải bí mật gì hắn hơi tìm hiểu đã biết phương vị và đi sang đó ngay. Thiên nhân hồn, ta từ bỏ, chờ quay về trường thành lại nghĩ biện pháp. Nghĩ như vậy, vị trí hắn cách truyền tống trận càng gần. Truyền tống trận thành cự quỷ nằm ở phương Bắc, chỗ đó có một quảng trường, chính giữa có một bình đài là cổng ánh sáng. Cánh cổng này là trận pháp tạo thành, nó tỏa hào quang sáng ngời, đôi khi vạn vẹo hư không, còn có hồn tu và luyện hồn sư ra ra vào vào, thổ dân không nhiều bạch tiểu thuần đã đến ngay lúc này sắp hoàng hôn rồi hắn nhìn sang truyền tống trận có không ít thị vệ thành cự quỷ đồn trú hiển nhiên đang thủ hộ nơi này bạch tiểu thuần không quan tâm chuyện nơi đây ánh mắt hắn sáng ngời nhìn truyền tống trận bởi vì hắn hiểu chỉ cần thuận lợi bước vào chỗ đó hắn có thể quay về trường thành cho dù tới khu vực bên ngoài trường thành cũng được chỉ cần tới khoảng cách gần bạch tiểu thuần dựa vào tu vi bản thân vẫn có biện pháp quay về Nghĩ tới đây trái tim hắn đập nhanh hơn, chẳng qua hắn vẫn chần chờ, đoạn thời gian ở lại Bạch Gia, hắn nghe người ta nói truyền tống tận có công năng loại bỏ thân phận vô cùng nghiêm khắc, vả lại Chu Nhất Tinh cũng không nói chuyện này, Bạch Tiểu Thuần cũng do dự, hiện tại hắn suy nghĩ chứ không tới gần, hắn muốn quan sát trước, nhìn sắc mặt Bạch Tiểu Thuần không thay đổi, hắn phát hiện phàm là hồn tu đi vào truyền tống trận, trong nháy mắt truyền tống trận mở ra liền có chấn động kỳ dị nào đó xuất hiện bạch tiểu thuần không nhận ra chấn động cổ quái đó là gì quan sát hồi lâu bạch tiểu thuần xác định chấn động này là biện pháp dò xét thân phận mặt nạ của ta có lẽ có thể bạch tiểu thuần do dự một chút nhìn sắc trời đã hoàng hôn hắn trắng răng một cái cũng nên đi thử một chút hắn hít thở bình thường và đi thẳng tới truyền tống trận thị vệ chung quanh không chú ý tới bạch tiểu thuần tại bạch tiểu thuần nộp một ít hồn dược sau đó hắn tùy ý tiến vào trận pháp vừa đi vài bước Tâm thần Bạch Tiểu Thuần khẩn trương và do dự, hắn áp chế hô hấp của mình, thời điểm đứng trước Hào Quang, ánh mắt của hắn mang theo chờ đợi, nhất định phải thành, nếu thành công ta có thể cao chạy xa bay. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, giơ chân lên bước, hắn bước tới phía trước và chạm vào Hào Quang truyền Tống Trận, trong nháy mắt đụng chạm, nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động cực mạnh, hắn lại phát hiện mình bị tồn tại lạnh như băng giống khí linh dò xét, chấn động này tới từ truyền Tống Trận nó tiến vào trong người mình ý đồ lục soát hồn của bản thân dường như chỉ có sư hồn mới xác định thân phận mới có thể truyền tống cũng may có mặt nạ cản trở một chút nhưng không thể ngăn cản quá lâu quan trọng nhất bạch tiểu thuần phát hiện nếu mình không qua được cửa ải này không sư hồn xác định thân phận thì truyền tống không mở ra bạch tiểu thuần cả kinh thừa dịp mặt nạ ngăn cản thân thể lui ra sau hắn rút lui ra khỏi phạm vi truyền tống trận sau khi hắn lui ra sau làm không ít người chú ý và ngạc nhiên mà thôi mà thôi ta không đi nơi đây mới là nơi ta dương danh bị nhiều ánh mắt chú ý bạch tiểu thuần khẩn trương hắn vội vàng hô to sau đó xoay người rời đi tuy người khác cảm thấy cổ quái nhưng tốc độ bạch tiểu thuần quá nhanh trực tiếp chui vào trong đám người và biến mất không thấy đâu nữa người nơi đây cảm thấy do dự nhưng sau đó không quan tâm trong đám người sắc mặt bạch tiểu thuần trắng bệch trái tim co rúng vì sợ hãi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Không thể dùng truyền tống trận rồi, Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt, truyền tống trận chính là hy vọng lớn nhất của hắn, trước mắt phát hiện không dùng được. Sau một lúc lâu, hắn thở dài một hơi, cảm giác tính mạng của mình quá khổ, hiện tại ủ rũ đi tìm khách sạn trong thành cự quỷ ở lại, suy nghĩ suốt cả đêm, ngày hôm sau đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ rực, nếu như không thể quay về, ta cũng chỉ có thể cuộc khởi tại nơi đây, chẳng qua mệnh trung chú định, muốn ta một bước lên trời tại nơi này. Thật phiền quá đi, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn trời, thở dài bất đắc dĩ sau đó ngoan ngoãn quay về khu vực sông bảo vệ thành lúc trước, hắn càng nghĩ, bản thân nên đi ma lao thôi, tối thiểu thân phận này có thể hóa giải gút mắt giữa hắn và Bạch Gia, nói tóm lại đây chính là việc tốt. Khi hắn đi tới khu vực sông bảo vệ thành, thời gian còn sớm, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi xuống, mặt mày ủ rũ chờ ơ ơ y tại đây, vào lúc hoàng hôn hàng lâm, trong sông bảo vệ thành mới đột nhiên xuất hiện vòng xoáy, một phụ tá sau lưng Lý hút hôm qua mặt không biểu tình xuất hiện, sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần liền gật đầu, đi theo ta, nói xong nam tử này nhảy vào vòng xoáy trong sông bảo vệ thành, nội tâm Bạch Tiểu Thuần không ngừng thở dài, cảm giác mình đường đường vạn phu trưởng nhưng biệt khuất như thế này, vừa nghĩ tới sự thật này liền không biết nên đối mặt như thế nào cũng được bạch tiểu thuần ta ưu tú như vậy lợi hại như vậy cho dù đi tới nơi nào cũng làm người khác lau mắt mà nhìn bạch tiểu thuần động viên bản thân mình hắn thỉnh thoảng nhìn sang nam tử trung niên hắn biết rõ lý hút hôm qua chính là thủ lĩnh của ma lao cũng là thủ trưởng sau này của mình người trước mắt chính là phụ tá của hắn nhanh lên nếu đi chậm thì ngươi phải chờ ở bên ngoài một ngày đấy ngay lúc Bạch Tiểu Thuần dò xét trung niên nam tử, người này có chút không kiên nhẫn, ta không có đắc tội gia hỏa này chứ? Nội tâm Bạch Tiểu Thuần bồn chồn, hắn không thể không cúi đầu tiếp nhận sự thật, ngay sau đó bước vào trong vòng xoáy. Hai người vừa mới tiến vào sông bảo vệ thành, đi vào bên trong vòng xoáy tiến thẳng vào đáy sông, với tư cách phụ tá của Lý Húc, tu vi của nam tử trung niên không ầm thường, trên người hắn có lệnh bài sinh ra hào quang nhu hòa bao phủ Bạch Tiểu Thuần vào bên trong hào quang ngăn cản cấm chế trong sông bảo vệ thành, cũng ngăn cản nước sông ăn mòn thân thể. Bạch Tiểu Thuần cảm giác tâm thần bất định, ánh mắt nhìn bốn phía, nơi này chỉ một màu đen kịt, căn bản nhìn không rõ, nhất là nước sông đen kịt mang lại cho Bạch Tiểu Thuần cảm giác nguy hiểm, dường như trong sông bảo vệ thành ẩn dấu hung thú đáng sợ nào đó. Trong cảm giác của hắn, hai người xuyên thẳng qua nước sông, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy trong bóng tối đen kịt có hào quang màu xanh xuất hiện hai đạo hào quang màu xanh trong đáy sông đen kịt không khác gì đôi mắt của hung thú ai nhìn thấy cũng giật mình tóc gáy dựng đứng thấp toàn thân hai mắt bạch tiểu thuần co rút lại sau khi nhìn thấy nam tử trung niên phía trước không nói gì hắn do dự nhưng vẫn bảo trì cảnh giác tiếp tục đi theo lúc này hòa quang màu xanh càng lúc càng lớn đến khi hai người bạch tiểu thuần tới gần bạch tiểu thuần rung động tâm thần khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt dưới đáy sông bảo vệ thành tồn tại một tượng đá cực lớn tượng đá không phải là hình người nó là con rùa khổng lồ có thể nói đó là huyền vũ nó nằm dưới đáy sông thân thể to lớn toàn thân sinh ra chấn động không gian bạch tiểu thuần nhìn thấy hai đạo hào quang màu xanh lúc trước chính là đôi mắt của con rùa bên trong ẩn chứa sát khí không cách nào hình dung dường như con rùa đá có tác dụng phong ấn nên sát khí không thể bộc phát ra ngoài bằng không nó bộc phát sẽ sinh ra hậu quả đáng sợ sát khí sẽ bùng nổ khắp thiên địa Tất cả những việc này làm tâm thần Bạch Tiểu Thuần rung động, hắn cảm thấy Thạch Quy có phần quen mắt và nhìn nhiều vài lần, trong mắt Bạch Tiểu Thuần hiếp lại, nội tâm rung động, đầu óc như nổ tung, con rùa này có chút giống Tiểu Ô Quy, trái tim Bạch Tiểu Thuần đập mạnh, Tiểu Ô Quy mất tích đã lâu, Bạch Tiểu Thuần tìm trong túi trữ vật nhưng không tìm được, hắn có cảm giác Tiểu Ô Quy vẫn ở trong túi trữ vật không đi ra ngoài, Bạch Tiểu Thuần kinh nghi bất định, nam tử trung niên đi tới trước con rùa, Bạch Tiểu Thuần thu liễm tâm thần đi theo phía sau, hắn nhìn thấy đối phương tiến vào mắt trái con rùa, nơi này có tấm màn ngăn cách nước chảy vào bên trong, lệnh bài của nam tử trung niên bộc phát hào quang cho nên không bị ngăn cản, Bạch Tiểu Thuần cũng không gặp trở ngại, lập tức đi vào bên trong con rùa, một hang đá cực lớn xuất hiện trước mắt, xung quanh hang đá là nham thạch sắc bén cài răng lược, nhìn nơi đây rất dữ tợn, có bốn hồn tu cung kính đứng đó, mắt thấy nam tử trung niên xuất hiện, bọn họ lập tức ôm quyền cúi đầu thật sâu bái kiến tả hộ pháp giọng nói em mờ vang hữu lực nhưng mang theo âm lãnh từ thực chất có cảm giác như đang giao tiếp với người chết nhất là ánh mắt của bọn họ có thể nhìn thấu nhân tâm bạch tiểu thuần cũng lưu ý vài lần phát hiện bốn người này đều là tu sĩ nguyên anh ma lao không đơn giản bạch tiểu thuần như có điều suy nghĩ hắn nhìn chung quanh phát hiện trong hang đá tồn tại bốn lối đi trên đỉnh đầu còn có lối đi thứ năm tôn bằng Người này là lính canh ngục mới, giám ngục trưởng nói rõ đưa tới khi đinh của các ngươi, do ngươi an bài. Nam tử trung niên lên tiếng, phân phó một tiếng sáo chắp tay sau lưng đi thẳng tới lối thứ năm. Về phần những người khác liền cúi đầu, cũng không nhìn Bạch Tiểu Thuần cái nào, lúc này đều rời đi bằng thông đạo bốn phía, chỉ có một lão giả trong đó lưu lại, hắn cau mày nhìn Bạch Tiểu Thuần, có thể làm cho Lý Húc nói rõ, Tả hộ pháp tự mình an bài dựa theo đạo lý phải đưa vào khu giáp mới đúng. Tại sao đưa tới khu đinh? Ánh mắt lão giả chớp động, hắn cảm thấy việc này có chút không đúng, lúc này mỉm cười với Bạch Tiểu Thuần. Hắn tận lực làm nụ cười của mình nhu hòa một chút, lọt vào mắt Bạch Tiểu Thuần. Nụ cười này rất kinh người, bề ngoài cường nhưng trong lòng không cười, phối hợp với khí chất âm lãnh trên người lão giả. Nụ cười chẳng khác gì cơn gió lạnh thổi qua người, vị đạo hữu này, ngươi tên gọi là gì? trong mắt lão giả mang theo ý vị nghiền ngẫm ta là bạch hạo ánh mắt bạch tiểu thuần chớp chớp hắn cẩn thận báo tên của mình bạch hạo bạch hạo bạch lão giả nghe cái tên này liền mở to mắt hắn còn lặp lại bạch hạo của bạch gia đúng vậy ta chính là bạch hạo của bạch gia bạch tiểu thuần nhìn thấy tôn bằng đã nghe qua tên của mình trong lòng có chút đắc ý nhưng trả lời hắn chính là tiếng hít khí lạnh của lão giả rốt cuộc biết vì sao người này bị Lý Húc đưa vào khu đinh, đây chính là củ khoai lang bỏng tay. Có thể làm cho Lý Húc nói rõ, tả hộ pháp an bài, hiển nhiên là có người ở cao hơn phân phó, có thể một lời liền quyết định việc này, nhất định thân phận cực cao, hẳn là vô thường công. Có thể làm cho vô thường công xúc động, như vậy chỉ có thiên vương, kẻ này bị bạch gia truy nã nhưng thiên vương lại đưa kẻ này tới nơi đây. Lão giả không dám suy nghĩ tiếp, chuyện này quá lớn hiện tại hắn thở dài nhưng không dám trêu chọc bạch tiểu thuần nhất là nghĩ tới bạch hạo là người lục thân không nhận dám trói cả phụ thân của mình vả lại luôn luôn ẩn nhẫn lòng dạ độc ác bạch hạo đạo hữu hoan nghênh gia nhập ma lao khu đinh của chúng ta đến 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 ta giới thiệu ma lao cho ngươi biết tôn bằng cười khang một tiếng dẫn theo bạch tiểu thuần đi về thông đạo phía bắc nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha Tuy Ma Lao nằm trong con rùa đá nhưng trên thực tế phạm vi thật lớn, tồn tại không gian riêng, cũng vì thế chia thành giáp ức bính đinh và trung tâm, chính là năm khu vực, trong đó khu trung tâm vực là khu vực giám mục trưởng cư trú, cũng là hạch tâm của Ma Lao, nếu không được triệu hoán không được phép đi vào. Về phần bốn khu giáp ức bính đinh, nơi này cũng phân chia tội phạm trọng yếu khác nhau, quan trọng nhất chính là khu giáp, từ đó suy ra mặc dù kẻ bị giam trong khu đinh chúng ta cũng là thế hệ cùng hung cực ác, so với khu giáp chỉ là tiểu hài từ mà thôi, mà từng khu đều có 100 lính canh ngục, 10 đội trưởng và một đội trưởng nhà lao, lão phu chính là đội trưởng nhà lao khu đinh, trên bốn nhà lao chính là giám ngục trưởng. Tôn Bằng mang theo Bạch Tiểu Thuần đi thẳng tới khu đinh, hắn giới thiệu rõ ràng, trong lòng của hắn cũng tốt hơn, nếu đưa Bạch Hạo đến cho mình, bản thân không đưa đi, như vậy dứt khoát tạo điều kiện là tốt rồi, trong khu đinh nhiều lính canh như thế, thêm một người cũng không có gì. Sau khi giới thiệu xong, Tôn Bằng mang theo Bạch Tiểu Thuần đi vào Ma Lao khu đinh, phạm vi khu đinh không nhỏ, vị trí trung tâm là quảng trường, phía trên dựng một cánh cổng ánh sáng, hào quang sinh ra uy áp cường đại, thỉnh thoảng còn có âm thanh vù vù vang lên. Tia sáng vờn quanh 10 khu vực, dựa theo Tôn Bằng giới thiệu, 10 khu vực này là khu vực 10 tiểu đội lính canh cư trú. Cánh cổng ánh sáng lớn chính là cửa vào nhà lao, nhìn 10 khu vực giống nhau như đúc, mọi chỗ ở đều xếp đặt chỉnh tề, mặc dù đều dùng đá xanh xây thành, nhìn nó có đường nét đối lập rõ ràng nhưng không biết có phải bị ma lao ảnh hưởng hay không. Bạch Tiểu Thuần nhìn nhìn có cảm giác âm u âm trầm, ai, không ngờ ta lại thành lính canh ngục, nội tâm Bạch Tiểu Thuần cảm thán, cộng thêm việc không thể dùng truyền tống trận rời đi, hắn phiền muộn không ít vội vàng dẫn bạch tiểu thuần tới đây sau đó ném cho đội thứ chín tôn bằng cũng giống vô thường công và lý hút lập tức rời đi thật nhanh tuy đội trưởng đội thứ chín này thường không được chào đón dù sao cũng là thủ hạ của tôn bằng Trước khi đi hắn cũng âm thầm báo thân phận của Bạch Tiểu Thuần cho đối phương biết, vừa nghe thanh niên thanh tú trước mặt chính là phản đồ Bạch Gia gây xôn xao thành cự quỷ, đội trưởng đội thứ chín lập tức trùng mình, ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần hơi lưu ý hơn trước, càng truyền âm cho lính canh dưới trướng cũng nói cho bọn họ biết thân phận của bạch tiểu thuần vì vậy lúc bạch tiểu thuần nhìn đám đồng đội của mình khi hắn cười tủm tỉm nói tên của bản thân đội trưởng và đám lính canh ngục không có phản ứng gì cả dù sao danh khí của bạch tiểu thuần không nhỏ trong lòng của bọn họ biết ấn tượng về bạch tiểu thuần không khác gì lời đồn đều cảm thấy bạch tiểu thuần chính là gia hỏa độc ác lục thân không nhận ít trêu chọc thì tốt hơn trong đó vẫn có mấy người xuất hiện thần sắc xem thường, hiển nhiên cảm thấy nghe đồn không thể tin. Toàn bộ đội thứ 9, trước khi Bạch Tiểu Thuần tới, tính cả đội trưởng đúng lúc là 11 người, Bạch Tiểu Thuần đến biến thành 12 người, bên trong không có nữ nhân, đều là nam, phần lớn đều là trung niên, về phần tu vi, hoàn toàn không có trúc cơ, đều là kết đan. Trận thế như vậy cũng nói rõ tầm quan trọng của Ma Lao. Mắt thấy mọi người như vậy, Bạch Tiểu Thuần lúng túng, đội trưởng đội thứ chín hòa giải, mang theo Bạch Tiểu Thuần rời đi, sau đó cười nói với hắn. Bạch Hạo, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, thực tế mỗi ngày trong ma lao không có việc gì, mọi người cũng chưa quen biết nhua, sau này ngươi làm quen là được. Nói xong đội trưởng rời đi, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu không thể cự tuyệt sát tinh này gia nhập đội ngũ, như vậy tốt nhất không nên quá gần gũi nhưng không thể lạnh lùng. Mắt thấy đội trưởng rời đi, bạch tiểu thuần cảm thấy đội trưởng này là người tốt còn tốt hơn vô thường công và lý hút nhiều hắn nhìn nơi ở của mình nơi đây không lớn chỉ có giường lớn và cái bàn nhìn rất đơn sơ nhưng chung quanh có trận pháp huyền diệu dường như có liên lạc với rùa đá ai ta biến thành lính canh ngục rồi thật không ngờ bạch tiểu thuần khoanh chân ngồi xuống hắn ủ rủ không nói gì hai ngày qua không xảy ra chuyện gì từ khi lão tổ bạch gia xuất hiện vô thường công hiện thân không thể sử dụng truyền tống trận, hiện tại hắn biến thành lính canh ngục, mà thôi mà thôi, lính canh ngục thì lính canh ngục a, chuyện quan trọng nhất hiện chính là vấn đề an toàn của ta. Ta phải làm tốt quan hệ với mấy người khác. Sau khi quan hệ tốt, thời điểm có chuyện còn có người giúp ta, mặc dù chẳng biết tại sao cự quỷ vương cứu ta, tạm thời ta được an toàn, chỉ không biết an toàn này duy trì trong bao lâu. Bạch Tiểu Thuần thở dài một hơi vừa nghĩ tới cục diện của mình hôm nay bởi vì thiên nhân hồn cho nên hắn cắn răng lên tinh thần đều do hồng trần lão nữ còn có trần hạ thiên mà thôi mà thôi không thể dùng truyền tống trận như vậy chỉ có tăng tu vi bản thân lên có thể sử dụng biện pháp khác về trường thành hiện tại ta có bốn phân thân thiên nhân hồn chỉ kém thiên nhân hồn kim thuộc tính là có thể thành tựu thiên đạo nguyên anh bạch tiểu thuần xoắn suýt hắn cảm giác mình hiện tại đang đứng trên vách đá hơi không cẩn thận là chết không chỗ chôn hắn không có biện pháp khác không thể dùng truyền tống trận trước mắt trừ khi bước vào thiên đạo nguyên anh bằng không thọ nguyên của hắn đạt tới ngàn năm cũng đi tới cuối cùng không thể thực hiện mộng tưởng trường sinh nếu muốn theo đuổi trường sinh như vậy phải đi lên vác đá cũng là hy vọng trở về nhà bạch tiểu thuần xoắn suýt nhưng cũng chỉ có thể trắng răng kiên trì trên thực tế từ khi tu hành đến bây giờ bạch tiểu thuần ở linh khê tông nghịch hà tông hay tinh không đạo cực tông, cho dù là ở trường thành đều thuận lợi, cho đến khi đi tán cung và đến mang hoang, hắn mới chính thức cảm nhận cái gì là từng bước nguy cơ, tùy thời mất mạng, chỉ cần tìm thiên nhân hồn kim thuộc tính, ta không bao giờ dùng mạng nhỏ ra đùa nữa. Bạch Tiểu Thuần buồn rười rượi lúc này hắn khát vọng thiên nhân hồn đến cực hạn, nơi nào có thiên nhân hồn đây? Hơn nữa phải là kim thuộc tính mới được, bản thân cự quỷ vương là cường giả bán thần, Hắn nhất định có được, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ cẩn thận nhưng không có đầu mối, ta hiểu rõ thành cự quỷ không nhiều, mặc dù có một chút và không bao gồm nhiều mặt, cho dù là thiên nhân hồn hay vì sao cự quỷ vương cứu ta, tất cả đều thiếu tin tức. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần lóe sáng, hắn tầm ngọc giảng truyền âm cho Chu Nhất Tinh cùng Lý Phong, một phương diện bảo bọn họ không nên chờ tại nơi đó, trở lại thành cự quỷ, một phương diện khác hỏi Lý Phong về tình hình trong thành cự quỷ, rất nhanh bạch tiểu thuần cũng biết tin tức từ chỗ lý phong nhìn ngọc giảng bạch tiểu thuần mở to mắt nội tâm rung động hơn rất nhiều năm đại thiên nhân tồn tại mạnh nhất thành cự quỷ là cường giả thiên vương bán thần dưới thiên vương có năm công mười hầu năm công đều là thiên nhân mười hầu phần lớn đều có tu vi nửa bước thiên nhân năm thiên nhân trong đó có ba người là lão tổ ba đại gia tộc hai người kia là vô thường công còn người còn lại là âm minh công về phần 10 hầu nắm giữ 10 đại quân đoàn của thành cự quỷ, những người này xem như đại nhân vật trong thành cự quỷ. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần cũng từ chỗ Lý Phong biết tin tức quan hệ giữa lão tổ ba đại gia tộc và cự quỷ vương. Nhìn thì rất hài hòa nhưng trên thực tế là ba đại gia tộc ôm lấy nhau. Cho dù như thế, cự quỷ vương là cường giả bán thần, hắn tác một cái cũng chụp chết ba thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, cảm thấy việc này có vấn đề, có chút chuyện Lý Phong không biết chẳng qua những gì hắn biết chỉ là nghe đồn mà thôi, như vậy xem ra, Sở Dĩ Cự Quỷ Vương cứu ta là vì thăm dò Bạch gia. Nhưng nói không thông, hắn là bán thần đấy, Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một lát, hai mắt tỏa sáng, hắn lại do dự, chuyện này có chút phức tạp, tin tức của Bạch Tiểu Thuần quá ít, khó có thể phán đoán, hắn cảm giác sau khi ba đại gia tộc liên thủ, có một ít đòn sát thủ hoặc đạt được cân bằng nào đó với Cự Quỷ Vương bản thân cự quỷ vương không muốn thấy cân bằng này xuất hiện. Suy đoán của ta có lẽ đúng 8 phần 10, tiếp tục phân tích, chỉ cần cự quỷ vương không muốn bị sự cân bằng này cản tay, ta sẽ sẽ an toàn, tối thiểu nó đúng trong thành cự quỷ. Phải nhanh chóng nghĩ biện pháp tìm thiên nhân kim hồn, trước khi nguy hiểm tới tìm tìm cho ra thiên nhân hồn sau đó bỏ chạy. Bạch tiểu thuần ủ rũ, hắn cảm giác mạng nhỏ nguy hiểm, hít sâu một hơi, hắn hạ quyết tâm sau đó ngồi xuống thôi diễn biện pháp điều chế hỏa diễm 13 màu. Phương pháp luyện chế hỏa diễm 13 màu khó hơn 12 màu không nói, nó còn có yêu cầu linh thức. Trước khi Bạch Tiểu Thuần không đạt được thiên nhân hồn của Bạch Gia thì không làm được. Hiện tại đã có bốn phân thân, linh thức của Bạch Tiểu Thuần cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Hắn có nắm chắc thông hiểu bút ký của Bạch Hạo, hắn có thể luyện ra hỏa diễm 13 màu, có khả năng thôi diễn ra cách điều chế hỏa diễm 14 màu trong quá trình cảm ngộ và thôi diễn đêm nay không có gì xảy ra bạch tiểu thuần vượt qua đêm đầu tiên trong ma lao mặc dù trong ma lao không nhìn thấy nhật nguyệt và thế giới bên ngoài trận pháp nơi này có thể huyển hóa ra ban ngày ban đêm từ màu đen kịp biến thành sáng chói mắt bạch tiểu thuần vẫn chìm trong quá trình thôi diễn cho đến khi đêm tối hàn lâm đây đã là đêm thứ ba trong ba ngày không ai quấy rầy bạch tiểu thuần vẫn đắm chìm trong lĩnh ngộ sáng sớm ngày thứ tư vào thời điểm trời sáng, Bạch Tiểu Thuần mở mắt nhìn ra bên ngoài, không bao lâu liền có âm thanh vọng vào. Bạch Hạo, hôm nay là phiên đội thứ 9 chúng ta đi Thuần, đi thôi. Đội trưởng đội thứ 9 lên tiếng, giọng nói trầm thấp truyền vào bên trong. Đây là lần đầu tiên ngươi đi tới lao tù, ngươi nên đi theo ta xem đám trọng phạm cứng đầu nơi đây. Trọng phạm, Bạch Tiểu Thuần đứng dậy, hắn đi ra cửa phòng, thấy đội trưởng đội thứ 9 đứng ở cửa mỉm cười nhìn mình. Đội trưởng, tại sao ngươi đích thân tới đây, nếu ngươi có chuyện gì cứ gọi một câu là được. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến bản thân phải làm tốt quan hệ với mọi người, việc này với hắn mà nói quá đơn giản, hắn không có chút tự ngạo vì bản thân là kim đan đại viên mãn có bốn phân thân thiên nhân hồn, cũng không mang theo ý cao cao tại thượng khi chém giết Nguyên Anh, hắn chỉ là tiểu nhân vật hết sức bình thường, hắn cười rất hòa ái dễ gần, lúc tiến lên còn ôm quyền cúi đầu với đội trưởng, đối với vị đội trưởng trước mặt, bạch tiểu thuần cảm nhận rất tốt lúc cúi đầu cũng mang theo thành ý đội trưởng thứ chín sững sờ trên thực tế hắn đến đây cũng là việc bất đắc dĩ chuyện tuần tra là quy định của ma lao nhất định phải bắt mọi người cùng tham gia sau khi bạch tiểu thuần biết mà không đến chính là nguyên nhân của bạch tiểu thuần hắn thân là đội trưởng nhưng không báo cho bạch tiểu thuần biết truy xét ra là trách nhiệm của hắn những người khác không muốn tiếp xúc với bạch tiểu thuần vừa nghĩ tới những lời đồn về bạch hạo thì đau đầu chỉ có thể tự mình đến, hắn chỉ muốn bày tỏ ý mình mà thôi, nếu như Bạch Tiểu Thuần không đến thì chẳng quan hệ với hắn. Hắn không ngờ gia hỏa này lời đồn lòng dạ độc ác, rất nhiều đồng tộc sau khi phản bội gia tộc còn trói phụ thân của mình lại khách khí với hắn như vậy. "Không sao, ngươi là lính canh ngục của đội chính, nếu đã tới, ta truyền tin cho ngươi cũng đáng. Bạch Hạo, chuyện trong Ma Lao chúng ta là tuyệt mật với người ngoài, trong khu vực nhà giam chỉ có hai loại người." một loại là phạm nhân, một loại chính là giám ngục như chúng ta. Đội trưởng thứ chín cười hắc hắc, cảm giác của hắn về Bạch Tiểu Thuần không tốt hơn nhưng vẫn nở nụ cười, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể giới thiệu một ít. Đội trưởng, những tù phạm kia có tu vi gì? Bạch Tiểu Thuần đi theo sau lưng đội trưởng, vừa đi vừa hỏi, mặc kệ tu vi gì, đi vào ma lao chúng ta, cho dù là rồng cũng phải cùng mình. Đội trưởng cười ngạo nghễ, mang theo Bạch Tiểu Thuần đi về hướng màn sáng. Bạch Tiểu Thuần hiếu kỳ quá nặng, hắn cảm giác cả đời mình trải qua quá nhiều việc, chỉ là chưa từng tới ngục giam mà thôi, trước mắt hắn muốn tìm hiểu Ma Lao Thanh danh hiển hách trong thành Cự Quỷ, lúc đi tới bên cạnh màn sáng, hồn tu của đội chính đã tới đủ, có một ít còn lộ ra sắc mặt không kiên nhẫn, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần mang theo thần thái không vui, "Chư vị huynh đệ, ta vừa tới nơi này nên không hiểu nhiều, làm mọi người chờ ta tại đây, ta chân thành xin lỗi." Bạch Tiểu Thuần vừa tới đã nhìn ra manh mối, nghĩ đến sau này mình phải ở nơi đây không biết bao lâu, vì vậy tranh thủ tiến lên, Bạch Hạo có dung mạo thanh tú cộng thêm lời nói xin lỗi chân thành, một ít không vui của những người đang đứng chờ cũng biến mất, dù sao trừ danh khí của Bạch Hạo ra, ai cũng biết hắn là kẻ ngao độc, mà người như vậy có thể mở miệng giải thích, vả lại ngôn từ khách khí mà lõi đời, đám lính canh ngục vô cùng kinh ngạc, không dễ nói thêm lời nào, Bạch Tiểu Thuần vẫn tươi cười với bọn họ, cho dù muốn giận cũng không được, nhất là Bạch Tiểu Thuần rất chủ động đứng sau mọi người, bộ dáng người đứng trước chính là đại ca, nội tâm mọi người nơi đây cảm thấy là lạ, không bao lâu những lạnh lùng với Bạch Tiểu Thuần cũng giảm bớt, vẫn có một thanh niên mặt dài thần sắc âm trầm hừ lạnh một tiếng, hắn có địa vị cao trong tiểu đội thứ 9, sau khi hừ lạnh, những lính canh khác cũng không nhìn Bạch Tiểu Thuần nữa, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mất hứng. Hắn cảm giác mình tuyệt đối không nên đắc tội người này, mọi người đủ rồi, chúng ta tiến vào ma lao. Đội trưởng giả vờ không nhìn thấy, hắn khoát tay áo cầm lệnh bài gắn vào màn sáng, màn sáng đổ tung xuất hiện một khe hở, đội trưởng bước vào bên trong, những người khác cũng đều lần lượt đi vào, Bạch Tiểu Thuần đi cuối cùng, hắn mang theo hiếu kỳ tiến vào khe hở màn sáng, cảm giác giống như truyền tống xuất hiện, dường như cả thiên địa đang chèn ép bản thân, làm người ta cảm thấy không thoải mái cũng may cảm giác này không có tiếp tục quá lâu đã biến mất hình ảnh trước mặt bạch tiểu thuần trở nên rõ ràng hắn lập tức nhìn thấy thế giới kỳ lạ nơi này không có trời và đất chỉ có hư vô đen kịt mà thôi trong hư vô còn có dây xích bạch cốt những dây xích rủ xuống không nhìn thấy đầu cuối ở đâu nó giống như sinh trưởng trong hư không vô tận phía cuối sợi dây xích là đầu lâu to lớn những đầu lâu này lớn mấy trượng nhìn chúng rất dữ tợn nhìn thấy trong hư vô nơi này có mấy vạn cái đầu lâu như vậy vị trí xếp đặt cũng có quy tắc mặc dù rất nhiều nhưng nếu nhìn kỹ sẽ tổ hợp thành đại trận vả lại khoảng cách giữa chúng không gần nhau những đầu lâu chính là nhà tù màu sắc của chúng không phải màu trắng màu sắc đang biến hóa mỗi một lần biến hóa liền có thần thông đặc thù tác dụng lên đầu lâu ngay sau đó là từng tiếng kêu thê lương thảm thiết đều là đám phạm nhân gào thét phạm nhân đều bị giam trong đầu lâu quần áo bọn chúng tả tơi một ít không có quần áo trong đó nữ có nam có bên trong cũng có không ít thổ dân thân thể cao lớn bị ép vào trong đầu lâu lớn mấy trượng cho nên kêu thảm thiết không nhỏ cũng có không ít là hồn tu càng có một ít là luyện hồn sư những người này có đạm mạc có tiều tụy có thể không quan tâm bạch tiểu thuần nhìn bọn chúng trên người chúng đều mang theo hung tàn toàn bộ hư vô trừ đầu lâu với phạm nhân ra cũng có không ít hồn tu mặt trường bào màu xám, trên người bọn họ đều có xiềng xích, hiển nhiên cũng là phạm nhân nhưng không giam trong ngục giam, trên đường đám bạch tiểu thuần đi tới thỉnh thoảng còn quát đám phạm nhân, những người này có không ít thiếu nữ, thậm chí một ít có tư sắc rất đẹp, sau khi nhìn thấy đội thứ chín xuất hiện, thân thể những hồn tu áo xám run rẩy, không chờ bọn họ tới gần, đám phạm nhân không ngừng quỳ lạy, trong thần sắc còn mang theo a du nịnh nọt, biểu lộ lấy lòng những nữ tử có tư sắc cũng quỳ lạy tận lực để lộ bộ ngực trắng bóng không cần xoay người cũng nhìn thấy bạch tiểu thuần nhìn thấy cũng sửng sốt không ít hắn ngạc nhiên không rõ xảy ra chuyện gì tốt rồi lúc này tuần tra ba ngày ba canh giờ đầu cứ dựa theo quy củ cũ mọi người cứ tìm thú vui đi không nên có ai chọc ra cái sọc gì lớn đấy đội trưởng đội thứ chín nói với các lính canh ngục ba canh giờ sau đều tụ tập trước ma lao của chu lão ma nhìn xem lần này có thể cậy miệng của hắn hay không. Đội trưởng vừa nói xong, lính canh ngục bên cạnh Bạch Tiểu Thuần liền cười lạnh sau đó tản ra. Những người này tản ra, trong mắt Bạch Tiểu Thuần mở to, hắn nhìn những phạm nhân áo xám túng tụng tới gần đám lính canh bóp vai bóp chân, có cúi đầu không lưng nói gì đó. Hầu như bên cạnh lính canh ngục có không ít kẻ a du nịnh nọt, những người này là hiệp quản ma lao, bọn chúng không phạm chuyện gì lớn, vả lại có tính cách ôn hòa, chúng sống chết thế nào đều bằng ý niệm của chúng ta. Dường như nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đang ngẩn người, đội trưởng thấp giọng cười nói, trong những đầu lâu kia đều là trọng phạm, ví dụ như lão nhân này, năm đó chọc gận vương gia nên bị nhốt nơi đây, hôm nay đã hơn 200 năm, bởi vì không có bí mật gì cho nên không ai quan tâm tới hắn, hắn cứ tự sinh tự diệt tại đây thôi. Đội trưởng thứ 9 chỉ vào đầu lâu cách đó không xa, trong phòng giam có một lão giả, trên mặt lão giả có cái bớt đỏ nhìn rất dữ tợn hắn đang nhắm mắt dường như không quan tâm mọi việc bên ngoài được rồi chính ngươi đi tìm vui đi ở chỗ này lính canh ngục chúng ta không khác gì thần linh quyết định sinh tử của bọn chúng quyết định hoàn cảnh sinh hoạt tốt xấu vì vậy chỉ cần không phải đặc biệt quá phận bọn chúng sẽ thỏa mãn yêu cầu của chúng ta đội trưởng giới thiệu sơ lược một phen phất tay nói ra cũng có thể thỏa mãn bạch tiểu thuần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thậm chí đầu óc hắn rung động ma lao khác xa suy nghĩ trong đầu hắn nhất là sau khi nhìn thấy thanh niên mặt dài có thành kiến với mình được bảy tám nữ từ xinh đẹp lẳng lơ vây quanh bạch tiểu thuần trố mắt nhìn đội trưởng bọn chúng muốn làm gì thế bạch tiểu thuần nhìn sang hắn liếm bờ môi khô khốc trái tim bất tranh khí đập loạn bảy tám nữ phạm nhân có một ít người dung mạo không tồi bạch tiểu thuần nhìn thấy thích không nên nhìn cũng đừng nhìn mặc kệ người nào đó hồ đồ, đội trưởng lên tiếng, "Đúng rồi, nhớ kỹ không nên trêu chọc những gia hỏa bị giam giữ trong phòng giam, bất cứ kẻ nào trong đó đều là thế hệ cùng hung cực ác, đã từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một ít tên bị phong ấn tu vi nhưng có thể cắn tai của lính canh ngục." Đội trưởng dặn dò vài câu, lúc này hắn cũng đi tìm niềm vui của mình. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, hắn coi như được mở rộng tầm mắt lúc này có không ít phạm nhân áo xám sớm nhìn sang bạch tiểu thuần nhìn hắn lạ mắt đoán ra hắn là lính canh ngục mới tới vì vậy lập tức đi lên bái kiến bái kiến đại nhân đại nhân có cái gì cần có thể nói với chúng ta đại nhân tuổi còn trẻ đã trở thành lính canh ngục ma lao tiền đồ vô lượng nhân trung chi long lúc mọi người a du nịnh nọt bạch tiểu thuần nhìn thấy mấy nữ tử dáng người không tệ hai mắt như ngậm mật hắn lập tức vươn tay ôm lấy làm những việc này Trái tim Bạch Tiểu Thuần đập nhanh, hắn có cảm giác chỉ cần mình vương ngón tay thì những nữ tu sẽ biến thành con mèo nhỏ, con bà nó, ta thật tà ác. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, hắn cảm thấy nơi này không hợp với mình, vì vậy hắn bỏ qua mọi người nịnh nọt, hưởng thụ những nữ tử banh ngôn yến ngữ, đáy lòng vui nhưng lại buồn rầu. Không nghĩ tới ma lao lại như vậy, Bạch Tiểu Thuần ta đơn thuần như thế, làm sao tiếp tục lăn lộn nữa đây? bạch tiểu thuần phát sầu khi bị những phạm nhân áo xám vây quanh xem như hắn hiểu ma lao là thế nào cũng chẳng có gì bạch tiểu thuần ta là người trong sạch tuyệt đối không làm chuyện buông thả ba canh giờ về sau bạch tiểu thuần cảm thấy mỹ mãn tiêu sái trong ma lao hắn cười ha ha khi được đám phạm nhân áo xám chỉ dẫn hắn đi tới nơi đội trưởng yêu cầu tập hợp hắn đến đây đội trưởng và bảy tám người đều tới cả đám tinh lực dồi dào hơn nữa đang thấp giọng nói với nhau khi cười nói còn có thanh niên mặt dài, lúc hắn đang cười nói nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đã tới liền lộ ra vẻ mặt không thích, xem thường hắn là kẻ phản bội Bạch gia, còn không thích việc hắn trói phụ thân, giết chết tộc nhân, hắn cho rằng Bạch Tiểu Thuần không xứng tiến vào Ma Lao, vả lại giao tình giữa hắn với Bạch Tề không tệ, cho nên hắn càng phản cảm Bạch Tiểu Thuần, các lính canh khác cũng thế, đều giả vờ không nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần đứng ở một bên, hắn lúng túng nhưng càng tức giận gia hỏa này có ý gì khi dễ ta bạch tiểu thuần cân nhắc tu vi của song phương thanh niên mặt dài cũng đang nhìn bạch tiểu thuần mắt thấy hai người sắp bộc phát mâu thuẫn đội trưởng lập tức đứng ra hắn đứng giữa hai người sau đó chỉ vào cái mục giam đầu lâu được rồi nên làm chính sự bạch hạo thấy không đây chính là chu lão ma thanh niên mặt dài thu hồi ánh mắt hừ lạnh một tiếng bạch tiểu thuần áp chế tức giận nhìn sang đội trưởng đầu lâu bị đội trưởng lớn hơn một trượng Bên trong có đại hán đang ngồi, thân thể chỉ cao nửa trượng, cho dù đứng lên không bằng thổ dân nhưng cũng tính là khôi ngô. Trong mắt hắn sinh ra hồng quang, khóe miệng còn nở nụ cười dữ tợn, nhất là ánh mắt mang theo tham lam khi nhìn các lính canh, tham lam giống như người đói khác nhìn thấy thịt. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy liền biết đại hán này thích ăn thịt người, nhất là cảm giác sát khí bao phủ toàn thân đối phương, cho dù bị phong ấn tu vi nhưng vô cùng kinh người, Nhìn qua là thế hệ giết người như ngoé, đây là Chu lão ma, gia hỏa này giết người như ngoé không có gì, hết lần này tới lần khác hắn thích ăn sống hài tử, trong thời gian trăm năm, không biết hắn đã ăn bao nhiêu hài tử, hết lần này tới lần khác người này có quan hệ sâu đậm với thái gia trong ba đại gia tộc, không biết dùng biện pháp gì lại tránh được tử tội. Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó liền cau mày, hắn không phải người ai nói gì cũng tin tưởng, hắn còn phán đoán trạng thái của Chu lão ma hắn cảm thấy đội trưởng nói tuy có phần khoa trương nhưng nhất định phù hợp một bộ phận sự thật, cả đời còn lại của hắn phải thừa nhận tra tấn tại nơi này. Đội trưởng lạnh lùng lên tiếng, lính canh ngục của đội chính lần lượt quay về, lúc này đã đông đủ người, bắt đầu đi, lúc này là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Đội trưởng hất tay áo lên, lập tức những lính canh ngục khác sắc mặt âm trầm đi tới trước đầu lâu giam chu lão ma, nhìn thấy mọi người tới đây, bây giờ lão ma cười dữ tận hơn trước, trong mắt có hào quang màu đỏ lóe sáng, vào lúc mọi người vừa tới gần, hắn đứng lên sau đó đi tới song sắt sau đó trống to, tiếng trống làm mọi người dừng bước, một đám phế vật, Chu Vân Long ta hoành hành ở bên ngoài, ăn thịt đám người như các ngươi không biết bao nhiêu mà kể, tâm miệng, lúc này có lính canh ngục tiến lên bấm niệm pháp quyết điểm vào đầu lâu, màu sắc của đầu lâu không ngừng biến hóa, trong đó có hình ảnh ti chớp xuất hiện, tiếng đổ mạnh vang lên, toàn thân lão ma run rẩy, nói: bảo tàng ở địa phương nào. Nói ra chúng ta cũng không tra tấn ngươi, ngươi không nói thì đứng trách chúng ta không khách khí. Chu tiền bối, ngươi cần gì phải như thế, đến nơi này cũng không ra được, những vật ngoài thân có ích lợi gì, không bằng nói ra mua bình an. Như vậy ngươi có thể vượt qua quãng đời còn lại trong nơi này thật tốt. Đám lính canh ngục đội chính hung thần ác sát, không ngừng sử dụng các loại thủ đoạn, có uy hiếp, có dụ dỗ, vừa đấm vừa xoa, yêu cầu bảo tàng gì đó, thậm chí đội trưởng bấm niệm pháp quyết ra tấn ép hỏi liên tục, chẳng qua người đội chính làm cái gì, chu lão ma kêu thê lương thảm thiết nhưng sắc mặt dữ tợn không giảm đi chút nào, ngược lại càng rỡ đứng lên, không nói đúng không, ta đến ép hỏi hắn, thanh niên mặt dài cười lạnh, hắn tiến lên đứng trước cửa tù, hắn vừa đi ra, các lính canh khác hưng phấn không nhỏ, Triệu Phong là tiên thủ của đội chính, hắn xuất thủ nhất định có thể cậy miệng lão ma, không sai, lần này tám tiểu đội trước không thành công nói không chừng triệu phong có thể làm những người khác phấn khởi ngay cả đội trưởng cũng chờ mong bạch tiểu thuần nhìn tất cả hắn không hiểu tiên thủ trong miệng những người này là gì cũng mơ hồ cảm thấy sở dĩ mặt dài có địa vị cao như thế có lẽ chính là quan hệ với xưng hô tiên thủ gì đó vì vậy cũng lưu ý nhìn sang nhìn thấy mặt dài đi tới bên cạnh nhà tù Hai tay bấm niệm pháp quyết sau đó từng cây châm màu đen xuất hiện đâm thẳng vào người Chu lão ma, chui vào trong cơ thể, toàn thân Chu lão ma run rẩy, hắn kêu thảm thiết và gào rú liên tục, hắn gào thét nhưng ánh mắt đỏ rực như máu thần thái bướng bỉnh không biến mất chút nào, thậm chí gào từ dừng lại và thay thế bằng tiếng cười lớn. Đây là thủ đoạn của ngươi sao? Lão phu từng nếm thử thủ đoạn của mấy tiên thủ khác rồi, mùi vị cũng không tệ lắm, không biết mùi vị của ngươi thế nào? thanh niên mặt dài nhìn thấy lão ma như thế hắn tức giận không nhỏ không ngừng bấm niệm pháp quyết ra tay độc ác cho dù hắn dùng thủ đoạn thế nào chu lão ma cuối cùng vẫn cười dài đám lính canh khác cũng tức giận nhao nhao tiến lên trợ giúp bạch tiểu thuần đứng bên ngoài nhìn tất cả hắn ngây người nhìn đội chính không ngừng ép hỏi và giày vò đối phương qua một ngày chu lão ma thở hồng hộc những người khác tiêu hoa không ít tinh lực nhưng không thể cậy miệng hỏi chu lão ma bảo tàng ở nơi nào Chết tiệt, gia hỏa này quá kín miệng, mọi người lui trở về, từng người bất đắc dĩ, ánh mắt mọi người đỏ trực nhìn Chu lão ma, hận không thể tiến vào cậy đầu Chu lão ma tìm đáp án, nhất là thanh niên mặt dài càng nghiến răng nghiến lợi, vào lúc lão ma bị bắt tới đây, trên thân hắn trống rỗng, hắn nhất định giấu tài bảo cả đời của hắn vào nơi nào đó, người này đã từng là nguyên anh đại viên mãn, nửa bước thiên nhân, tung hoành 60 năm, hắn diệt tộc không dưới 20 nơi bảo tàng của hắn không ít, nhìn các đồng liêu bất đắc dĩ và không cam lòng, Bạch Tiểu Thuần do dự một lát sau đó lên tiếng hỏi một câu. Chúng ta, chúng ta có thể sư hồn mà, mọi người cười rộ lên, nhất là thanh niên mặt dài cười trêu tức và xem thường, nhìn Bạch Tiểu Thuần giống kẻ đần, đối với ít người, sư hồn hoàn toàn chính xác là có thể, phàm là người có tu vi cao, bọn họ dung hợp hồn và thân thể, có quá nhiều thủ đoạn phòng ngừa sư hồn, cho nên có cưỡng ép sư hồn cũng không có hiệu quả lớn. Đội trưởng lắc đầu, giải thích một câu, thời gian của chúng ta còn lại không tới hai ngày, nếu hai ngày này còn không lấy được bảo tàng, như vậy sẽ đổi thành đội thứ 10 ép hỏi. Nói qua xong hắn giải thích với Bạch Tiểu Thuần, phạm nhân nơi này không phải tiểu nhân vật, trên người có không ít bí mật, tài phú cũng như thế, dựa theo quy củ ma lao chúng ta, tiểu đội nào hỏi ra, tiểu đội đó có thể tìm kiếm, dù vậy phải nộp lên một nửa, còn lại sẽ chia cho chúng ta bạch tiểu thuần nghe đến đó liền bừng tỉnh đại ngộ sau đó thấy mọi người nghỉ ngơi lại thay đổi phương pháp ép hỏi vào ngày thứ ba nhưng không ai có thể cậy miệng chu lão ma mọi người thở dài định buông tha mà thôi mà thôi xem ra bảo tàng lão ma không thuộc về đội chính chúng ta rồi đội trưởng cười khổ hắn đang muốn dẫn đám người bạch tiểu thuần quay về đám lính canh ủ rủ nhìn về phía chu lão ma với ánh mắt bất thiện chu lão ma phun ra một ngụm nước bọt đẫm máu hắn cười ha hả trong ngục giam ánh mắt nhìn vào người đội chính giống như đang nhìn con mồi cần ăn thịt đã sớm nghe nói người ma lao tàn nhẫn không có người không thể cậy miệng nhưng những ngày qua cũng chỉ đến thế là cùng lời này làm đội chính cảm thấy biệt khuất chúng ta đi đội trưởng nghiến răng hắn gầm lên dẫn người rời đi đúng lúc này bạch tiểu thuần do do dự dự lên tiếng đội trưởng nếu không ta thử một chút ta cảm thấy ta có chút tâm đắc vào đạo này. Bạch Tiểu Thuần nhìn sang, thực tế hắn đã sớm kích động từ một ngày trước. Ngươi, thanh niên mặt dài triệu phong cười lạnh, hắn là tiên thủ nhưng không thể cậy mở chu lão ma miệng, vả lại nghe nói tám tiên thủ trước cũng thất bại. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần không biết tự lượng sức mình thì càng xem thường, vì vậy hắn không che giấu tâm tính của mình, trong mắt mang theo kinh thường và chán ghét như muốn mang mang biệt khuất từ chỗ chu lão ma dời lên người Bạch Tiểu Thuần lính canh ngục khác cũng cao mày, tuy biết Bạch Hạo lòng dạ độc ác nhưng chuyện giết người và dụng hình là hai chuyện khác nhau, đây là phạm trù khống chế nhân tâm, tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường có thể làm được, nhưng Bạch Hạo lại nói bản thân có nắm chắc, mọi người cảm thấy không tin, ngay cả tiên thủ Triệu Phong cũng không thể cậy miệng chu lão ma, Bạch Hạo không biết lượng sức mình, phải biết rằng tra hỏi là một môn học vấn, không phải A miêu A cẩu nào cũng có thể làm được. Mặc dù ngươi bên ngoài có chút hung danh nhưng trong ma lao có người nào không phải hung danh hiển hắc. Lúc này một ít lính canh ngục không vui nhìn Bạch Tiểu Thuần, bọn họ nghĩ hắn gian mạnh miệng. Mặc dù hắn không có nắm chắc quá lớn nhưng cũng là nắm chắc. Đội trưởng cũng nhíu mày nhìn Bạch Tiểu Thuần, dù sao Bạch Tiểu Thuần cũng là lính canh của đội chính. Cho hắn thử một chút để biết khó khăn, về sau sẽ không nói khoát như vậy. Hắn khoát tay và lên tiếng, được rồi, Bạch Hạo, ngươi đã muốn thử một chút thì đi đi bạch tiểu thuần nghe vậy liền hất cầm lên chắp tay sau lưng đi về phía chu lão ma đám lính canh ngục sau lưng hắn cũng dùng ánh mắt chế giễu nhìn sang trong đầu nhìn thấy cảnh bạch tiểu thuần thất bại quay về bạch hạo trong truyền thuyết vô cùng tàn nhẫn hiện tại không rõ vì sao hắn có thể tự tin như vậy nghe đồn bạch hạo am hiểu ẩn nhẫn tại sao ta không nhìn ra hắn ẩn nhẫn cỡ nào hừ triệu phong ta không thể hỏi ra ngươi làm sao hỏi ra chứ triệu phong càng kinh miệt hắn khoanh tay nhìn bạch tiểu thuần người nơi đây không tin bạch tiểu thuần có thể thành công bạch tiểu thuần nhích tới gần nhà tù chu lão ma ngẩng đầu nhìn sang bạch tiểu thuần hắn lộ ra hàm răng vàng trong mắt xuất hiện hào quang tham lam làn da trắng trẻo nhìn rất non mềm lão phu thích ăn nhất ba loại thịt là trẻ mới sinh nữ nhân xinh đẹp và nam nhân còn non bé con ngươi phù hợp với tiêu chuẩn thứ ba chu lão ma cười như điên nhìn thấy ngươi Lão phu cũng nhớ tới từng ăn thịt một hồn tu vào 10 năm trước, hắn không khác gì ngươi, đều là trắng trẻo non mềm, bị lão phu hành hạ làm nhục sau đó cắn từng khối thịt trên người hắn, mùi vị này chính là mỹ vị nhân gian. Nói xong, Chu lão ma còn liếm lên bờ môi, ánh mắt mang theo thần thái hưởng thụ, phối hợp với bộ dạng lão ma, dường như hóa thành cơn gió lạnh thổi qua người đội viên đội chính, sắc mặt cả đám âm trầm, nội tâm mọi người run rẩy, Chu lão ma cười quanh quẩn. Bạch Tiểu Thuần hít sâu vài hơi bình phục tâm tình, nội tâm rung lên, trong đầu tưởng tượng hình ảnh kia, cảm thấy lão ma hiện tại vô cùng hung tàn, bước chân rụt rịch, bắt đầu lão phu ăn từng miếng, ăn tươi thân thể hồn tu trắng trẻo kia, sau đó ăn cái mũi, ăn con mắt, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần do dự, chu lão ma như tìm được niềm vui, tiếng cười càng lớn, thậm chí hắn còn đứng lên, nghe những miêu tả của lão ma, nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động mãnh liệt, cảm thấy lão ma hiện tại chính là quái vật, suy nghĩ chuyện ép hỏi không thích hợp với bản thân, đang nghĩ ngợi có nên buông tha hay không, dường như chu lão ma nhìn ra suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần, thân thể như bộ xương lao tới song sắt, hắn hét lớn với Bạch Tiểu Thuần một tiếng, mặc dù tiếng trống như sấm sét lúc trước chu lão ma còn miêu tả đáng sợ, đột nhiên hắn gào lớn có tính uy hiếp nhất định, Bạch Tiểu Thuần cũng bị hoảng sợ, Tiểu Hoa Nhi, sợ choáng váng đi, đến đến đến, để lão phu nếm thử ngươi một chút chu lão ma cười như điên dường như trêu đùa hí lộng tiểu oa nhi như thế trở thành niềm vui duy nhất của hắn trong ma lao bạch tiểu thuần căm tức hắn cảm giác mình thân là kim đan đại viên mãn nhưng bị lão đầu hù dọa hắn thẹn quá hóa giận và ngẩng đầu nhìn lên lão đầu nhi đây là ngươi tự tìm đội trưởng ngươi có thể mở cửa tù ra hay không sắc mặt bạch tiểu thuần nghiêm túc nhìn sang đội trưởng đội trưởng do dự một chút tay phải bấm niệm pháp quyết điểm vào đầu lâu giam giữ lão ma, trong giây lát xuất hiện một khe hở, không đợi chu lão ma lao ra, Bạch Tiểu Thuần đã cất bước đi vào trong phòng giam, trong chớp mắt hắn đi vào, Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải và phất mạnh một cái, một đám sương mù màu đen bao phủ đầu lâu vào bên trong, người ngoài không nhìn rõ tình huống bên trong, hắn muốn làm gì, lại che dậy tầm mắt của chúng ta, người đội chính đứng kinh ngạc bên ngoài đầu lâu, muốn tới gần nhìn chầm chầm vào ngục giam cố làm ra vẻ huyền bí, Triệu Phong cười lạnh, cùng lúc đó trong phòng giam, Chu lão ma nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đi vào bên trong thì sững sờ, hắn liếm môi nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, hàm răng màu vàng còn chảy nước miếng, không nghĩ tới tiểu oa nhi ngươi còn chút đảm lương, không phải nhìn thấy tu vi ta bị phong ấn hay sao, đảm lượng của ngươi không nhỏ, chỉ cần ngươi cho ta ăn cánh tay của ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết một chút manh mối bảo tàng của ta, thế nào? Một cánh tay, một chút manh mối, nếu để lão phu ăn tươi tứ chi của ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết bốn manh mối. Chu lão ma cười ha hả, dù tu vi bị phong ấn, hắn vẫn bất tuân như cũ, căn bản không đặt bạch tiểu thuần vào mắt. Hắn biết rõ những người này không thể giết, nhiều nhất chỉ nghiêm hình mà thôi. Ta không muốn biết bảo tàng gì cả. Bạch tiểu thuần trừng mắt, hắn cảm thấy lão ma đang làm nhục bản thân. Giờ phút này hừ một tiếng, hắn vỗ túi trữ vật một cái, tay hắn xuất hiện viên thuốc đó là phát tình đan nghe bạch tiểu thuần nói thế chu lão ma sững sờ sau khi nhìn thấy viên đan dược hai mắt hắn kinh miệt như cũ hình phạt đan thú vị hy vọng lát nữa ngươi còn cảm thấy thú vị bạch tiểu thuần ngạo nghễ hắn nâng tay phải búng phát tình đan bay đi với tốc độ cực nhanh chu lão ma bị phong ấn tu vi căn bản không thể né tránh cho dù hắn ngậm miệng thì phát tình đang trực tiếp phá vỡ bờ môi và hàm răng bay vào trong cổ, lúc này dược lực hòa tan ngay lập tức, lão ma đầu, đã từng có người thừa nhận cực hình của bạch mổ trong hai canh giờ, đây đã là cực hạn, hy vọng ngươi có thể phá kỷ lục của hắn, kiên trì dài hơn một chút, bạch tiểu thuần hất cầm sau đó lãnh đạm lên tiếng, vào lúc này người trong đội chính không nhìn thấy tình hình bên trong ngục giam, bọn họ chỉ nhìn thấy sương mù đen kịp mà thôi, sương mù nồng đậm, cho dù dùng linh thức đảo qua cũng chỉ nhìn thấy mơ hồ, bạch hạo đang làm gì hắn đang ở cùng trọng phạm, còn dùng sương mù che đậy, hắn có ý đồ gì? Không đúng, thời gian dần qua, đám lính canh ngục châu đầu ghé tai, có người kinh thường, có nhíu mày, ngay cả đội trưởng cũng nghi ngờ, cảm giác mình làm lúc trước có phần lỗ mãn, lúc trước ta đã nói người này, Triệu Phong cười lạnh, hắn khoanh tay trước ngực sau đó khinh miệt nhìn vào trong lồng giam, hắn nói chuyện được một nửa liền nghe tiếng gào thét điên cuồng. Tiếng gào thét từ trong lồng giam bị sương mù che đậy truyền ra. Tâm thần mọi người rung động khi nghe tiếng gầm, đó chính là giọng của Chu lão ma, dường như hắn thừa nhận áp lực tới cực hạn không thể phóng thích, chỉ có thể thông qua gào thét phát tiết. Xảy ra chuyện gì? Mọi người nhìn sang, sắc mặt biến hóa và kinh nghi bất định, âm thanh thật sự cổ quái, lúc trước bọn họ dụng hình với Chu lão ma mấy ngày, mặc dù đối phương kêu la thảm thiết nhưng chưa bao giờ kêu la như thế này. Không chờ mọi người kịp phản ứng, tiếng gầm gừ càng mãnh liệt hơn trước đến cuối cùng gờ như điên cuồng, tiếng gào thét thảm thiết khủng bố vang lên. Ngươi cho ta ăn cái gì? A a a, chết tiệt, chết tiệt, thả ta ra ngoài. Trong tiếng gào thét còn xen lẫn âm thanh kỳ lạ, người bên ngoài nghe thấy liền sơn tóc gáy. Người đội chính trố mắt nhìn sang, phải biết bọn họ tra hỏi nhưng chu lão ma chưa bao giờ cầu im tha thứ bao giờ. Bạch Hạo đã làm gì? Mọi người hít khí lạnh, nội tâm đội trưởng rung động, triệu phong biến sắc liên tục, thậm chí đám phạm nhân áo bào xám đứng cách đó không xa cũng mở to mắt bọn họ bị tiếng gào thét của chu lão ma làm hoảng sợ tiếng gào thét duy trì không được bao lâu vào lúc nội tâm mọi người khôi phục đột nhiên lại bị tiếng kêu thê lương thảm thiết thay thế tiếng kêu thảm thiết ẩn chứa tra tấn không cách nào tưởng tượng nổi đau tận xương cốt ai nghe cũng không đành lòng cho dù người đội chính nghe tiếng kêu thảm thiết quá nhiều cũng biết rõ đây là tiếng kêu tuyệt vọng bọn họ cũng phải sợ hãi đó là cảm giác sống không bằng chết, lông tơ trên người bọn họ dựng đứng, âm thanh này là bị áp lực tới cực hạn nhưng không cách nào bộc phát, do đó hình thành điên cuồng. Trời ạ, à, Bạch Hạo làm thế nào? Có thể làm Chu lão ma phát ra âm thanh như thế, hình pháp đã thành công một nửa, không ai có thể kiên trì trong áp lực như vậy quá lâu. Mọi người rung động không thôi, đội trưởng hít thở dồn dập, Triệu Phong rung nhẹ nhẹ, hắn thân là tiên thủ, biết rõ cảnh giới trong tiên thủ áp lực làm người ta không thể bộc phát là thủ đoạn khó khăn nhất chẳng lẽ hắn cũng là tiên thủ không có khả năng triệu phong đang nghe truyện trên tv audio cv không cam lòng hắn cảm thấy chu lão ma không giống bình thường có lẽ còn kiên trì một thời gian vào lúc này chu lão ma kêu thảm thiết tiếng kêu mang theo điên cuồng mang theo thống khổ không cách nào hình dung thậm chí còn làm phạm nhân trong các ngục giam khác sợ hãi lúc trước xương cốt lão ma rất cứng hiện tại biến thành thế này tiểu oa nhi vừa rồi là ai toàn bộ quá trình kéo dài suốt nửa canh giờ trong lòng giam chỉ còn lại tiếng chu lão ma cầu xin tha thứ ta nói ta nói hết ta cho ngươi biết bảo tàng câm miệng bạch gia gia ta không muốn biết bảo tàng bạch gia ta sai rồi thật sự sai rồi ngươi bỏ qua cho ta đi trong lòng giam có tiếng đối thoại vang lên người bên ngoài trợn mắt há hốc mồm quả thực không thể tin vào lỗ tai của mình nữa lúc này không có người nghị luận, ánh mắt mọi người đều nhìn sang lồng giam, bọn họ không cách nào tưởng tượng chu lão ma thừa nhận ra tấn thế nào mới phát ra tiếng cầu xin thế này. Hết lần này tới lần khác Bạch Hạo lòng dạ độc ác tới mức không quan tâm, dường như đây là niềm vui của Bạch Hạo, không phải vì đáp án, hắn đang hưởng thụ quá trình ép hỏi, cảnh này làm mọi người hải hùng khiếp vía, không rét mà run, nhất là Chu lão ma kêu thảm thiết và cầu xin tha diễn ra suốt nửa nén hương, thời gian dần qua, Giọng nói càng nhỏ yếu, sương mù bao phủ lồng giam biến mất, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, trong mắt mang theo đắc ý bước ra bên ngoài, hắn bước đi tiêu sái hấp dẫn ánh mắt của người bốn phía, lính canh ngục cũng tốt, đám phạm nhân áo xám cũng được, còn có đám trọng phạm các nơi cũng nhìn sang nơi này, quần áo Bạch Tiểu Thuần như thường, nhìn không khác lúc trước, lúc này mọi người đều nhìn vào trong nhà giam, trong nháy mắt nhìn vào lồng giam liền kinh hô thành tiếng, trời ạ, à, hắn hắn là chu lão ma bạch hạo hắn rốt cuộc hắn đã làm gì chu lão ma trong lồng giam thân thể cao lớn của chu lão ma biến thành khô héo giống như được hơ trên lửa thiêu đốt tính mạng và linh hồn của hắn đã đốt cháy một nửa sinh khí đối phương cả người yểu xìu ngồi xổm trong góc toàn thân run rẩy liên tục trên người hắn đầy vết cào thậm chí có rất nhiều nơi nhìn thấy xương trắng và nội tạng điều này nói rõ là chính hắn tự tổn thương chính mình mà ánh mắt của hắn sợ hãi nhìn bóng lưng bạch tiểu thuần sợ hãi khó hình dung thành lời dường như bạch tiểu thuần trong mắt hắn chính là lệ quỷ hung ác nhất thế gian mọi người không ngờ ánh mắt chu lão ma biến thành như vậy bạch tiểu thuần chính là ác mộng của chu lão ma bóng lưng được khắc vĩnh viễn vào tâm thần của hắn mọi người hít khí lạnh khi nhìn thấy cảnh này hoàn toàn tương phản quá lớn với việc bạch tiểu thuần nghênh ngang đi ra chu lão ma kiêu ngạo nửa giờ trước kết quả nửa giờ sau biến thành thế này cho dù là lính canh hay phạm nhân đều dùng ánh mắt ngưng trọng và sợ hãi nhìn Bạch Tiểu Thuần. Trong ánh mắt kính sợ của nhiều người, Bạch Tiểu Thuần vô cùng ngạo nghễ đi tới trước mặt đội trưởng, hắn ném ngọc giảng tới trước mặt đội trưởng, hắn khai rồi. Bạch Tiểu Thuần cảm nhận ánh mắt người chung quanh, nội tâm rất đắc ý, ho nhẹ một tiếng sau đó chắp tay sau lưng, hắn hất cầm lên cao mang theo khí thế cao thâm mạch rắc đi về nơi xa. Đội trưởng ngơ ngác cầm ngọc giảng trong tay, hắn thất thần nhìn bóng lưng bạch tiểu thuần rời đi triệu phong hít thở dồn dập hắn nhìn vào trong ngục giam cẩn thận quan sát chu lão ma run rẩy bên trong trong mắt của hắn như rớt ra ngoài không có dấu vết thi pháp áp lực đè nén không thể bộc phát rõ ràng đã cung khai nhưng trực tiếp cự tuyệt từ đó tạo thành ảo giác tra tấn không ngừng nghĩ lên phạm nhân bản thân hắn lại đắm chìm vào quá trình hưởng thụ khi tra tấn trời ạ à, đây là cảnh giới cao nhất của tiên thủ Bạch Hạo chính là tiên thủ. Không đúng, hắn là người nổi bật trong tiên thủ, hắn là hắc tiên. Triệu Phong ngẩng đầu nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Thuần, trong mắt hắn mang theo kích động và cuồng nhiệt. Mặc dù hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần không vừa mắt, cảnh tượng trước mặt phá vỡ suy nghĩ của hắn. Hắn thân là tiên thủ, hắn càng bội phục thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần tới cực hạn. Ánh mắt cuồng nhiệt không che giấu nổi. Bạch Huynh, chờ ta một chút. Triệu Phong kích động, hắn đi thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần đám lính canh ngục sùng kính nhìn bạch tiểu thuần vừa nghĩ tới bạch tiểu thuần có thể cậy miệng chu lão ma thanh danh của hắn tăng mạnh trong đội chính thậm chí vì bảo tàng thái độ của bọn họ về bạch tiểu thuần cũng nghịch chuyển đội trưởng thở hổn hển hai mắt sáng lên hắn hiểu rõ tiên thủ như vậy có ý vị thế nào với đội chính vì vậy đuổi theo vây quanh bạch tiểu thuần đám phạm nhân áo xám chung quanh cùng đám trọng phạm nhìn lính canh vây quanh bạch tiểu thuần lại nhìn chu lão ma co rút trong lồng giam nội tâm không ngừng khuyên bảo bản thân mình tuyệt đối không đi trêu chọc tiên thủ như vậy. Tiên thủ này là ác mộng với tất cả phạm nhân. Khi Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu ưỡn ngực đi xa, phía sau hắn là đám lính canh ngục và đội trưởng đội chính. Cả đám cuồng nhiệt đuổi theo, túng tụng bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần còn mang theo sùng bái và kính sợ chưa từng có. Trong ma lao này cường giả vi tôn, đây đã là pháp tắc cao nhất. Trong ma lao, ngoại trừ pháp tắc này, còn có một việc chính là phải tôn kính tiên thủ, tiên thủ đại biểu cho tài phú, đại biểu cho địa vị, nhất là trong lao ngục càng như thế, như Triệu Phong, hắn chẳng qua là tiên thủ của đội chính, lúc trước bị những người khác vây quanh, cho dù là đội trưởng cũng khách khí với hắn, về phần tiên thủ của đội khác cũng là như vậy, trong mắt của người khác Bạch Tiểu Thuần thể hiện tiềm chất tiên thủ không tầm thường, ngay cả Triệu Phong cũng tâm phục khẩu phục, đám người khác càng cuồng nhiệt bạch huynh quả nhiên là cao nhân hạc hạc bạch huynh lúc trước chúng ta có chút hiểu lầm nhỏ những thứ này không nói nữa từ nay về sau chúng ta là huynh đệ bạch huynh lực lượng tiên thủ của ngươi đủ kiêu ngạo trong ma lao này đấy huynh đệ đội chính phát tài là nhờ vào bạch huynh về sau mọi người có chỗ tốt đều chia cho nhau tất cả mọi người kích động mở miệng triệu phong bỏ qua tâm thù lúc trước hiện tại hắn sùng bái bạch tiểu thuần thủ đoạn của bạch tiểu thuần càng thần bí thì hắn càng kính sợ bạch tiểu thuần không ngờ mình chỉ cậy miệng chu lão ma lại được nhiều người truy cầu như thế toàn thân hắn bay bổng nội tâm kích thích và cảm khái hắn cảm thấy mình đúng là người ưu tú cho dù đi tới nơi nào bản thân cũng là châu báu không ai có thể che lấp hào quang của mình quá ưu tú ta ưu tú tới mức mình cũng phải phục mình bạch tiểu thuần ho một tiếng tự sướng một phen hắn là người khéo đưa đẩy và giỏi ăn nói lúc này cười nói với mọi người chung quanh, chút việc nhỏ này không xem vào đâu, về sau bạch mổ có, mọi người sẽ có, đội chính là một nhà, chúng ta là huynh đệ. Bạch tiểu thuần vỗ ngực phanh phanh, hắn vô cùng hớn hở ra khỏi lao ngục với mọi người. Cùng ngày đội trưởng an bài lính canh đi ra ngoài, dựa theo khẩu cung của chu lão ma đi tới động phủ của hắn bên ngoài thành cự quỷ. Toàn bộ hành trình đều có pháp thuật ảnh lưu niệm, mang tất cả tài phú của chu lão ma vào trong ma lao. Lúc này đội chính mở hội nghị nhỏ, hơn 10 người tụ tập trong phòng đội trưởng, cả đám phân bảo tàng của Chu lão ma, tiếng cười không ngừng, Bạch Tiểu Thuần được phân nhiều nhất, hắn nhìn lấy đội trưởng đưa một cái hồn tháp cho mình, trong hồn tháp có số lượng oan hồn kinh người, cũng bày ra một ngàn hồn dược trung phẩm, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy cũng sáng mắt, thì ra Chu lão ma giàu có như vậy, nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động, đội trưởng cao hứng lấy một hũ rượu ngon ra ngoài, chư vị, tất cả đều nhờ vào công lao bạch hạo huynh đệ đến 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 chúng ta kính bạch huynh đệ một ly đội trưởng cười nói hắn rót rượu cho mọi người các lính canh khác đứng lên nhao nhao mời rượu bạch tiểu thuần bọn họ được chia của lần này cũng phát tài một phen ánh mắt nhìn bạch tiểu thuần tỏa sáng bởi vì hắn đại biểu cho vô số bảo tàng huynh đệ ta vừa tới ma lao lúc trước không hiểu quy củ có cái gì làm không đến nơi chư vị huynh đệ bỏ qua cho Bạch Tiểu Thuần xoắn tay cầm rượu lên kính mọi người. Bên ngoài có chút đồn đãi với ta, những chuyện này nói tới cũng đáng chát, không đề cập tới cũng được. Tóm lại Bạch Hạo ta đến nơi này, nơi đây liền là nhà của ta, hy vọng chút lực mỏng của ta có thể đánh ra tương lai tốt cho mọi người. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần tự đắc, cảm giác mình nói quá tốt, nói như vậy lần nào cũng đúng, sau đó hắn cầm rượu uống cạn. Đội trưởng thấy thế liền vỗ vai cười nói với Bạch Tiểu Thuần, trước kia mọi người lạnh nhạt với ngươi đó là vì trong đồn đãi ngươi là người lòng dạ độc ác lục thân không nhận xem ra lời đồn không đúng bạch hạo huynh đệ là người của chúng ta có tiềm chất tiên thủ bạch hạo ngươi tới ma lao là đúng rồi cái gì chó má bạch gia về sau ngươi ở đây người bạch gia không dám tìm đâu đội trưởng nói xong người chung quanh cười lớn nhao nhao lên tiếng triệu phong cũng cầm rượu tới trước mặt bạch tiểu thuần hắn cúi đầu thành khẩn Bạch Tiểu Thuần lập tức cảm động, cảm thấy toàn thân nóng hừng hực, nhìn mọi người chung quanh, hắn dứt khoát cởi áo cầm vò rượu lên. Cảm ơn chư vị ca ca, từ nay về sau các ngươi là ca ca của ta rồi. Bạch Huynh, lúc trước là triệu mổ sai rồi, một vò này, ta uống, triệu phong nâng vò rượu lên uống cạn, lại cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần. Tiên thủ đội chính Triệu mổ không mặc mũi nào tiếp tục đảm nhiệm, kính xin Bạch Huynh trở thành tiên thủ đội chính. Triệu Phong nói lời này, những lính canh ngục khác đứng lên thành tầm mời Bạch Tiểu Thuần làm tiên thủ. Đúng vậy, Bạch Hạo huynh đệ, ngươi làm tiên thủ của đội chính đi. Lấy tiềm chất tiên thủ của Bạch Hạo huynh đệ, chắc chắn có thể dương danh ma lao. Ngay cả đội trưởng cũng thành khẩn mời hắn. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần vui vẻ, cảm khái bản thân thật sự được hoan nghênh. Hắn cũng mở miệng hỏi chuyện tiên thủ. Bởi vì phần lớn phạm nhân trong ma lao không thể sưu hồn, vì vậy có nghề tiên thủ, đó là xưng hô của người chuyên môn thẩm vấn trọng phạm, có thể trở thành tiên thủ, từ đó nói rõ người này có thủ đoạn thẩm vấn hơn xa người khác. Trong bốn đại khu ma lao chúng ta có bốn đại tiên thủ, bất kỳ người nào cũng có địa vị cao gần với đội trưởng nhà lao, bọn họ được gọi là hắc tiên, ý tứ chính là tiên thủ tim đen. Dưới bốn hắc tiên, mỗi tiểu đội trong bốn khu đều có tiên thủ của mình, tuy Chu lão ma rất mạnh miệng, hầu như tất cả tiên thủ khu đinh đều thất bại thậm chí cả hắc tiên tiểu đội thứ nhất cũng bại trận nhưng bạch hạo huynh đệ có thể thành công bạch hạo huynh đệ người có tiềm chất hắc tiên đấy triệu phong thở sâu hắn tháng thưởng bạch tiểu thuần bạch tiểu thuần nháy mắt mấy cái hắn không nghĩ tới trong ma lao còn có cách nói như vậy nhất là nghĩ đến chu lão ma mang cho mình nhiều oan hồn như thế bạch tiểu thuần cảm thấy kích động hiện tại ta còn thiếu thiên nhân hồn tu hành dừng lại ta phải bảo đảm cái mạng nhỏ của mình từ cố gắng từ phát bảo kể từ đó luyện hỏa mới là trọng điểm cũng cần số lượng oan hồn thật lớn bạch tiểu thuần nghĩ tới đây liền ho khan hai tiếng nếu như tất cả mọi người nói như vậy cũng được bạch mổ sẽ đảm nhận chức tiên thủ bạch tiểu thuần nói thế mọi người hưng phấn không nhỏ cả đám cầm vò rượu lên càng nhiệt tình mời bạch tiểu thuần thậm chí còn có người đề nghị nên đi trong lao ngục tìm đám trọng phạm cứng miệng không nói tài phú thẩm vấn một phen có bạch huynh đệ ở đây chúng ta sẽ phát đạt bạch huynh đệ trong khu đinh chúng ta tồn tại hơn trăm tên trọng phạm không thể cậy miệng suốt mấy trăm năm không sai hơn trăm tên trọng phạm này trên người bọn chúng đều có bí mật nếu chúng ta có thể cậy miệng của chúng bất kỳ thu hoạch nào cũng không ít hơn chu lão ma có người đề nghị các lính canh khác kích động nhìn sang bạch tiểu thuần ngay cả đội trưởng cũng kích động chờ mong nhìn qua bạch tiểu thuần bạch huynh đệ ta có thể câu thông với đội mười bảo bọn họ nhường lần tuần tra này cho chúng ta, nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của mọi người, tinh thần Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn, đột nhiên bản thân thấy mình trở nên trọng yếu, nội tâm của hắn rất thích ý, lúc này ngạo nghễ lên tiếng, "Được chư vị ca ca nhờ vả, hiện tại chúng ta liền đi, ta cũng không tin có kẻ ta không thể cậy miệng." Hắn nói câu này làm mọi người kích động, trên nét mặt tràn đầy chờ mong. Đội trưởng cười hắc hắc, tranh thủ thời gian chạy tới tìm đội 10 hắn muốn thương lượng công việc, bảo đội 10 nhường công việc tuần tra lần này cho chúng ta đi. Lúc đội chính hưng phấn, cả đám người quay về trong lao ngục, mới vừa vào, đám phạm nhân áo xám và trọng phạm vừa mới khôi phục tinh thần từ việc Bạch Tiểu Thuần thảo vấn chu lão ma, lúc này lại nhìn thấy đội chính và Bạch Tiểu Thuần, cả đám mở to mắt nhìn sang, trời ạ, à, hắc tiên kia lại tới, đám phạm nhân áo xám rung như cầy sấy, nhanh chóng đi lên bái kiến, Lúc này tâm tư đội chính không phải hưởng thụ, cả đám vây quanh Bạch Tiểu Thuần đi tới lồng giam trọng phạm cứng miệng. Trên đường đi, Bạch Tiểu Thuần vênh váo đắc ý, chắp tay sau lưng, những nơi đi qua đám phạm nhân áo xám cảm thấy cực kỳ khủng khiếp. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng xuất hiện trước một lồng giam, "Bạch huynh đệ, hứa lão ma này là cường giả danh chấn tám phương hơn 60 năm trước, một thân tu vi nguyên anh kinh người không nói." Bởi vì luyện chế pháp khí tàn nhẫn mổ bụng chín vạn chín phụ nữ có thai lấy nhau thai, hành vi tán tận thiên lương, đội trưởng lên tiếng, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn sang, nhìn thấy trong phòng giam là một lão giả, lão giả vô cùng bình tĩnh ngồi đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần, thần thái của hắn không quan tâm tới sinh mệnh là gì, đã rất lâu không có ai thử cậy miệng lão phu rồi, cũng tốt, chơi với các ngươi một chút, lão giả lên tiếng lạnh lùng như băng giá. Nhìn Hứa lão ma, cho dù đội trưởng có lòng tin vào Bạch Tiểu Thuần cũng phải do dự, đó là vì danh tiếng Hứa lão ma quá lớn, ngay cả Hắc Tiên Khu đinh liên tục tay không quay về, dùng hết thủ đoạn cũng không moi ra cái gì, đây chính là Hứa lão ma, ta muốn xem Hắc Tiên của đội chính làm sao cậy miệng của hắn. Trong phạm nhân áo xám có vài người cúi đầu nói thầm, mặc dù bọn họ kính sợ Bạch Tiểu Thuần nhưng tràn đầy tự tin vào Hứa lão ma, lúc mọi người có suy nghĩ khác nhau ánh mắt bạch tiểu thuần dò xét Hứa lão ma một lúc, hắn tức bước đi vào trong ngục giam, ngay sau đó sương mù che phòng giam lại, ngay sau đó tiếng gào thét áp lực giống như Chu lão ma vang lên, cả đội chính hưng phấn khi nghe âm thanh gào thét vang lên, đám phạm nhân áo xám chung quanh cũng hít khí lạnh liên tục, ngay cả Hứa lão ma cũng như thế, không thể nào, đây chính là Hứa lão ma đấy, ngay cả Hắc tiên khu đinh cũng không thể cậy miệng hắn được, chỉ hơn nửa canh giờ Tiếng gào thét thảm thiết cuối cùng hóa thành cầu xin tha thứ, từng tiếng gào thét thê lương làm người bên ngoài nghe thấy cũng hải hùng khiếp vía, đám trọng phạm gần đó sợ hãi không nhỏ. Sau khi Bạch Tiểu Thuần đi ra, sắc mặt ngạo nghễ ném một cái ngọc giản cho đội trưởng, hắn xưng tội rồi, kế tiếp ở nơi nào? Triệu Phong run rẩy kích động, đội trưởng hưng phấn, ánh mắt đám lính canh ngục khác sùng bái nhìn Bạch Tiểu Thuần, cả đám vui vẻ đi theo Bạch Tiểu Thuần tới nơi khác, cứ như vậy, một chỗ hai chỗ, ba chỗ, thời gian ba ngày, Bạch Tiểu Thuần đã làm nhiều người nghẹn họng trân trối, hắn dùng tốc độ cực nhanh quét qua 13 tên trọng phạm nhiều năm không cung khai. Đám người này kẻ thừa nhận lâu nhất chỉ đạt tới hai canh giờ, cho dù là kẻ nào cũng không thể câm miệng, bị Bạch Tiểu Thuần thảo vấn đều nói bí mật của mình. Bạch Tiểu Thuần dần dần cảm thấy việc có chỗ tốt lớn với bản thân mình, hắn phát hiện đám người này trừ tài phú ra, đồng thời đám phạm nhân lâu năm còn biết một ít bí mật, bọn chúng chưa từng nói bí mật này với ai, nhưng hôm nay bị thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần tra tấn nên phải nói, lúc bắt đầu Bạch Tiểu Thuần còn không cảm thấy cái gì, sau khi nghe nhiều bí mật thì ánh mắt hắn tỏa sáng, hắn cũng sinh ra hứng thú với Ma Lao, bởi vì hắn phát hiện đám phạm nhân nơi đều là kẻ cùng hung cực ác, hoàn toàn nên giết đi mới đúng, như vậy xem ra, cự quỷ vương. Rất anh minh, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ, cùng lúc đó đội thứ 9 đã chết lặng, bọn họ nhìn Bạch Tiểu Thuần thẩm vấn cực kỳ thuận lợi, từng ngọc giản trong tay đội trưởng, ánh mắt cả đám sinh ra hào quang sáng ngời. Mỗi một ngọc giản đại biểu tài phú, vừa nghĩ tới sinh hoạt ngày sau của mình, bọn họ càng sùng bái Bạch Tiểu Thuần hơn thần linh. So với bọn họ, đám phạm nhân áo xám không ngừng run rẩy, trong ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần còn mang theo sợ hãi tới cực hạn, trong rung động cùng có sùng kính, thậm chí đội trưởng cắn răng, không tiếc trả giá lớn ra ngoài câu thông với các đội trưởng khác, không biết đàm phán như thế nào, cuối cùng tiểu đội chính có tư cách tuần tra một tháng. Sau khi nghe tin tức này, đám người đội chính lập tức hoang hô tung tăng như chim sẻ, đám phạm nhân áo xám và trọng phạm khiếp sợ không nhỏ. Thời gian trôi qua, một tháng qua đi. Trong một tháng qua, Bạch Tiểu Thuần sinh ra hứng thú nên quét ngang khu đinh, trên trăm tên phạm nhân cứng miệng đều cung khai. Mỗi lần thẩm vấn, trong lồng giam đều truyền ra tiếng gào thét thảm thiết, mọi người sợ hãi càng ngày càng nhiều hơn, nhất là không nhìn thấy quá trình cụ thể, cho nên cảm giác kinh khủng còn mạnh hơn nhiều. Tối trọng yếu nhất, mỗi lần Bạch Tiểu Thuần thẩm vấn xong đi ra, trọng phạm sau lưng hắn, mặc kệ trước kia hung tàn cỡ nào, kiêu ngạo không thuần cỡ nào cũng như biến thành người khác, co lại run rẩy trong góc, thậm chí lạc ấn không thể xóa đi. Qua vài ngày sau, lúc Bạch Tiểu Thuần đi ngang qua lồng giam bọn họ, bọn họ như con thỏ chấn kinh, không ngừng run rẩy sợ hãi và gào khóc. Đội trưởng không ngừng vui mừng, cũng làm danh tiếng của Bạch Tiểu Thuần trong khu đinh tăng lên đỉnh phong. Ánh mắt mọi người nhìn hắn đã mang theo ý vị khác biệt. Bạch Tiểu Thuần hứng thú càng lúc càng lớn. Hứng thú của hắn không phải đi dùng phát tình đang ép hỏi, mà là bí mật trong lòng của đám trọng phạm. Những bí mật này nhiều lắm, phần lớn là về mang hoang, còn có một ít thuộc về thành cự quỷ. Bạch Tiểu Thuần nỗ lực suốt một tháng, hắn phát hiện mình biết quá nhiều bí mật một tháng sau lúc đội chính rời đi toàn bộ tù phạm trong nhà giam thở ra một hơi suốt một tháng bọn họ cảm thấy một ngày dài như một năm bạch tiểu thuần mang lại ác mộng cho bọn họ cho dù không bị ép hỏi cũng chôn dấu hạt giống sợ hãi trái lại đội chính chính thức phát đạt bọn họ lấy tài phú ra chia của việc này oanh động chính tiểu đội khác chính tiểu đội này được phân một phần nhỏ đây là cái giá lớn của đội trưởng đội chính Lúc phân tài phú tới tay, tiểu đội khác trong khu đinh rung động rất lớn, bọn họ dò hỏi nguyên nhân, lập tức biết thân phận hắc tiên của Bạch Tiểu Thuần, tâm thần như thiên lôi đánh trúng. Cái gì? Một tháng, tên kia cậy miệng tất cả trọng phạm câm miệng suốt trăm năm. Đây là chuyện không có khả năng, đáng chết, khó trách đội chính muốn tuần tra thay chúng ta. Bạch Hạo có thủ đoạn hắc tiên, nếu đây là thật, thủ đoạn hắc tiên của hắn cực kỳ cao mình, phải biết rằng hắc tiên khu đinh của chúng ta cũng không làm được như thế. Trong lúc trung động, các tiểu đội khác không ngừng tìm hiểu tin tức, sau khi chứng thực mọi thứ, mọi người lập tức áp chế sôi trào đỏ mắt nhìn đội chính, ngay cả tôn bằng là đội trưởng khu đinh, sau khi đạt được tin tức xác nhận cũng trung động, thời gian một tháng, cậy miệng toàn bộ trọng phạm cứng đầu suốt trăm năm, tôn bằng hít khí lạnh, sau khi hắn nhìn thấy đội trưởng đội chính dân hồn dược và pháp bảo lên, hắn còn không dám tin vào mắt mình. Tôn Bằng phải thở dài chán nản, Bạch Hạo này là kẻ tâm ngoan thủ lạc, lục thân không nhận, hắn quả thật thích hợp làm hắc tiên, vừa nghĩ tới khu đinh của mình, lúc này hắn nhất định phải thông báo với giám mục trưởng Lý Húc, từ đó phóng thích danh tiếng, Tôn Bằng phấn chấn, dứt khoát vung tay áo ra lệnh cho phép Bạch Tiểu Thuần có thế tùy thời ra vào lao ngục, thuận tiện hắn thẩm vấn trọng phạm, lúc này những tiểu đội khác không ngừng tuần tra khu đinh, một tháng có thể đi ba ngày nhưng đối với bạch hạo hắn không có hạn chế này đãi ngộ đặc thù như thế nếu đổi thành lúc khác nhất định có người không đồng ý nhưng trước mắt bạch tiểu thuần làm ra chuyện quá dọa người trong khoảng thời gian ngắn không có kẻ nào đứng ra phản đối việc này một tháng qua với người đội chính là một tháng thu hoạch bọn họ không cần làm gì cả chỉ cần đi theo bạch tiểu thuần là đạt được tài phú xa xỉ phải biết tài phú của cả trăm tên trọng phạm rất phong phú đã không cách nào hình dung rồi cho dù mỗi lính canh cầm một phần trong đó nhưng tính gộp lại cũng làm người ta sợ hãi, cũng khó trách Tôn Bằng lấy được một nửa liền hưng phấn cho Bạch Tiểu Thuần quyền lợi đặc thù, đồng dạng Bạch Tiểu Thuần có thu hoạch gần với Tôn Bằng, nhưng trên thực tế với tính cách của hắn làm sao không có giữ lại, hắn đã sớm âm thầm thông tri chu nhất tinh cùng Lý Phong, bảo bọn họ đi vơ vét một phen, việc này mọi người trong Ma Lao có đoán được nhưng nó cũng là một phần trong quy tắc, chỉ cần Bạch Tiểu Thuần không làm quá phận không có kẻ nào đi gây phiền toái với hắc tiên, vả lại Bạch Tiểu Thuần rất biết làm người, cho dù lời nói làm việc hay trình độ hào phóng cũng làm người khác thoải mái, cho nên không ai so đo, những thứ này chưa tính là thu hoạch lớn nhất của Bạch Tiểu Thuần, hắn có được bí mật của hơn trăm tên trọng phạm. Những bí mật này mặc dù không đầy đủ nhưng bao hàm toàn diện, trong thành Cự Quỷ từng có năm đại gia tộc. Còn có hai đại gia tộc trong vòng một đêm bị Cự Quỷ thôn phệ, tận diệt cả nhà. Tu vi cự quỷ vương nhìn như bán thần nhưng trong lời đồn, công pháp của hắn có thiếu hụt trí mạng. Trong 10 đại hầu, có người muốn phản bội cự quỷ vương. Ánh mắt bạch tiểu thuần chấp động, những tin tức này chỉ là một phần trong các bí mật mà thôi. Còn có quá nhiều chuyện che giấu làm cho bạch tiểu thuần hiếu kỳ. Không nghĩ tới trong lao ngục còn có chuyện như thế. Bạch tiểu thuần vui vẻ cúi đầu nhìn hồn tháp thủy tinh của mình. Hai mắt sáng lên, số lượng oan hồn hắn có được nhiều tới mức kinh người. Hỏa diễm 13 màu, ta đã thôi diễn không kém bao nhiêu. Tinh thần Bạch Tiểu Thuần chấn động, ý định nếm thử luyện chế Hỏa diễm 13 màu chẳng qua chỗ của hắn quá nhỏ không thích hợp luyện chế, vả lại nếu luyện chế sẽ sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Trầm ngâm một phen, Bạch Tiểu Thuần lập tức đi tới cửa lớn của lao ngục. Trên đường đi, lính canh tiểu đội khác nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần liền khách khí, chào hỏi từ xa, Bạch Tiểu Thuần mỉm cười hưởng thụ cảm giác được người khác xem trọng hắn đáp lại từng người sau đó cất bước đi vào cổng ánh sáng lúc xuất hiện trong lao ngục không quan tâm tới đám phạm nhân áo xám và trọng phạm bạch tiểu thuần nhớ kỹ trong khu vực này có vị trí trống trải hắn lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đi tới nơi này không bao lâu hắn đã đi tới cuối khu đinh sau đó tìm được khu vực trống trai hắn lập tức bố trí tầng tầng cấm chế mới khoanh chân ngồi xuống hắn hô hấp vững vàng liền bắt đầu cầm hồn tháp ra trong hồn tháp có vô số quan hồn bay ra ngoài phô thiên cái địa, tứ tán bát phương, ánh mắt bạch tiểu thuần ngưng trọng, hắn phát tay, trong tay có hỏa diễm 12 màu xuất hiện, hỏa diễm 13 màu, lúc đầu ta rời khỏi bạch gia vẫn nghiên cứu, bút ký của bạch hạo gây xúc động cho ta, lại trải qua thôi diễn lục loại mấy ngày qua, hiện tại ta có nắm chắc thành công thật lớn, cho dù thất bại cũng không quan hệ, tìm được nguyên nhân, điều chỉnh luyện chế sẽ thành công. Bạch Tiểu Thuần không chần chờ, hắn bấm niệm pháp quyết điểm vào hỏa diễm 12 màu, lúc này biển lửa thôn vệ vô số quan hồn. Thôn vệ nhìn như rất nhanh nhưng bất kỳ khâu nào cũng trải qua bạch tiểu thuần tính toán vô số lần mới có kết quả. Theo thời gian trôi qua, quan hồn chung quanh bị dung hợp, trên hỏa diễm 12 màu có thêm màu sắc mới, nhưng vào lúc này nó sinh ra bất ổn rất mạnh, mặc cho bạch tiểu thuần điều chỉnh thế nào cũng không có tác dụng, mặc dù không có tan vỡ nổ tung nhưng cũng dập tắt, bạch tiểu thuần cao mày. Hắn thử lại lần nữa, một ngày, hai ngày, ba ngày. Lại trôi qua nửa tháng, Bạch Tiểu Thuần đã thử luyện chế mấy mươi lần nhưng đều thất bại, hắn đều cẩn thận suy tư nguyên nhân sau đó luyện chế. Thời gian dần qua, hắn dần dần nắm chắc luyện chế Hỏa Diễm 13 màu, cho tới ngày hôm nay, Bạch Tiểu Thuần đang suy nghĩ liền ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt của hắn đầy tơ máu nhưng tinh thần vô cùng tốt, hắn hít thở dồn dập và mang theo chờ mong. Đây là vấn đề cuối cùng cũng bị ta hóa giải, lúc này nhất định thành công." Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên, có nhiều oan hồn bay ra khỏi hồn tháp, không đợi bay lâu, Bạch Tiểu Thuần luyện thành Hỏa Diễm 12 màu, thiêu đốt dung hợp xong, Bạch Tiểu Thuần hết sức chăm chú, thậm chí thân thể xuất hiện hư ảnh trùng điệp, linh thức bạo tăng, thời gian dần qua, Hỏa Diễm 12 màu xuất hiện thêm màu mới, trong nháy mắt xuất hiện màu mới, tiếng nổ ngập trời sinh ra hỏa diễm nóng bạo tăng hơn lúc trước mấy chục lần khuếch tán tám phương, nơi như tạo thành hỏa diễm phong bạo, những phạm nhân nơi xa đều hải hùng khiếp vía, không dám tới gần chút nào, ngay cả những trọng phạm bị giam trong đầu lâu cũng hoảng sợ nhìn sang, bởi vì bọn họ cách bạch tiểu thuần không xa, vì vậy có thể nhìn thấy cấm chế bên kia, trong một lao ngục gần vị trí của bạch tiểu thuần. Một lão giả đang ngồi ngẩng đầu lên, trên mặt hắn còn có cái bớt đỏ, ánh mắt tảo sáng, nếu như có lính canh ngục nhìn thấy cảnh này sẽ giật mình, phải biết rằng trọng phạm bị giam giữ trong nơi này, tu vi của bọn họ đều bị phong ấn, không có khả năng còn tu vi. Lão giả trước mặt lại phát hiện bạch tiểu thuần luyện chế hỏa diễm 13 màu, đây mới là việc đáng sợ. Lão giả này chính là người đội trưởng tùy ý chỉ cho bạch tiểu thuần, là kẻ chọc giận cự quỷ vương, là lão giả bớt đỏ bị nhốt vào nơi này hơn 200 năm. Ánh mắt của hắn tỏa sáng sau đó nhắm lại, tiếp tục ngồi xuống, dường như hỏa diễm 13 màu cũng chỉ làm hắn hơi liếc mắt nhìn mà thôi. Bạch Tiểu Thuần không biết được, khí tức của hắn nặng nề, cẩn thận siết chặt bàn tay, hành động của hắn làm biển lửa bột phát ầm ầm, không ngừng bị áp súc. Lúc này trong bàn tay Bạch Tiểu Thuần chỉ còn lại một đám hỏa diễm 13 màu thật nhỏ. Thành công, Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, trong mắt mang theo thần thái vui mừng, thông qua bút ký của Bạch Hạo, Bạch Tiểu Thuần đã đoán được trên lệch giữa hỏa diễm 13 màu và 14 màu không lớn, cho dù là cùng cảnh giới, chỉ có hỏa diễm 15 màu mới là cái hào rộng, một khi luyện chế hỏa diễm 10 màu sẽ từ hoàng phẩm nhảy lên huyền phẩm, mà luyện hồn sư huyền phẩm có tư cách trở thành nội tình căn bản của đại thế gia. Dù sao hồn tu đều muốn đột phá nguyên anh đại viên mãn bước vào thiên nhân, tiêu chuẩn thấp nhất là vật phẩm luyện linh 15 lần, thông qua vật phẩm cảm ngộ thiên địa, đạt được một phần vạn khả năng đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, hỏa diễm 14 màu, hôm nay ta có vài phần nắm chắc, ánh mắt bạch tiểu thuần kiên định, hắn có ý định luyện chế hỏa diễm 14 màu, lại qua nửa tháng, tóc bạch tiểu thuần tán loạn, hắn sắp điên rồi, vào thời khắc mấu chốt, nửa tháng qua thất bại làm hắn đột nhiên tăng mạnh, tối đa còn 5 lần, ta nhất định sẽ thành công, bạch tiểu thuần đỏ mắt, vỗ hồn tháp, lúc này oan hồn bay ra ngoài, bạch tiểu thuần nhíu mày hắn phát hiện hồn quá ít, lúc này trợn mắt há hốc mồm, không còn. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, hắn nhớ rõ bản thân lúc trước có rất nhiều, lúc này ngây người, hắn nở nụ cười khổ, biết mình hao phí quá lớn, không để ý, nhịn không được. Bạch Tiểu Thuần buồn nản, thở dài, nội tâm gấp gáp, nhớ tế oan hồn tại Trường Thành lúc trước. Đáng tiếc, năm đó ta giao oan hồn cho Trường Thành đổi chiến công. Vừa nghĩ tới bản thân lúc trước làm việc ngốc nghếch, Bạch Tiểu Thuần hối hận không thôi, đám phạm nhân nhiều năm của khu đinh đều bị ta cậy miệng, ta giao tin tức cho Chu Nhất Tinh, có lẽ hắn thu hoạch không ít, cũng được, ta ra ngoài một chuyện, ngoại trừ việc Chu Nhất Tinh, nhìn xem có thể mua thêm quan hồn trở về hay không. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ, mặc dù quan hồn không còn, hồn dược trong túi trữ vật lại không ít, hơn nữa thành cự quỷ này, ta chưa đi dạo khắp nơi, nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần đứng lên, hắn hóa thành hào quang bay ra khỏi lao ngục hắn cầm lệnh bài thân phận lính canh rời khỏi ma lao sau khi bay ra khỏi mắt trái con rùa đá lệnh bài thân phận tỏa hào quang sáng ngời cũng bị ngăn cách ở bên ngoài bạch tiểu thuần bay lên trên lúc lao ra khỏi mặt nước cũng là buổi trưa toàn bộ thành cự quỷ vô cùng náo nhiệt bên ngoài sông bảo vệ thành còn có không ít người mặt nước nổ vang đưa tới không ít hồn tu chú ý lúc bạch tiểu thuần bay ra khỏi mặt nước làm mọi người sững sờ cũng ý thức được thân phận của bạch tiểu thuần dù sao sông đào bảo vệ thành xuất hiện bình thường đều là người ma lao là người ma lao ma lao ma lao đối với đa số hồng tu thành cự quỷ mà nói là nơi cực kỳ kinh khủng lúc này cả đám thu liễm tâm thần dời ánh mắt nhìn chỗ khác thậm chí bạch tiểu thuần bay ra khỏi sông bảo vệ thành bầu trời xa xa có đội tuần tra bay tới đám thị vệ nhìn sang lệnh bài của bạch tiểu thuần lập tức nhận ra thân phận bạch tiểu thuần cũng không muốn trêu chọc người ma lao vì vậy giả bộ như không thấy và rời đi vội vàng người ma lao rất có địa vị nha bạch tiểu thuần rất ngạc nhiên mặc dù trước kia hắn nghe đồn về ma lao nhưng hôm nay thân là ngục tốt ma lao tự mình thể nghiệm và cảm thụ mạnh hơn trước như vậy xem ra trở thành lính canh cũng không tệ bạch tiểu thuần vội ho một tiếng hắn đi tới đầu đường trong thành cự quỷ cũng truyền âm cho chu nhất tinh bảo hắn tới gặp mình lúc này đi tìm cửa hàng bán hoang hồn Chu Nhất Tinh đã ở thành cự quỷ, hắn cách Bạch Tiểu Thuần một đoạn rất xa, thành cự quỷ không cho phép phi hành nên đành phải chạy tới mà thôi. Bạch Tiểu Thuần vừa chờ đợi vừa đi dạo, cũng nhìn thấy mấy cửa hàng bán hoang hồn, những cửa hàng này có lớn có nhỏ, rất lớn thì xa hoa, nho nhỏ cũng cực kỳ tinh xảo. Chẳng qua lúc Bạch Tiểu Thuần đi vào hỏi ý thì buồn bực phát hiện oan hồn trong cửa hàng rất khang hiếm, mặc dù mở cửa cũng chỉ mua chứ không bán lúc đi tới bảy tám nhà đều như thế đây là việc làm bạch tiểu thuần kỳ quái xảy ra chuyện gì cửa hàng buôn bán hoang hồn lại không bán hồn bạch tiểu thuần nóng nảy hắn ra ngoài mua oan hồn vì vậy đi lên con đường khác liên tục đi tới bảy tám cửa hàng cũng chỉ mua chứ không bán bạch tiểu thuần khiếp sợ và tức giận hắn bắt lấy tiểu nhị cửa hàng hơi lớn và hỏi tại sao không có hồn xảy ra chuyện gì ai biết xảy ra chuyện gì không có hồn Ngươi bắt ta làm gì, chẳng lẽ còn muốn luyện ta thành hồn sao? Tiểu nhị Lường Bạch Tiểu Thuần, hắn sống trong thành cự quỷ nhiều năm, đã tự nhận sớm luyện ra hỏa nhãn kim tinh, thường ngày chỉ nhìn sơ là đoán ra thân phận của khách nhân, hiện tại nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, lại nghe vấn đề của hắn liền hiểu đó là người từ bên ngoài tới, đối với người từ bên ngoài tới đây, hắn không quan tâm, lúc này Trừng Mắt muốn quát tháo, Bạch Tiểu Thuần bị thái độ của đối phương làm phát cáo, cũng Trừng Mắt nhìn lại Nghĩ đến thị vệ tuần tra nhìn thấy hắn bay ra khỏi sông bảo vệ thành, bọn chúng lưu lại trên không trung một lát, lại lộ ra bộ dạng không trêu chọc liền rời đi. Vì vậy cầm lệnh bài ngục tốt đưa tới trước mặt tiểu nhị, ngươi có gan nói thêm câu nữa. Bạch tiểu thuần quát tiểu nhị, tiểu nhị vốn không kiên nhẫn, lúc nhìn thấy lệnh bài thân phận ma lao của Bạch tiểu thuần liền hít khí lạnh, da đầu sắp nứt ra, thân thể run rẩy vài cái, lúc này cười đắng chát, đại nhân thứ lỗi cho hiện tại toàn bộ thành cự quỷ không còn mấy cửa hàng còn oan hồn đâu tiểu nhị sống nhiều năm trong thành cự quỷ hắn biết rõ người nào không thể đắc tội trong đám người đắc tội không có thành phần tội phạm mà là đám mục tốt của ma lao bởi vì ma lao trong truyền thuyết là nơi làm người ta run rẩy trong truyền thuyết đám mục tốt đều là kẻ hung thần ác sát nhất là tiên thủ trong đó có thủ đoạn cực kỳ tàn khốc đều bị mua rồi bạch tiểu thuần cao mày hỏi đúng vậy Ba đại gia tộc thu mua hồn trên phạm vi lớn suốt mấy năm qua, nghe nói chuẩn bị vì người thừa kế Minh Hoàng. Nếu đại nhân nếu có nhu cầu cấp bách, trong tiệm của ta còn lưu một ít, số lượng không nhiều lắm, tiểu nhị không muốn đắc tội người ma lao, liền vội mở miệng, nghĩ tới bản thân lúc trước còn đắc tội người ta, nội tâm hắn kêu khổ, hắn nhanh chóng ôm quyền với Bạch Tiểu Thuần, lúc này lui ra khỏi nội đường, chuẩn bị mang số hồn trong còn sót lại trong tiệm đuổi người này đi thật là bá đạo vì người nào đó thừa kế minh hoàng nên mua sạch quan hồn bạch tiểu thuần cảm thấy phiền muộn hắn không ngờ chuyện thừa kế minh hoàng cách mình rất xa hôm nay lại ảnh hưởng tới bản thân mình vừa nghĩ tới sau này mình luyện hỏa cần đại lượng hồn nếu không mua được trong thành cự quỷ như vậy bản thân mình khó luyện hỏa vậy phải làm sao bây giờ ba đại gia tộc hơi quá đáng lúc đầu ta nên vơ vét trong bạch gia một ít bạch tiểu thuần thở dài Hắn chỉ hy vọng vào Chu Nhất Tinh, suy nghĩ bản thân mình cắt xén bớt, hôm nay thu hoạch của Chu Nhất Tinh có lẽ không ít, vả lại trong đám trọng phạm có luyện hồn sư, chúng có không ít hồn dược, thời điểm Bạch Tiểu Thuần đang cân nhắc. Tiểu nhị cửa hàng đi vào hậu đường, cầm lấy một hồn tháp, bước nhanh tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần sau đó mỉm cười làm lành, đại nhân, bên trong có 10 vạn phần hồn, không còn nhiều lắm. Bạch Tiểu Thuần dùng linh thức quét qua, Mặc dù số hồn này kém xa số lượng hắn cần nhưng tốt hơn không có, cũng không cưỡng cầu, đang muốn mua thì bên ngoài có giọng nói truyền vào, bổn công tử muốn số hồn này, giọng nói quanh quẩn, từ bên ngoài cửa hàng có hai thanh niên đi vào, hai người mặc quần áo hoa lệ, quần áo làm từ tơ tầm nào đó dệt thành, bên trong còn có bảo quan xuất hiện, thậm chí nhìn kỹ có thể thấy nó được luyện linh bảy lần, phải biết rằng trong mang hoang có khá nhiều pháp bảo được luyện linh, nhưng trên thực tế xác suất thành công giống với thế giới thông thiên số lần luyện linh càng nhiều tỷ lệ thất bại càng lớn một khi thất bại thì khí hủy có thể nói bất cứ linh vật nào được luyện linh nhiều lần trừ phi là vận khí đặc biệt nghịch thiên bằng không đều dùng vô số tài nguyên và thất bại vô số lần chồng chất mà thành hai người này tu vi trúc cơ đại viên mãn đã có bảo y đây là điểm khác với người thường vả lại sau lưng bọn họ còn có bảy tám hồn tu bảy tám người này phần lớn đều là trúc cơ bên trong có hai hồn tu tu vi kết đan nhìn những người này giống tôi tớ hai thanh niên đi vào vô cùng nổi bật không phú tức quý bạch tiểu thuần cũng bị y phục của hai gia hỏa này hấp dẫn ngay sau đó bên cạnh có tiếng hít khí lạnh vang lên ngay cả tiểu nhị bên cạnh cũng biến sắc hắn cười lấy lòng còn tươi hơn khi cười với bạch tiểu thuần lập tức chạy tới gặp mặt tiểu nhân bái kiến trần công tử thái công tử thái mổ muốn số hồn này một thanh niên lên tiếng sau khi đi vào cũng không thèm nhìn bạch tiểu thuần lần nào ngữ khí bình thản nhưng thần sắc cao cao tại thượng sau khi hắn nói xong liền có tôi tớ tiến lên bộ dạng cực kỳ cao ngạo cầm túi trữ vật muốn thu hồn tháp bạch tiểu thuần nhìn thấy liền lên tiếng chậm đã ta mua số hồn này trước bạch tiểu thuần tức giận ánh mắt hai thanh niên lạnh lùng nhìn sang bạch tiểu thuần cho dù nhìn ra tu vi bạch tiểu thuần là kết đan nhưng không quan tâm Hiển nhiên còn không nhận ra hắn là Bạch gia Bạch Hạo, hồn dược tăng gấp đôi, tên thái công tử lên tiếng, nói xong cũng không quan tâm tới nơi này, hắn và gia hỏa Trần gia đi ra khỏi cửa hàng, dường như với hắn đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Bạch Tiểu Thuần có cảm giác bị nhục nhã, nhất là nhìn thấy tiểu nhị đang nhìn trộm hắn, bộ dạng xem náo nhiệt rất rõ ràng, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy bọn chúng khinh người quá đáng, nhịn không được nữa rồi, lúc này lên tiếng, "Ta ra gấp ba" gấp 10 lần, bên ngoài cửa hàng, tên tộc nhân dòng chính Thái Gia không quay đầu lại, có cảm giác tài đại khí thô, lời nói rất cao ngạo. Hai người bọn họ là tộc nhân dòng chính của Trần Gia và Thái Gia, lần này phụ trách đi mua sắm hồn trong thành cự quỷ. Mặc dù 10 vạn oan hồn không nhiều nhưng tộc trưởng cho ra yêu cầu phải mua cho đủ. Bạch Tiểu Thuần tức giận, hắn có xúc động muốn dùng tài phú đánh gục đám người này. Lúc đang định lên tiếng, ngọc giảng truyền âm trong túi trữ vật của bạch tiểu thuần chấn động mạnh bạch tiểu thuần dùng linh thức quét qua bên trong có giọng nói khẩn trương của chu nhất tinh vang lên trong đầu bạch tiểu thuần ta đang phía đông truyền tống trận thành cự quỷ có người muốn giết ta muốn cướp hồn thuộc về chủ tử chủ tử cứu ta bạch tiểu thuần nghe ngọc giảng truyền âm lúc này ánh mắt đỏ rực nếu như chu nhất tinh chỉ nói có người muốn giết hắn cũng thôi lại nói có người muốn đoạt hồn của hắn phải biết rằng Bạch Tiểu Thuần hiện tại khác hồn hơn khác nước, hắn đi một vòng không phát hiện cửa hàng bán hồn, Chu Nhất Tinh cầm hồn đã thành hy vọng duy nhất của Bạch Tiểu Thuần, tối đa có thể thử năm lần nữa, ta có nắm chắc luyện chế ra hỏa diễm 14 màu, thời điểm này có kẻ đoạt hồn của ta, đó là kẻ địch của ta. Bạch Tiểu Thuần nổi giận đùng đùng, hắn không có thời gian dông dài với hai gia hỏa trần, thái, hắn quay người rời khỏi cửa hàng chạy thẳng về phía đông truyền tống trận. Hắn vừa lao ra liền cầm lệnh bài thân phận ma lao đặt bên hông, kể từ đó mặc dù thành cự quỷ cấm bay, đám người tuần tra nhìn thấy lệnh bài bên hông Bạch Tiểu Thuần liền biết thân phận của hắn, cũng mở một con mắt nhắm một con mắt xem như không thấy. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần cực nhanh, nơi này cách truyền tống tận không xa, với tốc độ của hắn cần 10 hô hấp là tới, thân ảnh của hắn hóa thành hào quang bay về phía truyền tống trận. Hắn đến đã làm không ít người xôn xao, thật sự lúc Bạch Tiểu Thuần biến hào quang đã nhanh như bôn lôi, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Chu Nhất Tinh cách truyền tống trận không xa, đang gào rú tuyệt vọng và không ngừng giải dụa, gần Chu Nhất Tinh có vài chục người, trong đó có tộc trưởng Bạch Gia bị Bạch Tiểu Thuần bắt lần trước, chẳng những tộc trưởng Bạch Gia ở đây, thậm chí Thái Phu Nhân cũng ở nơi này, bên cạnh bọn họ đều là người Bạch Gia đi theo, trong đó có hai ba hồn tu mặc y phục khác, hiển nhiên là người của các gia tộc khác. Lúc này tộc trưởng Bạch Gia ra tay tạo thành hắc phong, trực tiếp bao phủ chung quanh Chu Nhất Tinh, mặc cho Chu Nhất Tinh dãy dụa thế nào cũng không thể né tránh. Bạch Lão Tạc, ngươi dám, mắt thấy Chu Nhất Tinh gặp nguy cơ, Bạch Tiểu Thuần hét lớn, giọng nói của hắn giống thiên lôi nổ mạnh, trực tiếp vang vọng bốn phương. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần quát lớn, người Bạch Gia cũng nhận ra thân ảnh Bạch Tiểu Thuần, nhất là Thái Phu Nhân, sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần liền hét lên thê lương, Bạch Hạo cùng lúc đó phụ thân bạch hạo tộc trưởng bạch gia cũng ngân đầu lên nhìn bạch tiểu thuần thân thể hắn run rẩy đôi mắt hắn xuất hiện tơ máu hắn nhớ lại tình cảnh bị bắt lần trước lúc này nội tâm hắn nghiến răng nghiến lợi bạch hạo người bạch gia nhìn thấy bạch tiểu thuần tới gần liền kinh hãi bởi vì chuyện bạch hạo cho nên gây thành náo động lớn cho cả bạch gia bọn họ không còn mặt mũi nhìn người là bạch hạo lúc trước lão tổ bạch gia chúng ta ra tay cũng không thể giết hắn là cự quỷ vương yêu cầu mang đi. Trong nội tâm mọi người suy nghĩ khác nhau, Chu Nhất Tinh đang tuyệt vọng đã cảm động sắp khóc, trong lúc nguy cơ sinh tử nhìn thấy hy vọng làm cho hắn kích động, muốn dùng toàn lực la lớn, chủ tử cứu ta, tộc trưởng Bạch Gia tàn nhẫn, lúc trước bọn họ điều tra lai lịch sát hồn đinh, biết rõ thân phận của Chu Nhất Tinh, cũng biết quan hệ với Bạch Tiểu Thuần, lần này nhìn thấy liền ra tay muốn bắt giữ Chu Nhất Tinh, lúc nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, tộc trưởng bạch gia đổi chủ ý không bắt giữ mà là muốn giết người hắn hừ lạnh một tiếng sau đó nâng tay phải đánh một trảo về phía chu nhất tinh hắc phong chung quanh chu nhất tinh hóa thành phong nhận đánh tới ngươi có thận phận do cự quỷ vương ban cho bạch gia ta không làm gì được ngươi nhưng ta càng muốn đánh chết tùy tùng của ngươi trước mặt ngươi chu nhất tinh vừa sinh ra hy vọng khi hắc phong biến phong nhận liền tuyệt vọng nói tất cả chậm chạp nhưng trên thực tế lại nhanh như tia chớp Bạch Tiểu Thuần thấy như thế, trong mắt như nước ra, tốc độ của hắn nhanh tới cực điểm liền bạo tăng, không phải là hám sơn chàng, mà là bất tử cấm, trong nháy mắt, thân thể hắn mơ hồ, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần đã biến mất, dường như xung đột với hư vô cho nên sinh ra tiếng rít sắc bén, trong nháy mắt phong nhận sắp chạm vào thân thể Chu Nhất Tinh, Chu Nhất Tinh tuyệt vọng kêu thảm thiết, thân thể Bạch Tiểu Thuần dùng phương thức gần như không thể đứng trước mặt Chu Nhất Tinh hắn vừa xuất hiện liền nâng tay lên đánh mạnh về phía trước, ngay sau đó tay phải va chạm với phong nhận, oanh oanh oanh, tiếng nổ mạnh quanh quẩn bốn phía, sau tiếng nổ là phong nhận bị đánh tan hóa thành vô số mảnh vỡ bắn tung tóe ra chung quanh, người bạch gia không ngừng lui ra phía sau, bạch hạo, người muốn chết, tộc trưởng bạch gia tức giận, hắn bước lên phía trước sau đó bấm niệm pháp quyết, lập tức có tiếng quỷ khóc sói tru truyền ra chung quanh, đây là bí pháp bạch gia, thần thức hóa quỷ tạo thành vô số con quỷ tấn công bạch tiểu thuần bại tướng dưới tay cũng dám càng rỡ bạch tiểu thuần lui ra phía sau trực tiếp đụng vào chu nhất tinh chu nhất tinh chưa tỉnh hồn đã bị bạch tiểu thuần va chạm cho nên thân thể cũng nuôi cùng mượn lực chạy trốn ra khỏi vòng chiến sau khi đưa chu nhất tinh đi bạch tiểu thuần trừng mắt thân thể hắn hóa thành hư ảnh bốn đại phân thân xuất hiện toàn bộ năm thân ảnh toàn lực đánh một quyền vào tộc trưởng bạch gia tám phương chấn động Tiếng nổ vượt qua thiên lôi, cả nửa thành cự quỷ cũng nghe thấy tiếng nổ, sau đó có vô số hào quang bay lên không trung. Trong thành cự quỷ cấm đấu pháp, các ngươi còn không ngừng tay, dừng tay. Lúc này từng tiếng quát vang lên khắp nơi, trên pho tượng cự quỷ vương có lực lượng thần thức bao phủ nơi này, nội tâm mọi người rung động. Vào lúc này hai bên vừa va chạm nhau, Bạch Tiểu Thuần cùng tộc trưởng Bạch Gia bị vụ nổ đẩy lui ra sau, tộc trưởng Bạch Gia lui hơn 10 trượng, khóe miệng chảy máu tươi, hô hấp của hắn rối loạn, lúc này ngẩng đầu nhìn chầm chầm vào Bạch Tiểu Thuần. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.